Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 48. Cửu Luân đại sư này là ai, vậy mà người ông ta phái tới kiêu ngạo như vậy? Có người bất mãn nói. Nơi này là trang viên Mạc gia, ngồi trong đình là Mạc Phàm, cao thủ thần cảnh danh chấn thế giới. Người đàn ông này đến đây còn dám bá đạo như vậy, đòi cho 10 người tiến vào tiên mộ, giống như Mạc Phàm nên cho hoặc tất phải cho anh ta. Cậu từng nghe nói đến thiên bảng chưa? Một người ở bên cạnh yên lặng hỏi. Ai mà chẳng biết thiên bảng? Người đàn ông khinh thường nói. Cậu đã biết, thì nhìn về phía trước ấy, Cửu Luân đại sư là người đứng thứ 5 trên thiên bảng, yoga sư cổ cực mạnh trên thế giới, địa vị ở Ấn Quốc còn cao hơn quốc vương, cho dù là quốc vương gặp ông ta cũng phải gọi ông ta một tiếng lão sư. Người Cửu Luân đại sư phái tới là con trai thứ 9 của ông ta, người trẻ tuổi rất có thiên phú ở Ấn Quốc. Người bên cạnh thận trọng nói. Thứ 5 thiên bảng, yoga đại sư cổ số 1 thế giới sao? Mồ hôi lạnh chảy từ trán người đàn ông này xuống. Không sai, bây giờ cậu còn cảm thấy người kia rất kiêu ngạo nữa không? Yoga thuật là một loại công pháp tu luyện được lưu truyền ở Ấn Quốc tới nay, loại công pháp này cho rằng trong cơ thể có một vòng tròn là trung tâm của năng lượng. Trung tâm của năng lượng này tương đương với kỳ kinh bát mạch trong công phu Hoa Hạ, tiểu vũ trụ của đấu sĩ Hy Lạp, được gọi là chakra trong yoga thuật. Chakra có tổng cộng 7 mạch, theo thứ tự là Hải Đề Luân, Tề Luân, Thiên Dương Thần Kinh Tùng, Tâm Luân, Hống Luân, Tam Nhãn Luân, Đính Luân. Mở 7 mạch luân này, có thể có lực lượng khai thiên tích địa. Cửu Luân đại sư này không chỉ mở hết 7 mạch luân, còn mở ra hai loại mạch luân là bản ngã luân và tha thức luân không thuộc con người. Vì vậy ông ta được gọi là Cửu Luân đại sư, đứng thứ 5 trên hắc bảng. Thiên bảng là danh sách tất cả cường giả trên thế giới, có thể đứng trong top 10, đều có thực lực giết thần. Mạc tiên sinh, có cần tôi giết tiểu tử này không? Sentaiko nói nhỏ với Mạc Phàm. Không cần. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, khẽ nhấp một ngụm trà, không thèm liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái. Còn có chuyện gì khác nữa không? Gia tộc Wiki chúng tôi nguyện ý ra giá cao mua danh sách tiến vào tiên mộ, hy vọng Mạc tiên sinh có thể ra giá. O tiên sinh của gia tộc Wiki, một người đàn ông cao gầy để râu quai nón đứng ra nói. Chúng tôi nguyện ý dâng một nửa ích lợi trong tiên mộ, mong Mạc tiên sinh đồng ý cho chúng tôi vào. Mã tiên nhi cũng nói. Giọng nói mềm yếu khiến nam sĩ không nhịn được nhìn qua. Chính nhất giáo chúng tôi sẽ không truy cứu Mạc tiên sinh chuyện quỷ tỷ. Hy vọng Mạc tiên sinh có thể mang chúng tôi tiến vào tiên mộ. Tiểu đạo sĩ kia cao giọng nói. Âm thanh vang lên liên tục, đều là muốn đi vào tiên mộ, rất lâu sau Mạc Phàm mới bỏ chén trà xuống. Nếu đều là chuyện này, vậy các người có thể đi rồi, tôi chỉ đồng ý cho những người mà tôi muốn cho vào tiên mộ mà thôi. Cái gì? Tiểu đạo sĩ Trương Nhược Hư nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Bọn họ biết Mạc Phàm sẽ không để bọn họ tiến vào tiên mộ dễ dàng. Cho nên rất nhiều người đều chuẩn bị đồ giá trị xa xỉ, đổi lấy tư cách tiến vào tiên mộ, không ngờ Mạc Phàm từ chối thẳng những người ở đây như vậy. Mạc tiên sinh tôn kính, cậu có ý gì đây, chẳng lẽ cậu muốn chiếm giữ tiên mộ mình, cho dù cậu là đại sư, như vậy cũng hơi quá đáng rồi đó. Đồ đệ của Cửu Luân đại sư nhíu mày, lạnh lùng nói. Mạc Phàm hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái, mấy chữ thốt ra từ miệng hắn. Không thể sao. Tuy tiên mộ này không phải của hắn, nhưng chỉ có hắn mới mở ra được. Thứ hắn có thể mở ra, tất nhiên hắn muốn cho ai tiến vào, thì người đó mới được tiến vào. Trái lại không muốn để người nào tiến vào, người đó sẽ không thể vào được, đây giống như tiền của hắn, người khác không thể xen vào. Có thể thì có thể, nhưng Mạc tiên sinh thật sự phải làm vậy à, trong tiên mộ có đủ thứ khiến người ta thăng cấp đến thần cảnh. Mạc tiên sinh lại dùng để cứu mệnh một cô gái, đúng là quá lãng phí rồi. Trong đám người, một người đàn ông mặc trang phục thời đường, làn da màu đồng cổ bất mãn nói. Tôi thấy không chỉ lãng phí, Mạc tiên sinh cũng quá bá đạo rồi, muốn độc chiếm thất hồn quả sao? Một người đàn ông mặc trang phục dị tộc cũng nói. Nghe thấy hai câu này, mắt Mạc Phàm nheo lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Nhiều đại diện cho các thế lực như vậy xuất hiện ở ngoài cửa Mạc gia. Hắn không thấy kỳ lạ, dù sao cũng là con đường tới thần cảnh, không ai sẽ từ chối. Nhưng xem ra không chỉ có vậy. Chuyện hắn muốn dùng thất hồn quả cứu Dạ Tình, hẳn là chỉ có người Viên gia Tống gia biết,
lúc này mới qua 2 ngày, vậy mà có nhiều người biết như thế, ngoại trừ Viên gia và Tống gia giở trò sau lưng ra thì không còn người khác. Đúng là nên giết Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không biết thất hồn quả đã có bao nhiêu người biết, chắc chắn đến lúc đó sẽ có rất nhiều người mơ ước thứ này, những người này chỉ là một phần trong đó, hắn muốn lấy thất hồn quả sẽ phiền phức hơn nhiều. Hắn còn chưa mở miệng, bóng dáng sen tai cô nhoáng lên một cái xuất hiện bên cạnh hai người đàn ông, mỗi tay cô cầm một đoạn đao kiểu Nhật kề sát cổ hai người này. Thanh đao sắc bén, khiến sắc mặt không ít người ở đây thay đổi. Dám vô lễ với Mạc tiên sinh chúng tôi, muốn chết à? Hai người đàn ông không chỉ không sợ, trái lại còn hơi nhếch miệng, lộ ra chút tươi cười. Đây là Mạc gia à, chúng tôi là đại diện mà đại nhân nhà chúng tôi phái tới, coi như là khách của Mạc gia, có gia tộc nào đối xử với khách như vậy sao? Người đàn ông mặc đồ dị tộc kia cười mỉa nói. Người đàn ông này vừa nói xong, không ít người lập tức phụ họa. Không sai, Mạc gia đãi khách thế à, chẳng lẽ chỉ cần chọc Mạc gia không vui, Mạc gia sẽ giết người. Sen tai cô nhíu mày, lộ ra chút do dự, không ra tay lần nữa, mà nhìn về phía Mạc Phàm trong lương đình. Mạc Phàm lắc đầu cười, chẳng trách những người này được phái đến, biết lấy những đạo đức lễ nghi vô dụng tới trói buộc Mạc gia hắn. Mạc gia bọn họ sẽ lấy lễ đối đãi với khách, nhưng những người này là khách sao? Hai người nói xong rồi à? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc tiên sinh, cậu có ý gì? Người đàn ông mặc trang phục dị tộc nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, Sơn Hải Khư mà Long Bác đưa cho hắn trôi nổi trước người hắn. Rời khỏi Mạc gia tôi, hai người không phải khách Mạc gia tôi nữa rồi. Mạc Phàm nâng mắt nhìn hai người, hỏi. Mắt hai người mở to, trong phút chốc trên mặt không có chút huyết sắc, hai nước giao chiến không chém sứ giả, chúng tôi đúng là khách của Mạc gia, cậu. Tôi đưa hai người tới một nơi khác làm khách. Cô ấy có coi các ông là khách hay không tôi cũng không biết, bởi vì cô ấy không phải nhân loại. Không đợi hai người nói xong, tay Mạc Phàm vung lên, hai người kia lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hai người đã đến Long Cung mới được xây ở gần Biển Đông, đứng trước mặt Ngao Sương đang nghỉ ngơi. Hai người vừa xuất hiện, trên chiếc giường san hô hoa mỹ, đôi mắt Ngao Sương chậm rãi mở ra, nhìn thấy hai người này, trong mắt cô lóe lên sắc bén. Nhân loại. Vậy mà tiến vào tẩm cung của bản công chúa, chết. Hai người còn chưa kịp nói một câu thì trực tiếp nổ tung, Ngao Sương lại nhắm mắt lại, tiến vào giấc ngủ. Trong trang viên Mạc gia, mọi người nhìn nơi hai người biến mất, sắc mặt thay đổi theo, không ai dám nói về đạo đãi khách nữa. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không ai dám nói nửa chữ khách, tất cả đều ngậm chặt miệng. Nhất niệm của Mạc Phàm có thể khiến hai người kia biến mất, thì có thể khiến bọn họ đều biến mất. Lại nói đạo đãi khách, kết quả sẽ giống như hai người kia. Rất lâu sau, Mã Tiên Nhi đi tới trước một bước, khóe miệng hơi nhếch lên, tươi cười phong tình vạn trùng xuất hiện trên mặt cô ta, thân thể hơi cúi xuống với Mạc Phàm. Cô ta vừa cúi người, trước ngực lập tức lộ ra mảng lớn. Mạc tiên sinh, Mã gia Đông Bắc chúng tôi không có ý định với thất hồn quả, chỉ muốn đi vào tìm một số đồ cường đại của tiên gia cho hậu bối, để có thêm chút năng lực tự bảo vệ mình. Không biết phải trả giá thế nào. Giọng nói mềm yếu mang theo lực lượng kỳ diệu, lan tràn ra xung quanh. Mã Tiên Nhi vốn hấp dẫn không ít ánh mắt, lúc này cô ta mới mở miệng trước mắt không ít người sáng lên. Mã cô nương không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp, con người cũng tốt bụng, nếu sau này tôi có được yêu ma tinh quái gì đó, nhất định sẽ đưa đến Mã gia. Một người đàn ông trong đó si ngốc nói. Còn tôi nữa. Mấy người khác cũng phụ họa theo. Vậy Tiên Nhi cảm ơn các vị trước. Mã Tiên Nhi cười quyến rũ nói, ánh mắt như tơ nhìn về phía Mạc Phàm, mang theo 3 phần mong đợi 3 phần quyến rũ 4 phần dục vọng còn cả xấu hổ. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên lam quang. Thu hồi lực mê hoặc của cô đi, nếu không tôi sẽ diệt linh hồn ngàn năm trên người cô đó. Mã Tiên Nhi này sử dụng mê hồn chi thuật với người khác còn chưa tính, vậy mà còn dám dùng với hắn. Không nói đến linh hồn ngàn năm. Cửu vĩ tiên hồ Thanh Khâu hắn cũng từng gặp rồi, sao có thể bị một người mời linh hồ thượng thân mê hoặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mã Tiên Nhi bị Mạc Phàm vạch trần, lông mày hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức thay đổi, giọng một người đàn ông trầm thấp truyền ra. Thôi,
nếu tiểu bối nói không thông với cậu, vậy để bổn tiên ra tới nói, tiểu tử, cậu chắc chắn muốn từ chối chuyện này, độc chiếm tiên mộ một mình sao? Những lời này vang lên, trong chớp mắt mắt Mã Tiên Nhi biến thành màu đen hết, chỗ khóe mắt xuất hiện một vòng màu đen, giống như vẽ loạn bóng mắt đen. Bốn cái răng nanh cũng xuất hiện trong miệng cô ta, khí tức cường đại, yêu dị màu đen tỏa từ người Mã Tiên Nhi ra. Khí tức này ngưng tụ thành một hư ảnh hồ ly to lớn sau lưng Mã Tiên Nhi, cao khoảng chừng 20-30 mét, khí tức cường đại lập tức khiến hô hấp người ta bị kiềm hãm. Đây là hồ tiên một trong tam tiên Đông Bắc, Thanh Khâu sao? Có người nhìn thấy hư ảnh này, vô cùng khiếp sợ nói. Tam gia Đông Bắc, theo thứ tự là Mã gia, Hoàng gia và Trọc gia, sau lưng Mã gia là Hồ Tiên Thanh Khâu, sau lưng Hoàng gia là Hoàng Đại Tiên Hoàng Phách Thiên, sau lưng Trọc gia là Xà Tiên Trúc Cửu Âm, ba đại yêu này ở Đông Bắc được gọi là Tam Tiên Đông Bắc, vô cùng nổi tiếng ở đó. Phàm là đệ tử của Xuất Mã Tiên, không ai không biết Tam Tiên này. Cho dù là người bình thường, cũng vô cùng kính sợ ba vị Đại Tiên này. Thế cho nên trong nhà xuất hiện hồ ly, hoàng thử lang và xà cũng không dám ra tay, mà lựa chọn phóng sinh, tránh rước họa vào thân. Ngoại trừ Thanh Danh ra, ba vị này đều sống ngàn năm, thực lực sâu không ai biết. Vậy mà hiện giờ Đại Tiên Thanh Khâu một trong ba vị Đại Tiên hàng lâm Mạc gia. Chuyện này, Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua hư ảnh phía sau Mã Tiên Nhi, trên mặt không có chút gợn sóng. Tôi làm thế nào ông có ý kiến à? Mấy chữ đơn giản, nhưng lại khiến hô hấp của người ta bị kiềm hãm. Ở Đông Bắc, đừng nói là tiểu tiên biết chút pháp thuật nhỏ là mấy chục đại tộc nhân của Tam Tiên, cũng không có ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Hơi khiến bọn họ không vui, cũng sẽ bị những đại tiên này khiến nhà tan cửa nát. Dù vậy phần lớn người cũng không dám mời đạo sĩ, hòa thượng thu thập những đại tiên này, trái lại sẽ dùng một số tiền rất lớn, cầu xin đại tiên mà bọn họ đắc tội tha thứ. Nếu có một nhà mời đạo sĩ tới bắt yêu, không chỉ không thể giải quyết vấn đề, rất có khả năng còn dẫn tới tai nạn lớn hơn nữa. Lúc trước có một chuyện vô cùng nổi tiếng, chuyện này xảy ra ở một thôn xóm, có một đứa bé không cẩn thận đánh chết một hoàng thử lang tới ăn trộm, vào ban đêm đứa nhỏ này đập đầu vào tường liên tục mà chết, vậy mà cha mẹ ngủ ở bên cạnh không biết gì. Dưới cơn giận dữ, mẹ đứa bé rót dầu hỏa vào hang chuột ở gần đó. Cha đứa bé mời đại sư ở gần đó tới, thì pháp bắt yêu. Kết quả là đại sư kia chết thảm, một đám thôn dân trong thôn cũng chết rất thảm, đại tiên này còn hành hạ cha mẹ đứa bé kia 81 ngày liên tục, để hồn phách đứa bé giết chết cha mẹ mình một cách tàn nhẫn. Chuyện này khiến chiến sĩ trấn thủ biên cương chú ý, liền phái một đội người đi điều tra, kết quả chiến sĩ cũng biến mất một cách thần bí, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Không thể mạo phạm những tiểu tiên đó. Vậy mà Mạc Phàm dám nói vậy với Thanh Khâu một trong tam tiên. Được lắm tiểu tử cuồng vọng, bổn tiên ra tu hành ngàn năm, đã lâu rồi chưa thấy hậu sinh kiêu ngạo như vậy. Thanh Khâu nheo mắt, lạnh lùng nói. Ông ta ít khi lộ diện, người mà ông ta từng gặp không ai không có thân phận rất cao, nhưng cho dù là ai gặp ông ta cũng phải cung kính xưng ông ta là tiền bối hay đại tiên, vậy mà tiểu tử miệng còn hôi sữa này lại làm càn như thế. Kiêu ngạo. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Ý niệm vừa động, không thấy hắn ra tay. Mọi người chỉ thấy trong lòng căng thẳng, một đại thủ xuất hiện trên cổ hư ảnh Thanh Khâu, nắm chặt lấy cổ Thanh Khâu. Rõ ràng bị nắm lấy cổ là Thanh Khâu, nhưng lại giống như Mã Tiên Nhi mới là người bị nắm cổ, trong chớp mắt khuôn mặt cô ta đỏ bừng. Tiểu tử, cậu muốn làm gì? Thanh Khâu nhíu mày, nghiến răng nói. Để cho ông biết cái gì gọi là kiêu ngạo, còn nữa, để ông biết ông đang nói chuyện với ai. Một hồ yêu hơn ngàn năm mà thôi, tu vi chỉ ở thần cảnh và bán thần cảnh, chẳng qua lực tín ngưỡng nhiều hơn yêu quái bình thường một chút mà thôi, vậy mà dám kiêu ngạo trước mặt hắn, Long Vương Ngao Thiên hiện giờ đều không có lá gan này. Nói xong hắn vung tay, Thanh Khâu và cả MNT cùng bị ném đến một khu đất trống. Tiểu tử, cậu chắc chắn cứ cố chấp như vậy à, nói cho cậu biết, cho dù cậu sợ đại tiên gia Thanh Khâu tôi giá lâm, không sợ tất cả mọi người của chúng tôi ở đây sao? Ánh mắt Thanh Khâu dữ dằn, tức giận quát. Ông ta vừa nói những lời này, mắt hồ ly trong vòng 10 dặm xung quanh sửng sốt, răng nanh lập tức lộ ra, nhìn về phía Mạc gia. Mạc Phàm lắc đầu cười, không để ý đến Thanh Khâu, ánh mắt chậm rãi nhìn những người khác, rồi mở miệng. Nếu tôi cứ cố chấp như vậy, các người muốn làm gì?
hiện giờ thứ tốt nhất có thể cứu Giả Tình là thất hồn quả, hắn nhất định phải giành tới tay. Hơn nữa tiên mộ mở ra, cũng nhất định không thể tạo ra nhiễu loạn. Mạc Phàm vừa dứt lời, sắc mặt mọi người khó coi, sau đó mắt mọi người nheo lại. Nếu Mạc tiên sinh cố chấp như vậy, chính nhất giáo chúng tôi sẽ tìm Mạc tiên sinh giải quyết chuyện quỷ tỷ trong tiên mộ, mong Mạc tiên sinh suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Gia tộc Uy Kỳ chúng tôi cũng nhất định phải đạt được thất hồn quả, Mạc tiên sinh cậu không ngăn được đâu. Nếu cậu nhất định phải vậy, Cửu Luân đại sư cha tôi bảo tôi nói với cậu một câu, cậu sẽ biết sự lợi hại của yoga cổ thuật. Một đám người nhao nhao đứng dậy, bày tỏ thái độ. Chỉ cần Mạc Phàm không cho bọn họ tiến vào tiên mộ, thì sẽ là địch, không có ngoại lệ. Rất lâu sau, âm thanh mới dừng lại. Trong mắt Thanh Khâu hơi híp lại, lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu tử, cậu thấy được không, đây là kết cục cậu cố chấp, nói cho cậu biết, một mình cậu không nuốt nổi bảy quả của thất hồn thụ đâu, nếu cậu đồng ý để chúng tôi đi vào, bản đại tiên đảm bảo, mặc kệ người nào đạt được thất hồn quả, đều đưa một quả cho Mạc gia cậu. Cậu cũng có thể đạt được ân tình của chúng tôi, biện pháp này, hẳn là mọi người không có ý kiến đúng không? Thanh Khâu rời mắt nhìn, hỏi những người khác. Chỉ cần có thể đi vào tiên mộ, chính nhất giáo chúng tôi không ngại để một quả thất hồn quả cho Mạc gia. Trương Nhược Hư do dự một lát, nói. Chúng tôi cũng không có ý kiến. Những người khác cũng tỏ thái độ, không một ai phản đối. Với thực lực của Mạc Phàm, chỉ cần hắn ngăn cản mọi người tiến vào tiên mộ. Khiến cho tám mặt đều là địch, muốn đạt thất hồn quả cũng không khó. Chỉ cần có thể đi vào tiên mộ, cho dù mất một thất hồn quả cho Mạc Phàm, cũng không phải không thể được. Dù sao Mạc Phàm là thần cảnh, nếu có thể không đắc tội Mạc Phàm, bọn họ sẽ không mạo hiểm trêu chọc Mạc Phàm. Tiểu tử, với kinh nghiệm xử thế hơn 1.000 năm của bản đại tiên, đây là con đường duy nhất cậu có thể đi, cậu thấy thế nào? Thanh Khâu cười âm hiểm. Dáng vẻ như không nghe lời người già dậy sẽ chịu thiệt ngay trước mắt. Mạc Phàm lắc đầu cười, vậy mà một đám người cũng muốn ép hắn cúi đầu, Tam Thiên Đông Bắc cũng được, chính nhất giáo cũng được, nghĩ đơn giản quá rồi. Hắn đường đường là y tiên bất tử, có thể áp chế tùy tiện sao? Thanh Khâu thấy Mạc Phàm không nói lời nào, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh lùng. Tiểu tử, tôi biết cậu là cao thủ thần cảnh, còn tu luyện ra thần thể hiếm có. Thực lực đều mạnh hơn bất luận một ai trong chúng tôi, nhưng trong chúng tôi có nhiều tiên thiên đỉnh phong, bán thần cảnh như vậy, thậm chí là thần cảnh, kết quả cậu từ chối chúng tôi là có khả năng cậu còn không lấy được một thất hồn quả, thậm chí còn chết trong tay chúng tôi. Cao thủ thần cảnh thì thế nào, thần cảnh cũng có cực hạn, bọn họ có nhiều người như vậy, Mạc Phàm chỉ có thể nhượng bộ lui binh, đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ đến Mạc gia đàm phán với Mạc Phàm. Thanh Khâu vừa nói xong. Đám Lưu Nguyệt như nhíu mày lại. Làm càn, Thanh Khâu ông quên nơi này là nơi nào rồi à? Sen Tai cô lo lắng, đồng thời tức giận nói. Lúc bản đại tiên làm càn, cô vẫn còn là một dịch thể, cô nên câm miệng thì hơn, bản đại tiên không thể làm gì tiểu tử Mạc gia này, nhưng muốn thu các người làm hậu cung của bản đại tiên, đều không có một chút vấn đề gì, cô muốn thử không? Thanh Khâu đánh giá đám Sen Tai cô, cười dâm nói. Yêu hồ nhất tộc am hiểu mê hoặc thuật nhất, chỉ cần một ánh mắt của ông ta cũng có thể khiến đám mỹ nữ bên cạnh Mạc Phàm bò về phía ông ta. Ông! Sen Tai cô nắm chặt tay, nhưng không ra tay. Thực lực của hai người vừa rồi không bằng cô, nhưng Thanh Khâu thì cô không thể đối phó được. Thanh Khâu cười đắc ý, không để ý đến Sen Tai cô nữa. Tiểu tử, cậu còn suy nghĩ bao lâu nữa, tiên mộ sắp mở ra rồi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn những người ở đây một cái, cuối cùng ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu, chắc là bản thể của ông đang ở gần tiên mộ đúng không? Mạc Phàm hỏi. Không sai. Thanh Khâu cũng không giấu giếm, nói thẳng. Ông ta nhận được thông tin có thất hồn quả trong tiên mộ, nên lập tức đến gần tiên mộ, đợi đến khi Mạc Phàm mở tiên mộ ra, thì hái thất hồn quả. Ông ta đã ở bán thần cấp tam vĩ rất lâu rồi. Thất hồn quả vô cùng quan trọng với ông ta. Cho dù chỉ có một quả, ông ta cũng có khả năng tiến vào thần cảnh. Tuy ở đây chỉ có một phần lực lượng của ông, ký thác lên người vị mỹ nữ này, nhưng tôi vẫn có thể giết chết ông ở gần tiên mộ, ông muốn thử một lần không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tươi cười trên mặt Thanh Khâu cứng đờ, nhíu mày nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu dám, bản đại tiên là tộc nhân của Thanh Khâu.
giết tôi cho dù cậu chạy tới thượng giới cũng sẽ bị đuổi giết. Không phải ông ta không biết thực lực của Mạc Phàm, từ lúc Mạc Phàm dùng lửa đốt cả nhà hoàng gia, ông ta đã bắt đầu chú ý Mạc Phàm, chẳng qua không để ở trong lòng. Mạc Phàm có thể cách không giết kẻ địch của Mạc gia, đối phó ông ta cũng không phải không có khả năng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, tươi cười nhạt đi. Tộc nhân của Thanh Khâu, nếu hậu yêu này biết thánh nữ của Thanh Khâu nhất tộc là hồng nhan chi kỷ của hắn, tộc trưởng của Thanh Khâu nhất tộc coi y tiên bất tử hắn là khách quý, không biết lão hậu yêu trên địa cầu này còn dám nói như vậy không? Tôi có thể, cũng dám, nhưng bây giờ tôi không giết ông, nhưng ông nhục nhã người Mạc gia tôi, vậy để lại bán vĩ của ông đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong hắn vươn một tay ra, chỉ vài nét rất đơn giản, một ấn ký liên hoa được khắc họa trên không, khí tức cắt hồn chảm phách xoay tròn bay về phía Mã Tiên Nhi. Sắc mặt Thanh Khâu thay đổi, bóng dáng to lớn nhanh chóng nhỏ lại, trong chớp mắt đã biến mất vào trong cơ thể Mã Tiên Nhi. Ngũ quan Mã Tiên Nhi khôi phục như thường, không do dự cúi đầu với Mạc Phàm, đôi mắt ngập nước nhìn về phía hắn. Mạc Tiên Sinh, Thanh Khâu đại gia đã đi rồi, Mạc Tiên Sinh sẽ ra tay với một cô gái yếu đuối như Tiên Nhi sao? Dáng vẻ yểu điệu, thực sự khiến người ta không nỡ ra tay. Tôi nói rồi, mê hồn thuật của cô không nên dùng ở đây, bởi vì vô dụng. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ấn ký liên hoa trực tiếp biến mất vào trong cơ thể MNT. Trên mặt Mã Tiên Nhi hiện lên vẻ đau đớn, tiếng kêu thê lương truyền ra, bóng dáng Thanh Khâu lại xuất hiện, chẳng qua mất đi bán vĩ so với tam vĩ trước đây. Tiểu tử, cậu dám chém bán vĩ của bản đại tiên, Thanh Khâu tôi liều mạng với cậu. Thanh Khâu lạnh lùng nói, giống như ác quỷ nguyền rủa. Linh hồ nhất tộc bọn họ, một đuôi tương đương với một cảnh giới, vậy mà Mạc Phàm chém bán vĩ của ông ta cách không? Không biết ông ta dùng bao nhiêu linh dược mới tu được bán vĩ này, nếu như chồng linh dược lên nhau, ít nhất có thể xếp thành một tòa đại lâu, cứ thế bị Mạc Phàm chém rồi. Nếu không báo thù này, đại tiên Thanh Khâu không còn mặt mũi rời núi rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười, giống như không nghe thấy. Không thèm nhìn về phía Thanh Khâu, mà nhìn tất cả những người khác, Trương Nhược Hư của chính nhất giáo, con trai của Cửu Luân Đại Sư. Nếu tôi từ chối yêu cầu của các người sẽ là địch với tôi đúng không? Mạc Phàm nheo mắt hỏi. Chuyện này thì cậu không cần phải hỏi. Thanh Khâu hừ lạnh một tiếng, nói. Bọn họ đoán được Mạc Phàm sẽ từ chối, cho nên sớm đã chuẩn bị rồi. Tôi nói cho các người biết, ngày mai khi tôi vào tiên mộ. Tôi nhất định phải lấy được thất hồn quả, không thể thiếu một quả nào, tiên mộ, trừ phi là người tôi đồng ý cho vào, những người khác muốn vào cũng phải qua cửa của tôi trước. Mạc Phàm lạnh giọng nói. Hắn nắm giữ ra vào tiên mộ, gần như tương đương với nắm giữ chìa khóa một căn phòng. Rõ ràng là đám người này tới cầu hắn, nhưng lại giống như bảo hắn mở dương của hắn ra, chúng tôi sẽ để lại một món đồ trong dương cho cậu, nếu không cậu đừng mơ lấy được một thứ gì. Người bình thường đều không đồng ý, hắn lại càng không. Hắn vừa nói xong, sắc mặt mọi người lập tức khó coi. Thanh Khâu nheo mắt lại, trong mắt lóe sáng hung quang. Ông ta vừa định mở miệng, dị sắc xuất hiện trên mặt ông ta nhìn về phía Vân Châu. Hả? Lúc này, trước tiên mộ được bao phủ bởi một vùng sương mù. Một khắc trước bầu trời còn vô cùng sáng sủa, ngay sau đó điểm đen kích cỡ quả đấm xuất hiện trên không tiên mộ. Giống như một hắc động nhỏ, tạo nên gió xoáy mãnh liệt. Điểm đen dây dưa với sương mù xung quanh, chỉ mấy hơi, thể tích tăng lên trăm vạn lần, biến thành một đám mây to lớn đường kính hơn vạn thước. Lực lượng khiến trái tim người ta đập nhanh lan tràn từ hắc vân hàng lâm, giống như ngày tận thế đã tới. Lúc này vốn đang là buổi sáng, bị hắc vân này che lại, bầu trời nhanh chóng tối đi. Trước tiên mộ sớm đã có người đang lo lắng đợi tiên mộ mở ra. Thậm chí có một số người vận dụng thuật pháp tính toán thời gian tiên mộ mở. Nhìn thấy đám mây to lớn sắp bay tới, trong chớp mắt sắc mặt thay đổi. Nhanh rời khỏi nơi này, tiên mộ sắp mở rồi. Một hòa thượng kêu lên. Nói xong không chỉ hòa thượng này, những người khác hiểu biết về tiên mộ cho dù là tu vi cao thấp đều như gặp phải khắc tinh, một mình hoặc mang theo thuộc hạ của mình chạy như điên rời xa hắc vân kia. Chỉ trong chớp mắt, vùng đất gần tiên mộ là nơi lánh nạn. Mấy tu sĩ phản ứng chậm hơn chút, lại cách tiên mộ quá gần, cho nên không kịp chạy thoát khỏi hắc vân. Bùm bùm vài tiếng, từng đạo tia chớp màu đen từ đám mây đánh xuống, thân thể mấy người run lên, còn chưa kịp kêu lên,
thân thể trực tiếp hóa thành cho bụi, được gió thổi đi. Những người không bị ảnh hưởng, chạy một hơi mấy ngàn mét mới dừng lại, trong mắt nhìn về phía Hắc Vân đều là kiêng kỵ. Vân kiếp, đây là vân kiếp, đúng là không phải đáng sợ bình thường. Có người nghĩ lại mà sợ nói. Vân kiếp là lôi vân lúc tu sĩ độ kiếp, vân kiếp hình lôi đánh xuống hoàn toàn không phải lôi điện bình thường, thậm chí là lôi điện một số tu sĩ tu luyện có thể so sánh. Bình thường chỉ từ kim đan thần cảnh đến nguyên anh kỳ, mới có khả năng cần độ kiếp. Cho dù là cao thủ thần cảnh kim đan đỉnh phong, có thể sống sót dưới vân kiếp này cũng chỉ là 10 người chỉ một. Cũng may tốc độ vân kiếp không nhanh, nếu không có khả năng bọn họ sẽ bị diệt sạch, không ai ở đây có thể đối kháng với vân kiếp. Hắc vân khủng bố này che khuất toàn bộ vùng gần tiên mộ, lúc này mới dừng lại. Nhưng sắc mặt mọi người không chỉ không chuyển biến tốt hơn, trái lại còn khó coi hơn nhiều. Chạy, chạy được bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Không biết người nào kêu lên. Ông ta vừa mới nói xong, khí tức chôn vùi trong Hắc Vân khiến huyết dịch người ta không thể lưu động lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, một lôi điện to lớn hình thanh kiếm đánh xuống. Bùm bùm, âm thanh chấn động sơn hà vang lên, trong phút chốc bầu trời mới tối lại được ánh sáng chói mắt bao trùm. Xung quanh thiên mộ hoàn toàn bị tiếng sấm, lôi quang và sơn hà chấn động bao phủ, không còn âm thanh gì khác, cũng không còn ánh sáng gì khác, giống như long trời lở đất, trên cơ bản cách xa vài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được. Rất nhiều người tu vi yếu không có bất luận phản kháng gì, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không có vận động, máu tươi không ngừng chảy từ ngũ quan ra, chỉ có một số người vẫn duy trì được trang nghiêm. Rất lâu sau, lôi điện hình kiếm mới biến mất. Xung quanh tiên mộ giống như bị một quả bom nguyên tử làm nổ tung, vô cùng bừa bãi. Tiên mộ vốn được bao phủ bởi sương mù vẫn như cũ, nhưng nhạt hơn trước nhiều. Mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa có thể dung nạp trăm người ở tận cùng sân, theo phong cách cổ đứng vững. Theo sân xuất hiện từ trong sương mù, nhà giam to lớn cũng hiện lên. Trong nhà giam, có một con cự long dài trăm thước không có chút sức sống ở bên trong. Trên đại môn cổ xưa, là một tấm biển vàng viết ba chữ Cửu U Cung. Tiên mộ mở rồi. Mọi người ngơ ngẩn nhìn bàn long và tấm biển, vô cùng khiếp sợ nói. Cùng lúc đó, trong trang viên Mạc gia, cuối cùng tiên mộ cũng mở rồi. Trong mắt Thanh Khâu lóe sáng tinh quang, nghiêm túc nói. Mọi người nghe Thanh Khâu nói vậy, sắc mặt thay đổi theo. Mạc tiên sinh, vừa rồi tiên mộ đã mở, cậu chắc chắn muốn vậy sao? Tiểu đạo sĩ Trương Nhược hư lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lộ ra chút dị sắc, không thể không nói tiên mộ mở đúng lúc thật. Anh thấy tôi giống nói giỡn à? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn muốn cứu Dạ Tình, cũng cần phải hoàn thành chuyện đồng ý với Giang Thành, sao đám người này có thể khiến hắn thay đổi chủ ý. Được lắm, tiểu tử, chỉ cần đợi hình lôi hoàn toàn tản ra là có thể mở ra, vậy ngày mai bản đại tiên và đạo hữu khác đợi ở tiên mộ, đến lúc đó xem cậu có thể ngăn ai tiến vào tiên mộ, có năng lực đạt được mấy quả thất hồn quả. Thanh Khâu nói xong lùi về trong cơ thể Mã Tiên Nhi. Mã Tiên Nhi cũng khôi phục dáng vẻ lúc trước. Dù sao Mạc Phàm đã từ chối bọn họ, vậy thì đến tiên mộ rồi nói sau, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mạc Phàm rất mạnh thì thế nào, bọn họ là hạng người tầm thường sao? Nếu Mạc tiên sinh đã có quyết định, Tiên Nhi cáo từ trước, chúc Mạc tiên sinh có thể đạt được như mong muốn. Mã Tiên Nhi cười nói, xoay người đi tới cửa. Rõ ràng là cầu chúc Mạc Phàm, nhưng không nghe ra được chút ý chúc phúc. Những người khác cũng nhíu mày, có người cáo từ với Mạc Phàm, có người liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sau đó rời đi. Không lâu sau, trong phòng ba đình chỉ còn lại Mạc Phàm và đám sen tai cô. Mạc tiên sinh, cậu thật sự muốn đi mở tiên mộ sao, thực ra 3 năm sau cũng. Sen tai cô nhíu mày, nói một nửa thì dừng lại. Những người đến Mạc gia chỉ là đại diện, chắc chắn không phải tới đạt tư cách tiến vào tiên mộ với Mạc Phàm. Bởi vì bọn họ không có tư cách bàn điều kiện với Mạc Phàm. Những người này tới chẳng qua là xem thái độ của Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm để bọn họ tiến vào tiên mộ, tất nhiên tất cả đều vui vẻ. Trái lại thì bọn họ sẽ ở tiên mộ chuẩn bị đối phó Mạc Phàm trước, bởi vì nếu đợi Mạc Phàm đến tiên mộ mới chuẩn bị, vậy thì quá muộn. Những người này đều biết thái độ của Mạc Phàm, chỉ sợ đợi Mạc Phàm tới tiên mộ, nghênh đón hắn là cạm bẫy lớn, giống như khi ở Chúng Thần Sơn. Nhưng còn đáng sợ hơn lúc ở Chúng Thần Sơn.
trên chúng thần sơn chỉ tụ tập đám thanh bang, thần điện, hắc ám giáo đình, thứ thần, vu thần giáo, lần này số người tụ tập còn nhiều hơn ở chúng thần sơn. Nếu những người này ra tay, chưa chắc Mạc Phàm đã là đối thủ của bọn họ. Dù sao tiên mộ 3 năm mở một lần, Mạc Phàm hoàn toàn có thể đợi 3 năm sau lại mở. Chỉ trong một năm Mạc Phàm đã có tu vi như thế, 3 năm sau khủng bố thế nào có thể nghĩ được, hoàn toàn không cần đối phó với nhiều người như thế. Những người này còn chưa đến mức khiến tôi đợi 3 năm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quả thật hắn có thể không mở tiên mộ, nhưng cứ như vậy, hắn không chỉ thất tín với Tôn Huyền Cơ và Hắc Thị, còn khiến Giả Tình ngủ say một thời gian, hai chuyện này đều là điều hắn không muốn. Không phải đám Thanh Khâu muốn hắn không lấy được một quả thất hồn quả nào sao, hắn muốn xem đám người này có bản lĩnh gì ngăn được hắn lấy thất hồn quả. Mạc Phàm ở Mạc gia cả buổi chiều, ăn bữa cơm với cha mẹ Tiểu Vũ, lúc này buổi tối mới một mình rời đi, đi về phía Vân Châu. Nếu tiên mộ mở, cũng đến lúc qua đó rồi. Vân Châu, trong một vùng tên là Thương Lam Sơn. Nơi này là một vùng núi rừng nguyên thủy. Khắp nơi không chỉ có cự mộc chọc trời và liếc mắt một cái nhìn thấy xanh biếc không ranh giới, còn thường xuyên nghe được tiếng dã thú chu. Bởi vì cách nơi này gần 10 cây em có một tiểu trấn, bình thường ngay cả thợ săn nổi tiếng cũng ít tới nơi này, một khi bị lạc ở bên trong, khả năng ra được rất nhỏ. Nhưng lúc này trên núi có không ít người. Những người này không nhiều tuổi, chỉ hơn 20, nam anh khí bức người, nữ xinh đẹp đáng yêu. Một đám người mặc trang phục lữ hành chuyên nghiệp và ba lô cao hơn nửa người, cầm công cụ chuyên nghiệp trong tay. Có 3 đến 5 người một đội, cũng có mười mấy người đi cùng nhau, hành tẩu ở giữa núi rừng. Anh nói xem cái nơi rách nát này, vốn đường xa xe có thể lái tới đây, vậy mà không thể khởi động được, đúng là tà môn. Bên trong một đội trong đó, một người đàn ông đeo kính râm, vẻ mặt bất cần đời bĩu môi nói. Bọn họ đang chuẩn bị ngồi máy bay trực thăng vào. Ai biết máy bay trực thăng tới gần nơi này thì rơi xuống, giống như chim nhỏ bị cắt cánh. May mà vệ sĩ bọn họ dẫn theo có chút bản lĩnh, nếu không bọn họ đã bị thương cùng máy bay trực thăng. Phi cơ không lái được, bọn họ chỉ có thể lái xe vào núi, xe còn chưa đi được xa, vậy mà cũng tắt máy, kiểm tra cẩn thận thì không có vấn đề gì, nhưng không thể cử động, bọn họ chỉ có thể xuống xe đi bộ. Bình thường bọn họ quen sống ở thành phố lớn, đâu bị lăn qua lăn lại như vậy. Phi Thông, không phải anh muốn đến tiên mộ tìm linh dược, chữa trị chứng bệnh bất lực của anh sao, chút khổ cực đó mà không chịu nổi, sao có thể tìm được linh dược? Người đàn ông nuôi tóc dài ở bên cạnh cười nói. Tiêu Thiếu, anh còn không biết xấu hổ nói tôi, không phải chính anh cũng bị em vợ trào phúng nói không bằng vệ sĩ của mình à, nếu không sao anh lại tới nơi này? Phi Thông cũng không tức giận, trêu đùa. Tiêu Phong nhíu mày, sắc mặt lập tức khó coi, giống như bị động phải vảy ngược. Phi Thông, anh nói linh tinh gì đó, có tin tôi sẽ khiến anh không ra khỏi ngọn núi này không? Tiêu Phong lạnh lùng nói. Ô ô, Tiêu Thiếu tức giận rồi, anh đừng làm tôi sợ, tôi nhát gan, tôi chỉ thuận miệng nói linh tinh thôi, không có vệ sĩ, nhưng em vợ của anh đúng là đủ mạnh, so với tôi. Phi Thông trừng mắt, cười nói. Anh ta không nói những lời này thì không sao, nhưng câu này vừa nói ra khỏi miệng, trong mắt Tiêu Phong tràn đầy lửa giận. Phi Thông, anh muốn chết à, chém tay anh ta trước cho tôi. Tiêu Phong ra lệnh cho mấy vệ sĩ đi bên cạnh anh ta. Mấy vệ sĩ này không do dự đi về phía Phi Thông, bọn họ còn chưa ra tay, giọng nói lạnh lùng của cô gái bên cạnh truyền đến. Hai anh đủ rồi đó, có ân oán gì, đợi tìm được tiên mộ lấy linh dược tới tay, ra khỏi vùng núi này lại giải quyết, nếu trên người ai dính máu, hấp dẫn yêu thú gì đó, tôi sẽ không do dự coi người đó là mồi. Người nói chuyện là một mỹ nữ này khoảng gần 20 tuổi, khuôn mặt nõn nà kiêu ngạo lạnh lùng như băng xương, lông mày hơi nhíu lại trên đôi mắt lạnh lẽo. Tuy cô ta mặc trang phục leo núi, nhưng do túi leo núi trói buộc, khiến người ta vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh rất đẹp. Vị mỹ nữ này mới mở miệng, vệ sĩ kia lập tức dừng lại. Hai bọn họ đều là đại thiếu của gia tộc đứng đầu Vân Châu, thân phận đều không thấp, nhưng so với vị mỹ nữ này thì kém xa. Vị mỹ nữ này là Vân Thiên Ca, thiên kim của Vân Gia Vân Châu, là nhân vật trung tâm của đám bọn họ. Thiên Ca, đừng tức giận, anh chỉ nói đùa thôi, ai biết Tiêu Thiếu tin là thật. Phi Thông cười mỉa nói, vẻ mặt nịnh nọt. Thiên Ca, quả thật vừa rồi anh hơi kích động, Tiêu Phong cũng giải thích.
Ở trong núi rừng nếu bị thương và chảy máu, lúc này sẽ dẫn dã thú ăn thịt tới, cuối cùng sẽ khiến cả đội bị giết. Tuy chúng ta có người bảo vệ, nhưng nơi này không phải nơi bình thường. Trên đường đi không phải mọi người không thấy có người biến mất. Nếu không muốn xảy ra chuyện, vẫn nên bớt vui đùa thì hơn. Còn nữa, mục đích nhóm chúng ta tới nơi này là tới tìm tiên duyên ở tiên mộ, không phải đi chơi. Chuyện này quan trọng với chúng ta như thế nào, không phải các anh không biết đấy chứ. Vân Thiên Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người, tức giận nói. Chỉ có nhà giàu siêu cấp và một số đại thế gia, tông môn mới có tư cách biết tin về tiên mộ, cho dù là Vân gia bọn họ vô cùng nổi tiếng về giàu có ở Vân Châu, cũng chỉ có cha cô ta và một hai chú biết chuyện này, còn tiến vào trong phạm vi của tiên mộ. Cô ta vốn không biết, trong lúc vô tình cô ta biết được tin này từ một người bạn ở Hồng Kông. Cô ta vốn muốn cha cô ta dẫn đi, ai biết bị cha cô ta nghiêm khắc từ chối. Đến tình trạng hiện giờ của bọn họ, đều là công chúa, thái tử ở nhà, những chuyện bình thường ví dụ như mua du thuyền mua biệt thự đều không thể đả động đến bọn họ, chỉ có nơi như tiên mộ mới có thể. Cho dù không chiếm được linh dược trong tiên mộ, nếu được đại sư ở đây nhận làm đồ đệ, đối với bọn họ mà nói cũng không khác gì một bước lên trời. Cho nên cô ta gần như không do dự, liền tìm mấy người bạn hay tụ tập với cô ta, dẫn theo mấy vệ sĩ tới nơi này. Cơ hội tốt như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Thiên Ca, anh đảm bảo từ giờ trở đi, anh tuyệt đối không nói lung tung nữa. Vi Thông thấy Vân Thiên Ca hơi tức giận, vội vàng vỗ ngực nói. Quả thật trên đường đi xảy ra không ít chuyện lạ, không ít người đi theo bọn họ đã không thấy tăm hơi, đừng nên trêu chọc Vân Thiên Ca thì hơn. Ngoài ra anh ta còn trông cậy vào thời vận tìm được linh dược gì đó, chữa khỏi bệnh trên người anh ta. Anh cũng vậy. Cho dù Tiêu Phong không vui lắm, nhưng vẫn nói. Tốt nhất là như vậy, vừa rồi động tĩnh lớn như thế, rất có khả năng là tiên mộ đã mở, chúng ta nhanh đi thôi, càng tới muộn, cơ hội sẽ càng nhỏ. Vân Thiên Ca lạnh lùng nói. Một đám người tiếp tục tiến lên trước, đi sâu vào trong núi rừng. Đám người này còn chưa đi rất xa, vẻ mặt Phi Thông tò mò tiến đến bên cạnh Vân Thiên Ca. Thiên Ca, em biết những người tiến vào tiên mộ là ai không? Tôi cũng không biết, nhưng có tư cách tiến vào tiên mộ hẳn là giống như Mạc Tiên Sinh, những người khác muốn bình yên tiến vào tiên mộ, chỉ có thể đi cùng rất nhiều người, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vân Thiên Ca lạnh lùng liếc Phi Thông một cái, vẫn nói. Tiên mộ này lợi hại như vậy, vậy mà chỉ có mình Mạc Tiên Sinh mới có thể đơn độc tiến vào sao? Mắt Phi Thông mở to, kinh ngạc nói. Tất nhiên anh ta có biết Mạc Phàm, thần cảnh hoa hạ. Hạng nhất đã không thể hình dung về thực lực của Mạc Phàm. Tỉnh táo một chút, tiên mộ cấp bậc này, chúng ta chỉ có thể ở ngoài tìm vận khí tốt có thể gặp người quen đưa chúng ta đi vào, vận khí không tốt thì ngay cả tiên mộ cũng không thể nhìn thấy, cho nên chỉ có thể dựa vào vận khí. Vân Thiên Ca thản nhiên nói. Tuy cô ta biết cơ hội rất nhỏ, nhưng trong mắt vẫn vô cùng kiên định. Nếu tiên duyên của tiên mộ đạt được dễ như vậy, cô ta đã không tự mình đến rồi. Có đại tiểu thư Vân gia em ở đây, cơ hội của chúng ta nhỏ đến mấy cũng lớn hơn người không biết tự lượng sức mình, vậy mà dám một mình đi tìm tiên mộ. Vi Thông chỉ người thanh niên cách đó không xa, cười khinh thường nói. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Vi Thông, ánh mắt nhanh chóng nhìn Mạc Phàm mặc trang phục thoải mái. Đúng là một mình, tiểu tử này không muốn sống nữa à? Tiêu Phong cười mỉa nói, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người sắp chết. Không biết những người khác lấy đâu ra tin tức, trên đường đi bọn họ cũng thấy không ít người đi một mình, ít nhất cũng phải 5-6 người. Trên người những người này có trang bị chuyên nghiệp, có một số còn mang theo vũ khí, cũng chậm rãi biến mất trong núi rừng. Một mình Mạc Phàm thì không nói, trên người lại không đem theo thứ gì, có thể đi đến đây đúng là kỳ tích. Người như vậy mà cũng muốn tới tìm vận may, đúng là không biết sống chết. Những người khác ở bên cạnh cũng nói. Vùng núi này khác với trước đây, trên đường đi bọn họ từng thấy hơn 10 con chuột to bằng con thỏ, mèo rừng cỡ con báo nhỏ, bắt bừa một con ra ngoài, đều có thể trình báo kỷ lục Guinness. May mà số lượng những con này không quá nhiều, nếu tụ tập thành đàn, chắc chắn bọn họ sẽ không tới được đây. Tiểu tử này gần tuổi bọn họ, thậm chí còn ít hơn một chút, vậy mà dám tới một mình. Vân Thiên Ca cũng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lông mày hơi nhíu lại, không để ý những người này. Lập tức đi về phía Mạc Phàm. Những người khác sửng sốt, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tò mò, cũng vội vàng đi theo.
với hiểu biết của bọn họ đối với Vân Thiên Ca, bình thường một người như vậy xuất hiện trước mặt Vân Thiên Ca, Vân Thiên Ca sẽ không thèm nhìn một cái. Vân Thiên Ca nhìn thấy một điều ti ở trong đây, vậy mà đầy hứng thú đi tới, chắc chắn sẽ có việc hay xảy ra. Tôi là Vân Thiên Ca đại tiểu thư Vân gia, anh đi một mình tới đây à? Vân Thiên Ca hơi nâng cằm, chắn trước người Mạc Phàm, lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm nhướng mày nhìn lướt qua Vân Thiên Ca, không để ý đến Vân Thiên Ca nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới Vân Châu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến Vân gia. Mặc kệ Vân gia là gia tộc gì, gia chủ Vân gia đến đây hắn cũng không cần thiết phải trả lời. Vân Thiên Ca nhíu mày, không chỉ không tức giận, trái lại còn vui vẻ, tiếp tục đi theo. Xem ra anh thật sự đi một mình tới đây, nhưng một mình anh thì khó có thể tiến vào tiên mộ, nếu anh muốn đi vào trong tiên mộ, có thể gia nhập với chúng tôi, bổn đại tiểu thư có thể mang anh tiến vào trong tiên mộ. Nơi này vì tiên mộ tồn tại, phi cơ trực thăng và xe không thể lái tới đây, người này đi một mình tới, nếu không phải kẻ ngốc thì là cao thủ. Mạc Phàm nhìn thấy cô ta thì không động tâm, khả năng sau là rất lớn. Nếu có thể kéo Mạc Phàm vào trong đội của cô ta, khả năng cô ta tiến vào trong tiên mộ sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu không phải nhìn chúng Mạc Phàm chuyện này, cô ta còn lâu mới để ý tới Mạc Phàm. Vân Thiên Ca vừa nói xong, đám Vi Thông và Tiêu Phong chắn trước người Mạc Phàm. Tiểu tử, Vân đại tiểu thư của chúng tôi đã mời cậu, cậu không nghe thấy sao, bây giờ cậu chỉ có hai con đường, một là gia nhập chúng tôi, hai là quay lại đường cũ. Vi Thông cười nói. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn dừng bước lại. Đám người này chỉ là một đám ăn chơi trác táng, mấy vệ sĩ bên cạnh ngoại trừ một tiên thiên tông sư, những người khác đều là trúc cơ kỳ, vậy mà dám nói những lời này với hắn. Nếu những người này biết hắn là Mạc Phàm, cả tiên mộ ai có thể vào ai không thể vào, đều phải xem tâm tình của hắn, không biết những người này sẽ có tâm tình gì. Cút ngay! Mạc Phàm thản nhiên nói. Hửm! Vi Thông nhíu mày, tươi cười trên mặt chậm rãi cứng đờ. Tiểu tử, cậu có biết cậu đang từ chối ai không? Một tên tiểu tử như vậy, vậy mà không cần suy nghĩ đã từ chối Vân Thiên Ca, đúng là không biết điều. Ha ha, Mạc Phàm lắc đầu cười, cũng chẳng muốn chấp nhặt với bọn họ. Ở trước mặt hắn, những người này chỉ như khi đến vườn bách thú, có một đám hầu tử chặn hắn đòi đồ ăn, vốn dĩ không cần để ý tới. Dưới chân hắn vừa động, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua đám người này đi về phía trước. Hắn đi từ sân bay Vân Châu tới nơi này, tiêu hao rất nhiều thời gian rồi, cách thời gian mà hắn nói còn không nhiều lắm. Tiên mộ cũng ở cách phía trước không xa, không cần thiết phải lãng phí thời gian với những người này. Vẻ mặt Vân Thiên Ca ngây ngốc, trong mắt lóe sáng ánh sáng lạnh. Vi Thông cảm nhận được lửa giận của Vân Thiên Ca, lông mày cũng nhíu lại. Tiểu tử! Cậu không nghe thấy lời tôi nói sao, cậu ngoại trừ gia nhập với chúng tôi, nếu không thì chỉ có thể quay lại đường cũ, có tin bản thiếu khiến cậu biến mất ở đây không? Ở bên ngoài khiến một người biến mất phải suy xét rất nhiều chuyện, nhưng ở nơi hoang sơn dã lĩnh, xảy ra chuyện như vậy rất bình thường. Chỉ cần một câu của anh ta, vệ sĩ của anh ta sẽ lập tức giải quyết Mạc Phàm. Hửm! Mạc Phàm nhướng mày, quay lưng về phía đám Vân Thiên Ca, dừng lại. Hắn không có hứng thú ra tay với một đám khỉ, nhưng nếu đám khỉ quá bướng bỉnh, vẫn phải trừng phạt. Không đợi hắn ra tay, lông mày Vân Thiên Ca nhíu lại, trong mắt lóe lên dị sắc. Thôi, Phi Thông, nếu anh ta muốn đi một mình, vậy để anh ta đi đi. Vân Thiên Ca vẫy tay nói. Vân Tiểu Thư, chuyện này. Trong mắt Phi Thông lóe lên khó hiểu, hỏi, chúng ta đi thôi, chắc là tiên mộ cách không xa rồi. Vân Thiên Ca không giải thích. Đi thẳng về phía trước. Mạc Phàm cũng không để ý đến đám người này, tiếp tục tiến vào trong rừng rậm tối như mực ở phía trước, biến mất trong tầm mắt của đám người. Vân Tiểu Thư, vì sao vừa rồi em lại ngăn cản anh, nếu em không ngăn cản anh nhất định sẽ để A Hổ nhà anh dạy dỗ cậu ta, để cậu ta quỳ xuống xin lỗi. Phi Thông thấy Mạc Phàm biến mất, cười nịnh nọt nói. Đợi anh ta có thể đi vào phạm vi tiên mộ rồi nói sau. Chúng ta đi, đuổi kịp anh ta. Vân Thiên Ca nhìn nơi Mạc Phàm biến mất, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh nói. Bình thường người như vậy đều có kiêu ngạo của mình, giống như con ngựa hoang, nếu dễ nói chuyện vậy thì không thú vị. Loại người giống như Mạc Phàm,
để anh ta chịu chút khổ cực trước, sẽ biết có nên cúi đầu hay không. Đám Vi Thông nhướng mày lên, giơ ngón tay với Vân Thiên Ca, một đám người theo sau Mạc Phàm, đi về phía trước. Mạc Phàm cảm nhận được đám người này đi theo hắn, cũng không để ở trong lòng, bước từng bước về phía tiên mộ, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi khi đi một bước, một pháp ấn sẽ biến mất trên mặt đất. Bọn họ đi khoảng nửa tiếng, trước mắt sáng lên. Phía trước hẳn là một vùng núi rừng, giống như có một quả bom hạng nặng nổ tung ở gần đó, không chỉ rừng cây bị càn quét, sơn thể cũng bị san bằng. Tận cùng đất trống, là một khu sân dựa vào núi. Lại nhìn phía trước, có thể thấy mơ hồ đại môn cổ xưa và bóng người trước cửa trong mây mù. Thấy một màn như vậy, Mạc Phàm không nói gì. Trước mắt đám Vân Thiên Ca sáng lên, còn sáng hơn khi nhìn thấy núi vàng núi bạc. Oa, tiên mộ, đó là tiên mộ, chúng ta đến nơi rồi. Vi Thông vui vẻ nói. Anh ta vừa mới nói xong, thì nghe thấy mấy tiếng xé gió vù vù, một bảo kiếm tỏa ra sắc bén khiến tâm can người ta phát run để ngang trước mặt bọn họ. Không chỉ chặn đường đi của đám Vân Thiên Ca, cũng ngăn cản Mạc Phàm. Nơi này không phải nơi các người nên tới, nhanh quay về đi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Mạc Phàm nhíu mày, nâng mắt lên nhìn. Chỉ thấy mấy đạo sĩ tết tóc dài, mặc đạo bào tuổi trẻ khí thịnh đứng cách đó không xa. Những người này khoảng gần 30 tuổi, trên áo chỗ ngực bên trái có thêu hai chữ chính nhất, trong mắt lóe sáng tinh quang còn sáng hơn vệ sĩ cấp Tiên Thiên Tông Sư bên cạnh Vân Thiên Ca. Trong tay mỗi người đều là một thanh trường kiếm, đang chỉ về phía đám Mạc Phàm. Chính nhất giáo. Trước mắt Vân Thiên Ca hơi sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên tươi cười, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái đi tới. Vô Tâm Đại Sư, tôi là Vân Thiên Ca của Vân Gia, anh và sư phụ của anh từng đến nhà chúng tôi làm khách, sư phụ anh còn tặng cho tôi một chiếc vòng ngọc, anh còn nhớ tôi không? Vân Thiên Ca đến trước người Vô Tâm, cười nói. Trong đám đạo sĩ có một người đàn ông mặt chữ quốc, cao lớn uy vũ hơn những người khác rất nhiều nhướng mày, lãnh khốc trên mặt dịu đi không ít. Tôi đang nói sao lại thấy quen đến vậy, hóa ra là Vân Đại Tiểu Thư, Vân Tiên Sinh cũng ở bên trong, vừa rồi tôi còn chào hỏi ông ấy, sao Vân Tiểu Thư không đi cùng Vân Tiên Sinh? Vân Gia là nhà giàu ở Vân Châu, buôn bán dược liệu trăm năm, trước đây luôn đưa dược liệu vào trong cung, bạch dược Vân Châu là sản xuất từ Vân Gia. Trừ chuyện đó ra, Vân Gia còn có những phương thuốc hiệu quả rất tốt, hơn nữa đều để tu sĩ sử dụng. Vì nguyên nhân này, Vân Gia thường xuyên qua lại với chính nhất giáo bọn họ. Hàng năm Vân Gia đều đưa lượng lớn dược vật để tu luyện đến chính nhất giáo, cho nên để đáp lễ, anh ta đi theo sư phụ đến Vân Gia vài lần, cầu phúc cho Vân Gia Trang. Trí nhớ của Vô Tâm Đại Sư thật tốt, vậy mà còn nhớ rõ Thiên Ca, mấy hôm trước tôi có một số việc ở bên ngoài, nên không đến với cha tôi, Vô Tâm Đại Sư có thể để tôi đi vào không, nếu không được cũng không sao, làm phiền anh phái người nói với cha tôi giúp. Ở đây di động không có tín hiệu. Vân Thiên Ca nhu thuận nói, khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng lúc trước. Chuyện này sao? Vô Tâm lộ ra chút do dự. Trái lại Vân Tiểu Thư có thể đi vào, bọn họ đều là bạn của cô sao? Vô Tâm nhìn lướt qua đám Mạc Phàm hỏi. Mấy bọn họ đều là bạn của tôi, người này sao? Vân Thiên Ca nhếch đôi môi đỏ mọng, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ cân nhắc. Anh ta có phải hay không tôi còn chưa chắc chắn. Nếu không phải bạn của Vân Tiểu Thư thì không thể tiến vào, nhanh rời đi, đừng để chúng tôi phải ra tay. Ánh mắt Vô Tâm phát lạnh, lạnh lùng nói. Tuy nơi này không phải tiên mộ, nhưng vì tiên mộ mở ra, độ dày linh khí ở đây còn nhiều hơn phía sau núi Long Hổ Sơn của bọn họ. Rất nhiều dã thú và dược liệu bỗng nhiên xuất hiện dưới linh khí, vốn chỉ có dược liệu vài năm lập tức tăng không chỉ gấp 10 lần, có một số trực tiếp thành linh dược. Bớt một người đi vào, cơ hội của bọn họ sẽ tăng lên một chút. Mạc Phàm nhíu mày, hắn còn chưa mở miệng, trên mặt đám Vi Thông và Tiêu Phong lộ ra vui sướng khi người khác gặp họa, nhìn trêu tức. Tiểu tử, bây giờ biết Vân Đại Tiểu Thư của chúng tôi là ai chưa? Cậu muốn gia nhập nhóm của Vân Đại Tiểu Thư chúng tôi, vì Vân Đại Tiểu Thư của chúng tôi như thiên lôi sai đâu đánh đó không? Đây chính là cơ hội có thể tiến vào tiên mộ, với thân phận của cậu chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ tiến vào nơi đó. Vi Thông cười đắc ý nói. Chắc chắn Mạc Phàm là một tán tu cực khổ tu luyện, biết được chuyện tiên mộ như bọn họ mà chạy tới tìm vận may. Người như vậy chỉ biết tu luyện, cho rằng quả đấm có thể thắng được toàn bộ,
thực ra lại không biết có đôi khi cúi đầu sẽ khiến cậu ta không cần phấn đấu mấy chục năm. Anh suy nghĩ thế nào, bây giờ muốn gia nhập nhóm của bổn đại tiểu thư chưa? Vân Thiên Ca hơi nhếch miệng, nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói. Những người ở phía trước là người của chính nhất giáo đạo giáo đứng đầu Hoa Hạ, cho dù Mạc Phàm cố chấp mấy cũng không ngu ngốc đến mức ra tay với người của chính nhất giáo, chuyện này không khác gì muốn chết. Trừ phi Mạc Phàm muốn từ bỏ Tiên Mộ, nếu không chỉ có thể gia nhập với cô ta. Mạc Phàm không thèm nhìn đám người này, ánh mắt nhìn Tiên Mộ cách đó không xa, trong mắt hiện lên bất ngờ. Từng nhìn động phủ của tu sĩ ở tu chân giới, rồi nhìn động phủ trên địa cầu, phần lớn hắn không kinh ngạc nhiều lắm. Nhưng Tiên Mộ này lại cho hắn bất ngờ không nhỏ, Tiên Mộ này cũng không phải cố định ở đây, mà được xây trên một tinh thiết. Cho nên vị trí của Tiên Mộ bất định, xuất hiện cố định theo chu kỳ. Phủ đệ hắn nhìn thấy trên địa cầu, cũng chỉ có chúng thần sơn trong tay hắn là so được với Tiên Mộ này. Nhưng chúng thần sơn so với Tiên Mộ này, còn kém rất nhiều. Trên chúng thần sơn chỉ có 7 đạo chúc phúc, một cái tạo hóa trì, một số ma pháp trận cầu nguyện, vân vân, những thứ khác đều là kiến tạo sau đó. Tiên Mộ này tất cả phụ để có thể nói là một pháp bảo hình động phủ khổng lồ, mỗi một nơi đều là pháp bảo, một pháp bảo như vậy không mấy trăm năm thì không làm được. Nếu có thể nắm nơi này trong tay, còn đáng sợ hơn phi thuyền vũ trụ tiên tiến nhất trên địa cầu. Phi thuyền vũ trụ quá yếu trong biển vũ trụ, còn không thể ở lâu lắm. Cả Tiên Mộ do tinh thiết tạo ra, lại được trận pháp bảo vệ, bên trong tự thành một thế giới, trừ phi linh lực của tinh thiết hao hết, nếu không Tiên Mộ này hoàn toàn có thể hoành trùng trực tràng trong vũ trụ, không cần lo lắng dưỡng khí và thực vật. Không biết chiếm được thất hồn quả, có thể khống chế Tiên Mộ hay không? Mạc Phàm nghĩ thầm. Đám Vân Thiên Ca thấy Mạc Phàm không nói lời nào, lông mày nhíu lại. Tiểu tử, cậu bị điếc hay bị câm, không nghe thấy lời Vân Đại Tiểu Thư chúng tôi nói sao, phát ngốc cái gì, muốn chết. Vẻ mặt Tiêu Phong nham hiểm, trầm giọng hỏi. Anh ta còn chưa nói hết, trong mắt Mạc Phàm hiện lên ánh sáng lạnh, nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong vừa mới nói chữ chết, thì giống như bị người ta đập mạnh một quyền vào bụng, thân thể lập tức cong thành con tôm, bay về phía sau, đập mạnh vào cây đại thụ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cách đó không xa. Sắc mặt Vân Thiên Ca khó coi, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Cô ta vốn không phải người có kiên nhẫn, trong chớp mắt chút kiên nhẫn còn sót lại biến mất theo Mạc Phàm ra tay. Giống như tốn rất nhiều sức để thuần ngựa, cuối cùng vẫn bị ngựa hất xuống. Tiểu tử này không đồng ý thì thôi, còn dám ra tay đánh người của cô ta. Vô Tâm đại sư, tiểu tử không biết suy xét này không phải bạn của tôi, anh xem rồi làm đi. Vẻ mặt Vân Thiên Ca sắc lạnh nói. Vô Tâm khẽ cau mày, năm ngón tay nắm chặt, trường kiếm kêu ong ong, hàn khí như băng xương xuất hiện, bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Tiểu tử, cậu tự cút, hay để chúng tôi ra tay đây? Vô Tâm lạnh lùng nói. Mạc Phàm lắc đầu, những người này cũng dám ngăn cản hắn, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cho dù là trưởng giáo của chính nhất giáo các anh, cũng không dám nói với tôi những lời này, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Vô Tâm nhớn mày, không chỉ không tức giận, trái lại còn bật cười. Đám Vân Thiên Ca cũng nở nụ cười, tính cách tiểu tử này kỳ lạ thì thôi, còn biết nói khoác. Anh chắc chắn không? Vân Thiên Ca cười nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý đến đám người này, muốn tiến về phía trước. Lúc này, một giọng nói truyền từ đằng xa đến. Mạc tiên sinh, cậu đã đến đây rồi vì sao còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là sợ sao? Âm thanh như sấm vang truyền ra xung quanh, rất lâu sau còn chưa dừng lại. Nghe thấy không, đó là Trương Huyền Lăng trưởng giáo của chính nhất giáo chúng tôi, hiện giờ ông ấy đang đợi Mạc tiên sinh, cậu đừng nói với tôi, cậu là Mạc tiên sinh đấy nhé. Vô Tâm cười với mấy người khác nói. Gần đây trong số những người muốn tiến vào Tiên Mộ, có người giả làm đồ đệ của Mạc Phàm, cũng có người giả làm thân thích của Mạc Phàm, còn giả mạo Mạc Phàm thì đây là người đầu tiên. Không thể không nói lá gan của tiểu tử này không nhỏ, ngay cả Mạc tiên sinh cũng dám giả mạo. Mạc Phàm lắc đầu, mỉm cười. Tôi muốn đi vào, nhưng người của chính nhất giáo ông ngăn cản đường đi của tôi là có ý gì? Giọng nói của Mạc Phàm không to, giống như nói chuyện bình thường, nhưng truyền vào trong tai mọi người. Trong lúc này, mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đến rồi sao?
Đám Vân Thiên Ca và Vô Tâm đều cười, giống như nghe được một chuyện rất buồn cười. Có nhầm hay không, vậy mà tiểu tử này dám tự xưng là Mạc Phàm trước mặt nhiều người như thế. Trước mặt bọn họ tiểu tử này tự xưng là Mạc Phàm, cùng lắm là bị đuổi đi, nhưng ở trước mặt những người kia, tiểu tử này sắp gặp tai ương rồi. Tiểu tử, cậu muốn tiến vào tiên mộ đến điên rồi à? Phi Thông cười nói. Anh ta vừa nói xong, chỉ cảm thấy trước người có kình phong thổi tới, anh ta kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược về phía sau. Làm càn, dám vô lễ với Mạc tiên sinh như vậy. Một người lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, một đám người lúc trước còn ở trước tiên mộ đi đến trước người Mạc Phàm. Trương Huyền Lăng trưởng giáo của chính nhất giáo, Cửu Luân đại sư yoga cổ thuật, Thanh Khâu, Hoàng Phách Thiên, Trúc Cửu Âm Tam Tiên Đông Bắc, Trần Vô Cực Thái Cực Môn, Gia Cát Lưu Vân gia tộc Gia Cát, A Tiên Sinh vũ khí cường đại nhất của gia tộc Wiki, Pháp sư Bù Ca Quốc sư của Thái Quốc. Một đám người bất luận là ai đều đứng trên đỉnh cao. Trương Huyền Lăng, tu luyện ngũ lôi chính pháp của chính nhất giáo đạt tới đỉnh cao, theo lời đồn cho dù là lão tổ Trương Đạo Lăng của chính nhất giáo cũng chưa chắc hơn ông ta về phương diện lôi pháp. Cửu Luân thì khỏi phải nói, yoga cổ thuật gần như đã tới tình hình bất tử. Tam Tiên Đông Bắc là ba người mạnh nhất trong đại yêu ở Hoa Hạ, lúc các yêu vật khác xuất đạo đều phải đi bái kiến ba vị này. Trần Vô Cực, Thái Cực Tông Sư, Gia Cát Lưu Vân Kỳ môn bát quái thuật, nghe nói đã đến cảnh giới nhìn thấy tương lai. A Tiên Sinh vốn tên là Chiến Quốc, lúc còn trẻ từng dựa vào thực lực của bản thân đối địch một quốc gia, thực lực rất đáng sợ. Bù Ca, vũ chủ trải qua cửu thế chuyển sang kiếp khác, tuy từng chết 9 lần. Nhưng vu thuật trên người càng ngày càng đáng sợ khi trải qua cửu chuyển. Ngoại trừ những người này, đám Viên Trọng Dương, Tống Hồng Sơn cũng đi đến cách Mạc Phàm không xa. Vừa rồi bầu không khí còn thoải mái, theo những người này xuất hiện, lập tức đông cứng lại, đám Vân Thiên Ca không còn dám cười nữa. Anh ta là Mạc tiên sinh sao? Khuôn mặt tinh xảo của Vân Thiên Ca trắng bệch, ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, lẩm bẩm nói. Người cô ta mời gia nhập. Thực ra là Mạc tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy. Chuyện này còn chưa tính, vậy mà cô ta còn dám uy hiếp Mạc Phàm. Chuyện này, keng keng, tay đám Vô Tâm mềm nhũn, trường kiếm rơi xuống đất, mấy người cũng không dám đi nhặt, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống, không dám có một cử động. Tất cả mọi người đang đợi Mạc Phàm đến mở tiên mộ ra, vừa rồi bọn họ lại ngăn cản Mạc Phàm. Trong đám người, Trương Huyền Lăng mặc đạo bào màu đen, tóc buộc lên, chân đi đôi giày vải Bắc Kinh cũ, lạnh lùng liếc đám Vô Tâm một cái. Các cậu còn không nhanh tránh ra. Đám Vô Tâm không dám nhặt kiếm, như được đại xá vội vàng lùi sang một bên. Loại chuyện này căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay, nếu không đi sẽ chết. Mạc tiên sinh, tiên mộ ở phía trước, chúng ta đến trước tiên mộ rồi nói nhé. Trương Huyền Lăng vươn tay ra. Cơ thể nghiêng một bên làm tư thế mời. Một con đường lập tức xuất hiện trong đám người, nối thẳng đến đại môn tiên mộ. Mạc Phàm không thèm nhìn đám Vân Thiên Ca một cái, đi theo đường này tới tiên mộ. Vân Thiên Ca và Vô Tâm nhìn Mạc Phàm rời đi, cơ thể như mất xương sụi lơ trên đất, thở hổn hển từng cái, giống như nín thở ở trong nước đã lâu mới ngoi lên, mồ hôi ướt đẫm lưng. Bọn họ đối xử với Mạc Phàm như vậy, tuyệt đối là mạo phạm Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm muốn xử lý bọn họ, không cần Mạc Phàm phải ra tay, chỉ sợ bọn họ có chút quan hệ với chính nhất giáo, thậm chí là đệ tử của chính nhất giáo, đám Trương Huyền Lăng cũng sẽ không do dự giải quyết hết. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vân Thiên Ca hữu khí vô lực nói. Đám Mạc Phàm vừa đến sân rộng, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hắn, trái tim căng thẳng. Quả thật tiên mộ này là đại bảo tàng, Mạc Phàm lại là chìa khóa của bảo tàng này. Nếu Mạc Phàm để bọn họ tiến vào, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cơ duyên, ngược lại thì bọn họ đến không công rồi. Quả thật xung quanh tiên mộ có một số linh dược, dị thú, nhưng mấy thứ này sớm bị đại tông phái đại gia tộc biết tin tìm sạch rồi, thứ bọn họ thấy nếu không phải là lông phượng và sừng lân, thì là đồ bỏ đi chẳng ai muốn. Là kỳ ngộ hay đến không công một chuyến, phải xem tâm tình của Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, nếu như cậu đã đến đây rồi. Cứ dựa theo lời lúc trước nói, mở tiên mộ cho chúng tôi đi. Trương Huyền Lăng thản nhiên nói. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút nghi ngờ. Tôi từng đồng ý mở tiên mộ cho các ông sao?
Mạc tiên sinh chưa từng đồng ý mở tiên mộ cho chúng tôi, nhưng Mạc tiên sinh đồng ý mở tiên mộ cho Tôn gia, Lam gia, Hắc thị và mấy gia tộc khác phát hiện ra tiên mộ trước, hiện giờ bọn họ đã chuyển cơ hội này cho chúng tôi, Mạc tiên sinh mở tiên mộ cho bọn họ, vậy thì mở cho chúng tôi, không phải Mạc tiên sinh sẽ nuốt lời đấy chứ. Trần Vô Cực mặc trang phục luyện võ màu trắng, râu tóc đều bạc trắng nhưng hai gò má rất đỏ lạnh lùng nói. Lời này vừa vang lên, không ít người hơi nhếch miệng, nhao nhao lộ vẻ đắc ý. Đây là phương án thứ hai của bọn họ, nếu Mạc Phàm không đồng ý, vậy thì thông qua một số điều kiện khiến Tôn gia và mấy gia tộc khác rời đi. Tôn gia và Hắc thị có chút thế lực, nhưng một thiên thành diệt đều có thể cướp vạn diệt lao lung từ tay bọn họ, thực lực ở mức độ nào không cần nói cũng biết. Hắc thị thì hơi phiền phức một chút, nếu Tôn gia dám phản đối, bất luận là một thế lực trong bọn họ đều có thể diệt đám Tôn gia dễ dàng. Cho nên bọn họ chỉ đồng ý cho mấy nhà chút ưu đãi, mấy nhà này liền thức thời rời khỏi cướp tiên mộ. Như vậy Mạc Phàm có thể nói gì? Trừ phi Mạc Phàm muốn đổi ý, nếu không bọn họ sẽ được tiến vào tiên mộ. Trong đám người, đám Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp đi ra. Mạc tiên sinh, thực xin lỗi, chuyện này vượt qua phạm vi chịu nổi của chúng tôi. Vẻ mặt Lam Điệp áy náy nói. Đắc ý trên mặt Thanh Khâu và một đám người dày hơn rất nhiều. Không phải Mạc Phàm rất cứng ở trang viên Mạc gia, nhất quyết không cho sao, lần này Mạc Phàm không cho cũng được, phải nhường tất cả. Tiểu tử, tôi đã sớm nói rồi, nếu cậu không nhượng bộ, cậu không thể lấy được một quả thất hồn quả đâu, lúc ấy cậu không tin, bây giờ đã tin chưa? Thanh Khâu cười âm hiểm nói. Tuy những người khác đều không nói gì, nhưng trên mặt đều là tươi cười giống Thanh Khâu, Mạc Phàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ một cái. Trước khi hắn tới tiên mộ cũng cảm thấy kỳ lạ, tiên mộ đã mở ra rồi, nhưng không thấy Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp tới gặp hắn, hóa ra là vì nguyên nhân này. Tôn Huyền Cơ là Lam Điệp thấy Mạc Phàm nhìn qua, đôi mắt vốn tràn đầy áy náy khẽ đảo, không dám nhìn về phía Mạc Phàm. Chuyện này gần như là bọn họ phản bội Mạc Phàm, còn không nói một tiếng. Mạc tiên sinh, đây là ngọc phù cậu cho chúng tôi mượn lúc trước, chắc là chúng tôi không cần nữa rồi. Tôn Huyền Cơ đẩy xe lăn đến trước người Mạc Phàm, lấy ngọc phù Mạc Phàm đưa cho ông ta lúc trước ra, cung kính đưa cho Mạc Phàm. Ông cầm lấy đi, có lẽ sau này sẽ có tác dụng. Mạc Phàm thản nhiên nói, không có ý thu hồi ngọc phù. Chuyện tiên mộ đã bị người ta ầm ĩ tới nước này, cho dù có ngọc phù hắn cho mượn, Tôn Huyền Cơ và Hắc thị cũng không thể làm gì, không trách bọn họ. Chuyện này, áy náy trên mặt Tôn Huyền Cơ không chỉ không giảm. Trái lại còn có thêm xấu hổ. Huyền Cơ, chúng ta cũng không nợ Mạc gia cậu ta cái gì, không cần phải xoắn suýt như vậy, nhưng cơ hội tiến vào tiên mộ cho thiên sư là lựa chọn tốt nhất của chúng ta, nếu Mạc tiên sinh không hiểu, vậy chúng ta cũng không có biện pháp, không thể để chúng ta vì chút chữ tín mà gặp nguy hiểm bị diệt môn. Một đại hán trung niên mặt lạnh đứng bên cạnh Tôn Huyền Cơ nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy không chỉ chúng ta không nợ Mạc tiên sinh cái gì. Trái lại là Mạc tiên sinh khiến chúng ta không thể tiến vào tiên mộ này, là Mạc gia nợ chúng ta mới phải. Một phụ nhân tóc bạc khác âm dương quái khí nói. Không vì Mạc Phàm, sao tiên mộ có thể hấp dẫn nhiều người như thế, sao bọn họ lại phải chắp tay nhường tiên duyên cho người ta, chuyện này đều do Mạc Phàm gây ra. Đủ rồi, Vương Nhược Phượng, nếu không muốn chết, thì bà câm miệng cho tôi. Tôn Huyền Cơ tức giận nói, khi nói chuyện áo bào ông ta khẽ bay lên. Ông ta vẫn luôn không đồng ý phản bội Mạc Phàm, nhưng không nhịn được những nhà khác đeo bám dai dẳng. Đám người này phản bội Mạc Phàm còn chưa tính, vậy mà còn đổ tất cả trách nhiệm lên người Mạc Phàm. Tôn què, ông nghĩ tôi sợ ông sao, nếu không nể mặt ông vừa già lại què, tôi đã đánh gãy hai tay ông rồi. Lão phụ nhân kia khinh thường nói. Bà! Tôn Huyền Cơ nhíu mày, muốn đứng dậy thì bị Trương Huyền Lăng đè lại. Lão Tôn! Đã lớn tuổi như vậy rồi, còn tức giận như vậy không tốt với cơ thể ông đâu. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ khó coi, không đứng dậy, cũng không nói gì thêm, trong mắt đều là lửa giận. Trương Huyền Lăng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, bây giờ cậu đã biết tình trạng hiện giờ rồi, có phải cậu có thể mở tiên mộ ra hay không, thời gian tiên mộ mở có hạn, vẫn nên mở sớm một chút thì hơn. Các ông hứa điều kiện với 6 nhà Hắc thị và Tôn gia đúng không? Vẻ mặt Mạc Phàm như thường hỏi. Không sai. Trương Huyền Lăng gật đầu. Nếu bọn họ đồng ý,
tôi sẽ dẫn các ông đi vào, các ông sẽ không thất hứa với Tôn gia và Hắc thị đấy chứ? Mạc Phàm hỏi. Nếu những người này muốn đi vào, vậy để bọn họ vào đi. Mạc Phàm mới mở miệng, trước mắt đám Trương Huyền Lăng sáng lên. Bọn họ vốn lo lắng Mạc Phàm sẽ lật lọng, không ngờ Mạc Phàm lại đồng ý. Mạc tiên sinh quá coi thường chúng tôi rồi, tuy chúng tôi không bằng cậu, nhưng cũng là người nổi tiếng, chỉ cần cậu giữ lời, cho dù chúng tôi đạt được thứ gì ở trong, đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Trần Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói. Như vậy là tốt nhất, để Tôn gia và Hắc thị vào cùng tôi đi. Mạc Phàm nói. Cái gì? Đám Trương Huyền Lăng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Chỉ thêm mười mấy người đi vào mà thôi, đồ bên ngoài lưỡng cung bọn họ không để ở trong lòng, bọn họ chỉ cần đồ ở trong nội cung, mấy thứ này Tôn gia và Hắc thị đều không thể cướp được với bọn họ. Sắc mặt đám lão phụ Vương Nhược Phượng vừa nói chuyện lập tức khó coi, giống như bỏ đi một núi vàng núi bạc, hối hận đến mức ruột sắp đứt rồi. Nếu như có thể tiến vào tiên mộ đó chính là ngoại trừ những thứ đồng ý với đám người này, còn có cơ hội đạt được thứ khác. Mạc tiên sinh, chuyện này. Tôn Huyền Cơ cảm thấy khó hiểu nói. Bọn họ đối xử với Mạc Phàm như vậy, vậy mà Mạc Phàm vẫn dẫn bọn họ vào. Lam Điệp thì không sao, Tôn Huyền Cơ là người sống mấy chục năm, tư tưởng tương đối phong kiến, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui vào. Muốn đi vào thì đi chuẩn bị đi, còn nữa, đừng đến quá sâu bên trong, ở bên ngoài lưỡng cung là được rồi, có thể được thứ gì thì lấy thứ đó, các người đừng vào nội cung. Mạc Phàm khinh thường nói. Dạ. Mạc tiên sinh. Vẻ mặt Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp đầy cảm kích, lạnh lùng liếc đám Vương Nhược Phượng một cái, vội vàng đi triệu tập người của hai nhà. Cho dù chỉ ở bên ngoài lưỡng cung, cũng tốt hơn là ở bên ngoài. Mạc tiên sinh, Trương gia chúng tôi cũng nằm trong 6 nhà, trước đó tôi cũng không đồng ý chuyện này, nhưng Vương Nhược Phượng lấy con gái tôi ra uy hiếp, cho nên tôi đành phải đồng ý. Một người đàn ông đeo kính, để râu cá chê cười nịnh nọt nói. Đây chính là cơ hội tiến vào tiên mộ, nếu có thể đi vào ăn nói khép nép là cái gì? Muốn đi vào cũng được, nếu các ông cảm thấy có thể đỡ được một kiếm của tôi. Mạc Phàm không thèm nhìn người này nói. Chuyện này, sắc mặt người đàn ông kia vô cùng khó coi, giận mà không dám nói gì. Tiên mộ rất mê người, nhưng mạng quan trọng hơn. Đây chính là Mạc Phàm, thần cảnh hoa hạ, cho ông ta can đảm của rồng cũng không dám đỡ một kiếm của Mạc Phàm. Đừng nói là ông ta, ở đây cũng không có mấy người dám đỡ một kiếm của Mạc Phàm. Không dám. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, ý niệm vừa động, phù văn hai màu hắc bạch xuất hiện trên mỗi tay của hắn, chảy theo ngón tay hắn ra. Chỉ trong phút chốc, hai tay Mạc Phàm ngưng ra hai thanh trường kiếm màu hắc bạch, tràn đầy phù văn. Hắn không hợp hai thanh kiếm thành âm dương pháp kiếm thì dừng lại, hai tay cầm mỗi thanh kiếm, nhìn đám người đang như hổ rình mồi. Ngoại trừ người có thể tiến vào và người của Kiêu Long, những người khác có thể rời đi, xông vào, sẽ có kết cục như con rồng này. Không ít người nhíu mày, nuốt nước bọt, không dám cử động. Trong mắt một số người hiện lên vẻ không cam lòng, do dự một lát vẫn rời đi. Trốn đi vào dưới tay Mạc Phàm, bọn họ thật sự không nắm chắc. Mạc tiên sinh, chúng tôi đều là người Hoa Hạ, tiên mộ này lại là của Hoa Hạ, cậu giữ lấy một mình như vậy. Có phải hơi quá đáng rồi không? Có người bất mãn nói. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, không trả lời những người này, hắn rời mắt nhìn về phía đám Trương Huyền Lăng. Các người có thể tiến vào tiên mộ, nhưng có một số chuyện tôi phải nói cho các người, ông tốt nhất là nên rời đi, nếu không tiến vào tiên mộ tôi sẽ bắt đầu đuổi giết các người. Mạc Phàm chỉ cửu luân đại sư, Buka và A Tiên sinh chiến quốc cùng mấy gương mặt dị quốc. Trái lại hắn không có thành kiến với người dị quốc, nhưng hắn từng đồng ý với Giang Thành và Long Bác, đồ trong tiên mộ không thể rơi vào tay tu sĩ dị quốc. Hắn biết những thứ này rất đặc biệt, tất nhiên những thứ quan trọng vẫn nên ở trong tay mình thì hơn, không có lý do gì khác, đổi lại là ai cũng như vậy. Cho nên tốt nhất là các người nên suy nghĩ kỹ càng, muốn vào hay là rời đi. Mạc Phàm nói tiếp, đám cửu luân nhíu mày, sau đó cười lạnh lùng. Đã sớm nghe nói Mạc tiên sinh không nhiều tuổi, nhưng thực lực thông thiên, hơn nữa tính cách rất bá đạo, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền, nếu Mạc tiên sinh có ý kiến với dị quốc chúng tôi như vậy, vậy chúng tôi phải xem thực lực của Mạc tiên sinh thế nào, hy vọng vào tiên mộ, Mạc tiên sinh sẽ không khiến chúng tôi quá thất vọng.
Cửu Luân mỉm cười, không sợ hãi nói. Đã lâu rồi ông ta không gặp được đối thủ thế lực ngang nhau, nếu không phải bận rộn xử lý một số chuyện, ông ta đã sớm đến Hoa Hạ khiêu chiến Mạc Phàm. Ông sẽ không thất vọng, ông sẽ chết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy chúng ta đi vào gặp, Mạc tiên sinh, bây giờ mời cậu mở cửa tiên mộ ra. Cửu Luân đại sư nói, ngón tay Mạc Phàm sáng lên, bốn thanh kiếm xuất hiện trước người hắn. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, nhìn về phía bốn thanh kiếm kia. Âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, giống như tám thanh kiếm được rút ra. Một thanh lại đến một thanh, không lâu sau, bốn phía sân che kín bởi từng đạo kiếm khí. Những kiếm khí này hình thành một đạo vách tường kiếm, liên tục bao vây sân lại. Kiếm khí bức người giống như bảo kiếm vô cùng sắc bén để trên xương sống, khiến lưng người ta cảm thấy lạnh lẽo, thân thể không tự chủ được run rẩy. Không hài lòng thì cứ đến đi. Nói xong Mạc Phàm thấy người của Kiêu Long, Tôn Gia và Hắc Thị đã chuẩn bị xong, thì xoay người đi sâu vào trong nhà giam rộng lớn. Giữa nhà giam, một cự long dài trăm thước không có một chút khí tức, nhưng cơ thể không bị mục giữa, giống như ngủ thiếp đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cự long này, làm như không nhìn thấy nhà giam có thể trấn chết cự long, lập tức đi về phía nhà giam. Trước mắt không ít người sáng lên, tất cả đều nhìn Mạc Phàm và nhà giam. Nhà giam tối đen giống như đúc bằng sắt tỏa ra hắc quang nhàn nhạt, bên ngoài tràn đầy hoa văn như long lân, không chỉ khiến người ta có cảm giác vạn năm bất diệt, còn khiến người ta có cảm giác tim đập rất nhanh, giống như không thể tiến vào nhà giam này. Nếu nói vạn diệt lao lung này là một cái lồng sắt, vậy nhà giam mà Thiên Thành Diệt sử dụng lúc trước như lưới sắt, không chịu nổi một kích. Hai tay Mạc Phàm cầm kiếm, đến gần sát nhà giam, hai kiếm âm dương trên tay giống như cảm nhận được lực lượng của vạn diệt lao lung. Hai màu trắng đen sáng lên. Hai màu này bao vây nhà giam ở bên trong, nhà giam khủng bố giống như sắt thép gặp ngọn lửa nhiệt độ cao, trực tiếp bị hòa tan, Mạc Phàm đi vào trong, thoải mái như không gặp vật cản. Sắc mặt không ít người ở đây thay đổi. Không phải bọn họ chưa từng thử vạn diệt lao lung, mỗi lần mở ra đều có người muốn đi vào thông qua vạn diệt lao lung, nhưng phần lớn người đi vào không bị chấn chết như con rồng kia, mà trực tiếp nổ tung, không còn sót lại thứ gì. Mạc Phàm tiến vào vạn diệt lao lung, vậy mà không xảy ra chuyện gì. Chỉ trong phút chốc Mạc Phàm đã đến giữa vạn diệt lao lung, đến bên cạnh con rồng kia. Bị trấn trăm năm, người có thể rời đi rồi. Mạc Phàm nheo mắt, hai tay hợp thành một, hai kiếm hắc bạch như sống mái với con rồng, quấn lấy nhau. Màu đen chuyển sang màu trắng chuyển sang màu đen, một trường kiếm màu xám mờ xuất hiện trong tay hắn. Phá cho tôi. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, trường kiếm đâm thẳng về phía Thi Long. Xì, trường kiếm như cắt đậu hũ, đâm vào trong mi tâm Thi Long. Giống, một tiếng long ngâm chấn động thiên địa vang lên, Thi Long đang nhắm mắt mở mắt ra, hai đạo hắc quang tỏa ra, Thi Long khổng lồ bắt đầu chuyển động, giống như một cự xà chỉ chém đến đầu, thân thể vũ động điên cuồng, kình phong cường đại lan ra xung quanh. Cùng lúc đó, hai màu hắc bạch mang theo thiêu hủy một phần vạn diệt lao lung từ Thi Long cuồng vũ khôi phục, lan tràn ra những khu khác trên sân. Đám Trương Huyền Lăng nhíu mày, sắc mặt thay đổi, thân thể nhoáng lên một cái vội vàng lùi về sau. Nếu bọn họ có thể ngăn cản vạn diệt lao lung, đã sớm đi vào. Mạc tiên sinh, không phải cậu muốn mở vạn diệt lao lung sao, cậu đang làm cái gì vậy? Trần Vô Cực lạnh giọng hỏi. Thi Long này bất diệt. Các người không vào được tiên mộ đâu, trừ phi các người muốn chết. Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh như nước, nói. Thi Long này không phải bị vạn diệt lao lung trấn phong mà chết, mà là khởi nguồn khiến vạn diệt lao lung có thể duy trì lực lượng lâu như vậy. Thi Long là sinh vật bất tử, bản thân xen vào sinh tử, hỗn độn, lực bất sinh bất tử hỗn độn vừa vặn là cội nguồn của vạn diệt lao lung. Nếu Thi Long này bất diệt, cho dù hắn chém như vạn diệt lao lung của Thiên Thành Diệt vạn lần, vạn diệt lao lung cũng sẽ nhanh chóng khôi phục như thường. Khi nói chuyện, tay hắn chấn động, âm dương pháp kiếm biến mất hoàn toàn vào đầu Thi Long này, ấn thân thể Thi Long vào trong lòng đất. Rầm, một cái hố sâu xuất hiện trên sân, vết rạn như mạng nhện lan tràn ra xung quanh. Vừa rồi sân còn hoàn hảo không tổn hao gì, trong chớp mắt tứ phân ngũ liệt. Diệt cho tôi. Tinh quang trong mắt Mạc Phàm tăng vọt. Âm dương pháp kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng màu xám cũng nổ tung bùm bùm. Trong hôi quang, Thi Long vũ động thân thể to lớn điên cuồng như bị điện giật cứng ngắc lại.
Ngay sau đó từng đạo vết rạn xuất hiện trên người Thi Long, hôi quang nở rộ từ trong vết rạn. Bùm, một tiếng thật lớn, sơn diêu địa động, xung quanh được hôi quang bao phủ. Hôi quang tắt, Thi Long biến mất, vạn diệt lao lung khiến tim người ta đập nhanh cũng sụp đổ, dần dần biến mất, cửa đá chậm rãi lộ ra. Trên mặt mọi người hiện lên vui mừng, vạn diệt lao lung bị hủy, thứ có thể khiến bọn họ kiêng kỵ cũng ít đi một chút. So với vạn diệt lao lung, Mạc Phàm yếu hơn nhiều. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cửa đá một cái, ngón tay sáng lên, quỷ tỷ xuất hiện trong tay hắn. Trong cửa đá tỏa ra một đạo bạch quang, chiếu lên quỷ tỷ. Quỷ tỷ lập tức bay từ trong tay Mạc Phàm ra, bay về phía cánh cửa chậm rãi nhập vào trong. Ken két, tiếng cơ quan chuyển động vang lên. Cửa đá chậm rãi hạ xuống đất, đại môn phong cách cổ xưa ở tận cùng cũng mở ra, linh khí tràn đầy lan từ trong đại môn ra ngoài. Người có thể đi vào, có thể đi vào. Mạc Phàm nói với đám Trương Huyền Lăng. Đám người này nhìn tiên mộ, yết hầu nhúc nhích, một đám bóng dáng nhoáng lên một cái lao vào trong. Chỉ trong phút chốc mọi người biến mất vào trong đại môn tiên mộ. Đúng lúc này, không biết người nào kêu lên. Liều mạng. Không ít người vẫn không nhịn được, trong chớp mắt pháp khí và pháp thuật trên người đều khai hỏa hết, tốc độ cũng đến cực hạn, xông vào bên trong. Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, dưới chân vừa động, một vạn diệt lao lung khác bao quanh đại môn lại, hắn xoay người biến mất vào bên trong đại môn. Trong tiên mộ, hào quang nhoáng lên một cái, Mạc Phàm đi đến một căn phòng không giống phòng bình thường. Vậy mà lập tức truyền tống, cửu u tử này đúng là không đơn giản. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Cánh cổng kia không dẫn hắn đến nội cung tiên mộ, mà trực tiếp đến phòng này, chỉ có thể là truyền tống môn. Trận pháp không gian là một trong ba loại trận pháp khó nhất, vậy mà tu sĩ trên địa cầu lại có bản lĩnh này, chắc chắn không phải người bình thường. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên lam quang, nhìn trong phòng. Xung quanh, một đám công cụ luyện khí lập tức xuất hiện trong tầm mắt hắn. Phòng luyện khí. Nhìn thấy những thứ này, trong mắt Mạc Phàm không khỏi lóe lên chút thất vọng. Phòng này được bố trí trận pháp, người bình thường tiến vào không nhìn thấy gì, nhưng không che được mắt hắn. Nhưng mấy thứ ở bên trong nếu không phải bị tổn hại, thì không có ý nghĩa với hắn, hoặc quá to không tiện mang đi. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền đến cửa phòng. Lần này xuất hiện dao động rất khó phát hiện, từng đạo kiếm khí trong suốt nhanh chóng đâm về phía Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh. Những kiếm khí trong suốt này còn chưa tới trước người Mạc Phàm dừng bước, những kiếm khí này cũng dừng trước người Mạc Phàm. Kiếm tích. Mạc Phàm xoay người nhướng mày, nhìn về phía sau mình. Tay hắn tạo pháp ấn, một con đầu thằn lằn cánh như cánh rơi, trên lưng tràn đầy gai nhọn xuất hiện ở cửa phòng, tươi cười xuất hiện trên khóe miệng hắn. Đồ ở trong phòng luyện khí không có ích lợi gì với hắn, nhưng kiếm tích này lại là thứ tốt. Kiếm tích là yêu thú thuộc tính kim, có thể sử dụng kiếm khí tiên thiên, kiếm khí loại này vô hình vô tướng, hơn nữa vô cùng sắc bén, rất khó phát hiện ra. Nếu không lúc ở trong phòng hắn đã phát hiện ra mấy thứ này sớm hơn rồi. Kiếm tích không có chỗ lợi với hắn, nhưng Chu Hiệt và Tiểu Vũ đều dùng kiếm, kiếm tích có thể luyện thành kiếm tâm đan, làm tăng tu vi kiếm đạo của hai người. Xuất hiện đi. Một tay Mạc Phàm vươn về phía mấy kiếm tích kia. Rầm rầm rầm, từng viên yêu đan bay từ trán những kiếm tích kia ra, được Mạc Phàm thu vào trong nhẫn chữ vật. Thu mấy viên yêu đan này xong, Mạc Phàm nhìn về phía nội cung. Hắn vừa mới phóng cảm ứng ra, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Vậy mà nơi này còn có thể khống chế năng lực cảm ứng. Lông mày Mạc Phàm giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên lẩm bẩm, tiên mộ này cũng không rộng, đại khái khoảng trên vạn mét vuông, to không khác gì cố cung lắm, với tu vi hiện giờ của hắn, muốn bao trùm cả tiên mộ cũng không khó, nhưng cảm ứng của hắn phóng ra chưa tới 100 mét thì dừng lại. Xem còn thứ gì khác biệt không? Mạc Phàm cười khẽ nói. Đại môn tiên mộ đã bị hắn dùng vạn diệt lao lung che lại, hắn hoàn toàn không cần lo người khác tiến vào, cũng không cần lo có người lấy thất hồn quả rời đi, xem trong tiên mộ có bao nhiêu nơi thần kỳ trước đã, không nhất định phải lấy thất hồn quả tới tay. Hắn vươn một tay ra vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí mới tụ tập trên tay hắn liền chảy ra ngoài phòng. Tuy tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cửu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển rất nhanh, lúc này lông mày hắn nhíu lại. Chỉ thấy linh khí cường đại trên người hắn giống như sắt gặp phải nam châm, chảy về phía mặt đất,
tốc độ nhanh hơn vừa rồi đâu chỉ vài lần. Hỏa long, tay hắn tạo pháp ấn, một nhánh ngọn lửa xuất hiện trên tay hắn, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Hỏa long là một pháp thuật cường đại hệ hỏa, hẳn là có thể triệu hồi ra hỏa long mấy chục mét, nhưng chỉ xuất hiện một đốm lửa nhỏ. Mạc Phàm đầy hứng thú lại thi triển hỏa long lần nữa, trong mắt chớp lóe tinh quang, khóe miệng cũng cười theo. Chẳng trách, Mạc Phàm cười thoải mái. Tiên mộ này dựa vào một khối vẫn tinh thiết xây dựng, thứ này vốn có thể hấp thu linh khí, pháp lực và lực tinh thần, nhưng dưới tình hình chung không mạnh như vậy, hơn nữa sau khi trải qua rèn luyện, hơn phân nửa loại lực lượng này đã bị phá hoại. Nhưng nếu thủ pháp luyện chế cao minh, không chỉ sẽ không để lực lượng hấp thu tinh khí của vẫn tinh thiết biến mất, trái lại càng mạnh hơn. Cửu U Tử này luyện hóa một khối vẫn tinh thiết to như vậy, còn không hư hỏng kết cấu bên trong, không thể không nói Cửu U Tử này rất lợi hại. Cho dù đến tu chân giới, cũng có thể tạo ra thanh danh ở một vùng. Nhưng mà đáng tiếc, một thiên tài luyện khí như vậy không thể tiến vào tu chân giới, lưu lạc trên địa cầu. Mạc Phàm cười khẽ. Hai tay vũ động tạo thêm mấy pháp ấn trên người mình, chẳng muốn đi tìm đồ ở ngoại cung nữa, đi vào trong nội cung tiên mộ. Có lẽ bên ngoài có thứ hắn cần, nhưng thứ quan trọng nhất với hắn là thất hồn quả, lấy thất hồn quả trước rồi nói sau. Hơn nữa đám Cửu Luân đại sư còn đang ở nội cung. Một bước của hắn mấy chục mét, tốc độ rất nhanh đi về phía nội cung. Trên đường đi hắn gặp không ít tu sĩ, những tu sĩ này nhìn thấy Mạc Phàm đều ngoan ngoãn tránh ra. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đã đến nội cung, một nơi tương tự như nghĩa trang. Bên trong dựng đầy bia mộ, mỗi tấm bia cao cỡ một người, hình dạng mỗi cái cũng không giống nhau, có cái là trường kiếm, có cái là đại đao, số còn lại là trường thương cỡ to, nhưng bên trên đều dùng máu viết văn tự. Cô, Cửu U, giờ tí năm giáp thân trảm Bắc Nhạc kiếm thần, chôn ở nơi đây. Cô, Cửu U, năm giáp sửu, quyết chiến Nam Hải với Nam Hải đao thần. Nam Hải đao thần bị cô nhất chỉ đoạn đao, nhất chỉ đoạn diệt hồn. Bia mộ như vậy có khoảng trên trăm cái, văn tự máu chảy đầm đìa ghi lại những chiến tích kinh tâm động phách, khiến nội cung được bao trùm bởi khí tức nghiêm túc và trang trọng. Giữa rất nhiều bia mộ, trên một khu sân nhỏ có một cây lóe sáng ánh sáng bảy màu, đúng là thất hồn thụ. Trên cây có bảy quả to bằng nắm tay, mỗi một quả đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhìn những hào quang này. Có thể thấy mơ hồ rất nhiều bóng người đang thi triển tuyệt học hay diễn luyện võ đạo của mình. Mạc Phàm nhìn những quả này thì định đi qua, mới đi được mấy bước, một đám bóng người đi từ sau bia mộ như dừng ra, bao vây Mạc Phàm ở giữa. Người dẫn đầu đúng là Trương Huyền Lăng, sau đó là đám Cửu Luân đại sư. Ánh mắt cả đám bất thiện nhìn về phía Mạc Phàm, cười mỉa xuất hiện trên mặt bọn họ. Mạc tiên sinh, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi. Trương Huyền Lăng lạnh lùng nói. Mạc Phàm nhướng mày nhìn về phía những người này, khóe miệng hơi nhếch lên. Trái lại các người rất thông minh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đám người này biết rõ không giải quyết được hắn, lấy thất hồn quả cũng không có tác dụng, cho nên không trực tiếp lấy thất hồn quả, mà đối phó với hắn trước, đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Mạc tiên sinh, thực ra chúng tôi còn thông minh hơn cậu nghĩ nhiều. Cửu Luân đại sư tiến về phía trước một bước nói. Vậy sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt nói. Chư vị, để Mạc tiên sinh nhìn một cái đi. Trần Vô Cực vuốt râu nói. Ông ta vừa mới nói xong, bia mộ trước người bọn họ phát sáng. Cùng lúc đó, đám Trương Huyền Lăng cùng vươn một tay ra, ấn lên mặt bia mộ tỏa ra hào quang. Linh khí chút vào bên trong, quang mang trên bia mộ nhoáng lên một cái, biến thành một đám bóng người cầm binh khí trong tay. Đám Trương Huyền Lăng tiến lên trước một bước. Đi vào trong bóng người, bỗng nhiên bia mộ trên đất sáng lên, trận văn huyết sắc giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Một đám trận văn vây quanh lưới lớn có hoa văn hình tròn, bao vây Mạc Phàm ở bên trong. Chuyện này còn chưa xong, lại có một tấm lưới lớn như vậy dâng từ đất lên, rất nhanh đã hình thành lưới lập thể. Tấm lưới tiếp xúc với Mạc Phàm, xúc tua như sợi dây nhỏ quấn lên người hắn. Mạc Phàm nhìn tấm lưới rộng này, nhíu mày. Chân hắn vừa nâng lên, sắc mặt lập tức thay đổi, trên chân giống như bị buộc một quả cầu sắt, rất nặng. Thân thể hắn trải qua bốn lần thứ thể, đã là thần thể, cho nên lực lượng rất mạnh, cho dù là tảng đá ngàn cân cột vào chân hắn, hắn cũng như dẫm lên đất bằng. Vậy mà ở bên trong hồng quang như dây câu cá, hắn nhấc chân đều vô cùng khó khăn.
phải biết rằng thần thể của hắn có thể chống cự rất nhiều bí kỹ, thuật pháp và trận pháp, hắn có thể kháng lại lực lượng ở trên chúng thần sơn là ví dụ. Đây là... Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, nhìn xung quanh. Không cần nhìn đâu, tôi nói cho cậu biết, Mạc Phàm. Phía sau một bia mộ, Viên Trọng Dương hơi nhếch miệng, giống như đã sớm dự đoán được, cười đắc ý nói. Đây là một trận pháp do Cửu U Tử tự nghĩ ra, tên là Đô Thiên Thần Ma Trận, mượn linh hồn bất diệt của những cao thủ dưới bia mộ, làm lực cấm phong ở tiên mộ mạnh gấp 99 lần, chắc là cậu cũng phát hiện ra tiên mộ kỳ lạ rồi, cho dù là linh khí, thần lực hay lực lượng thân thể thuần túy, đều bị áp chế, cho nên lúc này, hẳn là cậu nửa bước khó đi. Tống Hồng Sơn cười nói, trên mặt đều là vui sướng vì thù được báo. Trận pháp này vốn là Cửu U Tử phòng ngừa kẻ địch của ông ta xâm nhập nội cung, đạt được truyền thừa của ông ta, người bọn họ phái vào lúc trước không cẩn thận xông vào, vừa vặn người này mang huyết mạch đối thủ của Cửu U Tử, kích hoạt Đô Thiên Thần Ma Trận, bọn họ mới biết đến sự tồn tại của trận pháp này. Sau đó phải mất một thời gian dài, bọn họ luôn phái người đi tìm thông tin liên quan đến Đô Thiên Thần Ma Trận, không thể không nói vận khí của bọn họ không tệ, bọn họ thật sự tìm được phương pháp khởi động trận pháp này. Cửu U Tử là nhân vật cấp thần tiên tự tay bố trí trận pháp, chính vì đối phó người có thực lực ngang với ông ta, cộng thêm lực lượng của nhiều người như vậy thêm vào, quả nhiên Mạc Phàm vừa tiến vào bên trong, đã bị trận pháp này giam giữ. Có trận pháp này, Mạc Phàm đừng nói đến chuyện giết bọn họ, bước nửa bước cũng khó khăn, chỉ có thể thành thật ở bên trong. Đợi 5 ngày qua đi, tiên mộ đóng lại, nơi này sẽ là nơi chôn Mạc Phàm, mà bọn họ sẽ mang thất hồn quả rời đi. Đô Thiên Thần Ma Trận. Mạc Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, trong mắt lóe lên dị sắc. Một lát sau hắn mới thu hồi ánh mắt. Trận pháp này có chút giống với thập nhị Đô Thiên Thần Ma Trận của Vu tộc, lấy lực của 12 vu tổ, hủy diệt toàn bộ. Ông ta từ bỏ đa số uy năng của thập nhị Đô Thiên Thần Ma Trận, chỉ để lại một hai lực lượng, cho dù chỉ là lực lượng rất nhỏ trong thập nhị Đô Thiên Thần Ma Trận, cũng không thể không nói Cửu U Tử này rất lợi hại về phương diện trận pháp. Phải biết rằng thập nhị Đô Thiên Thần Ma Trận là thần trận, cho dù là thần ma tiến vào cũng chỉ có đường chết. Hơn nữa mỗi thần trận đều đại biểu cho đại đạo, có khả năng chỉ là một số đường cong đơn giản, nhưng ẩn chứa uy năng vô cùng lớn. Có thể lĩnh hội được thần trận từ trong đường cong, cộng thêm thấu hiểu, người thường không thể làm được, trận pháp này chỉ hơn chứ không kém Vạn Diệt Lao Lung bên ngoài. Nhưng trên mặt hắn không có một chút lo lắng, ý niệm khẽ động, mấy pháp ấn bay từ ngón tay hắn ra, rơi lên người hắn. Thế nào, tiểu tử, cậu muốn thoát khỏi trận pháp này sao? Tôi khuyên cậu đừng nên vùng vẫy thì hơn, bởi vì vùng vẫy sẽ không có lợi với cậu đâu, thôi, vẫn nên để cậu thấy chỗ đáng sợ của trận pháp này. Viên Trọng Dương thấy Mạc Phàm vẫn chưa từ bỏ, cười nói. Hai ngón tay ông ta dựng thẳng trước người, hư ảnh trước người ông ta trở nên sáng lên, một hư ảnh lão đạo tay cầm trường kiếm, tay khác cầm phất trần thoát thân mà ra, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người Mạc Phàm. Kiếm khí trên trường kiếm như cầu vồng, phất trần giống như giải lụa vung về phía Mạc Phàm, một cương một nhu, hai loại lực lượng cùng tấn công hắn. Đúng rồi, vị đạo sĩ này là một đạo sĩ vô cùng nổi tiếng thời Tống. Có liên quan đến Long Tổ, ông ta tên là Lâm Tố Linh, lúc mạnh nhất cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu, nhưng hiện giờ đủ để đối phó cậu rồi. Viên Trọng Dương giải thích, trận pháp này không chỉ có thể hạn chế Mạc Phàm, còn có thể triệu hồi anh linh của cường giả phía dưới bia mộ, để đối phó Mạc Phàm. Pháp lực, linh khí và thân thể Mạc Phàm hiện giờ đều chịu hạn chế, không thể phát huy bản lĩnh toàn thân, anh linh Lâm Tố Linh này đủ để đối phó Mạc Phàm rồi. Vậy mà trận pháp còn có chức năng này, vậy tôi cũng muốn thử, xuất hiện đi, Long Tượng Đại Sư. Một tay Cửu Luân Đại Sư vỗ lên bia mộ bên cạnh, một người mặc trang phục Tây Tạng đi ra, mỗi bước đi đều mang theo chấn động ù ù, giống như có Long Tượng đi ngang qua. Long Tượng Đại Sư là cao thủ thời Tống, nghe nói ông ta luyện Long Tượng Bàn Nhược Tâm Kinh trong Mật Tông tuyệt học đến 13 trọng cao nhất, có thể thoát thân Long Tượng, được xưng có lực di chuyển núi. Lâm Tố Linh và Long Tượng Đại Sư cùng xuất hiện, những người khác đều lộ vẻ đăm chiêu. Đây chính là Mạc Phàm cao thủ số một hoa hạ, không dễ dàng gì mới giam được Mạc Phàm. Lúc ở bên ngoài, Mạc Phàm đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi, dù thế nào cũng phải khiến Mạc Phàm khó coi. Một đám bóng người thoát thân mà ra, tấn công Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, hai mắt nheo lại hai tay vũ động,
ánh sáng chói mắt xuất hiện xung quanh hắn, đỡ tấn công của những hư ảnh kia. Đám Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực thấy Mạc Phàm bị động bị đánh, khóe miệng hơi nhếch lên. Hình như những anh linh này không phải không làm gì được Mạc Phàm, chúng ta cũng thử một lần đi. Trần Vô Cực cười nói. Mấy người đều thi triển pháp thuật, hư ảnh của 16 đại trưởng lão chính nhất giáo và 3 đại trưởng giáo của Thái Cực Môn cũng xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm. Đám người này vừa gia nhập, màn hào quang trên người Mạc Phàm lập tức gặp nguy hiểm. Trong phút chốc Mạc Phàm không chết được, chúng ta đi hái thất hồn quả đi. Không đợi màn hào quang trên người Mạc Phàm bị nghiền nát, Chiến Quốc đề nghị. Mục đích bọn họ tới đây là thất hồn quả, Mạc Phàm đã là thú bị vây khốn, không cần thiết phải để ý, đi hái thất hồn quả là được. Mấy người nhíu mày, xoay người muốn đến chỗ thất hồn quả, giọng nói của Mạc Phàm truyền từ phía sau đến. Tôi khuyên các người tốt nhất là đừng đụng vào thất hồn quả. Đừng hái thất hồn quả sao? Đám Trương Huyền Lăng dừng bước xoay người lại, cùng lắc đầu cười. Vì sao? Cho chúng tôi lý do, có lẽ chúng tôi sẽ suy xét đến chuyện này. Viên Trọng Dương cười âm hiểm hỏi. Các người đi hái thất hồn quả như vậy, chắc chắn sẽ hối hận. Trong màn hào quang, hai tay Mạc Phàm vũ động, vừa tạo pháp ấn vừa lạnh nhạt nói. Đám người này cứ hái thất hồn quả như vậy, nghĩ đơn giản quá rồi. Lúc này Mạc Phàm nói với bọn họ như vậy, chẳng khác nào miếng thịt quả đen nhặt được rơi vào trong miệng hồ ly, sau đó quả đen nói với hồ ly miếng thịt này có độc, quả đen ăn không sao, nhưng hồ ly ăn vào ruột sẽ thối nát. Trong số bọn họ trẻ nhất cũng là lão hồ ly sống mấy chục năm, có ai sẽ bị Mạc Phàm lừa. Thất hồn quả đã ở ngay trước mắt, chỉ cần hái thứ này rồi luyện hóa, không những đột phá đến thần cảnh, còn rất có khả năng đạt được truyền thừa của cửu u tử. Ai sẽ hối hận đạt được cơ duyên này chứ? Nếu là Mạc tiên sinh nhắc nhở chúng ta ngàn vạn lần không thể khinh thường, đây là những lời vàng ngọc mà Mạc tiên sinh nói đó. Tống Hồng Sơn nhếch miệng nói, trên gương mặt già nua tràn đầy vẻ trào phúng. Mạc Phàm lắc đầu không nói gì nữa, chú ngữ cổ xưa truyền từ miệng hắn ra, phù văn như liên hoa xuất hiện xung quanh hắn, hình thành từng sợi dây xích phù văn màu vàng chuyển động quanh hắn, càng ngày càng nhiều. Thôi. Vẫn nên cẩn thận thì hơn, chúng ta cứ dựa theo ước định lúc trước lấy thất hồn quả, lấy theo thứ tự rồi rời đi. Trương Huyền Lăng thấy Mạc Phàm không có chút bối rối thì nhíu mày, lạnh lùng nói. Tuy bọn họ đều là cường giả mỗi khu vực, nhưng bất kỳ ai trong số bọn họ đều kém Mạc Phàm một bậc, Mạc Phàm bị bọn họ giam trong đô thiên thần ma trận còn có thể bình tĩnh như vậy, tuyệt đối không thể lơ là. Ngoài ra bọn họ biết quá ít về thất hồn quả. Cho dù trên tài liệu mà Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn tìm được cũng chỉ có vài câu ít ỏi, thứ thần kỳ như vậy quả thật không đơn giản như lời Mạc Phàm nói. Trương Thiên Sư, đừng để bị tiểu tử này dọa sợ chứ, xem Tống Hồng Sơn tôi lấy một quả tới tay đây. Tống Hồng Sơn cười nói, không để những lời Mạc Phàm nói ở trong lòng. Ông ta cứa vào lòng bàn tay một cái, một giọt máu bay từ trong lòng bàn tay ông ta ra, trôi nổi trong hư ảnh quanh ông ta. Một khi ông ta rời đi, hư ảnh này sẽ biến mất, lực lượng trói buộc Mạc Phàm cũng ít đi, nhưng chỉ cần ông ta để lại một giọt tinh huyết, hư ảnh sẽ không biến mất. Thân thể ông ta nhoáng lên một cái, thân thể thoát khỏi hư ảnh, đến trên sân rộng khắc hai chữ cửu u giữa rất nhiều bia mộ, phía trước thất hồn thụ. Hồng Sơn, cẩn thận một chút thì hơn. Viên Trọng Dương thấy Tống Hồng Sơn ra tay, nhíu mày lo lắng nhắc nhở. Yên tâm đi sư huynh, tôi tự có chủ trương. Ông ta lấy mấy pháp khí ra, bảo hộ xung quanh ông ta, trên tay bao phủ một tầng chân khí tiên thiên, chộp lấy một thất hồn quả màu vàng trong đó. Ngoại trừ Mạc Phàm ra, mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Tống Hồng Sơn. Một tay Tống Hồng Sơn duỗi qua, căn bản không chịu bất luận trở ngại gì, nắm lấy một quả thất hồn quả. Tiểu tử, không phải cậu nói hái thất hồn quả sẽ khiến chúng tôi hối hận sao, hối hận thế nào đây, trái lại nói nghe xem. Tống Hồng Sơn không lập tức hái thất hồn quả, mà nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm cười nói. Tiểu tử này nghĩ mình là ai, vậy mà dám nói ông ta sẽ hối hận khi hái thất hồn quả, không phải bây giờ ông ta vẫn tốt sao? Không xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm lắc đầu cười, vẫn không nói gì, tiếp tục đọc chú ngữ. Nhưng xung quanh bia mộ, đám Trương Huyền Lăng nhìn phía sau Tống Hồng Sơn, sắc mặt lập tức thay đổi. Sư đệ, cẩn thận, chạy mau. Mắt Viên Trọng Dương mở to, vội vàng nhắc nhở. Tống Hồng Sơn khẽ cau mày,
tò mò liếc mắt nhìn về phía sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy hình ảnh người đàn ông mặc đồ xanh đang diễn luyện thuật pháp trong thất hồn quả trong tay ông ta không thấy nữa, nhưng không biết người đàn ông tóc dài mặc đồ xanh, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt lạnh lẽo xuất hiện sau lưng ông ta lúc nào. Đôi mắt người đàn ông này thâm thúy như ngôi sao trong vũ trụ, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy hờ hững, giống như hồng trần trên thế giới này đã không thể khiến ông ta có chút gợn sóng, thân thể cao lớn, thẳng tắp như thần kiếm đứng ở đó, sắc bén tự tản ra. Thất hồn quả này không phải của ông, dám đến lấy, chết. Người đàn ông mặc thanh y lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh như băng, giống như phát ra từ hầm băng vạn năm. Giọng nói này vừa vang lên, ngón tay trắng nõn của người đàn ông mặc thanh y khẽ búng, một đạo kình khí bay về phía Tống Hồng Sơn. Tống Hồng Sơn nhìn thấy người đàn ông này, trong chớp mắt trên mặt không còn huyết sắc. Cửu U Tử, ông ta là Cửu U Tử. Bọn họ từng tra tài liệu về Cửu U Tử, cuối cùng chỉ tìm được hình ảnh của Cửu U Tử trên một ngọc giản, đúng là hình dáng phía sau ông ta. Ông ta không có chút do dự, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, chạy như điên rời khỏi chỗ đó, không cần thất hồn quả nữa. Cửu U Tử là người vô địch, trong tài liệu mà bọn họ tìm được, lúc Cửu U Tử còn trẻ từng khiêu chiến cao thủ các đại môn phái tứ phương, chưa từng gặp bất luận địch thủ nào, quanh năm Cửu U Tử tiếp nhận khiêu chiến của cao thủ khắp Hoa Hạ. Cuối cùng chém hết những người này dưới tay, Cửu U Tử càng già thì càng đáng sợ, ông ta tìm Sơn Xuyên Đại Hà, muốn đột phá một phương khác, hoành hành ngàn dặm, không ai có thể ngăn cản được. Cho nên khi Cửu U Tử chết thì người ta quên đi rất nhanh, không phải trí nhớ của những người này không tốt, mà là không muốn nhớ tới người vừa chính vừa tà đáng sợ như vậy. Cao thủ như thế, giống như Độc Cô Cầu Bại trong tiểu thuyết của Kim Dung, cho dù đã chết, ông ta cũng không dám ra tay với người như vậy. Ông ta vừa mới chạy đi không xa, đạo kình khí kia đã đến trước người ông ta, trực tiếp nghênh đón mấy pháp khí xung quanh ông ta. Chỉ nghe mấy tiếng rầm rầm, kình phong nhìn có vẻ yếu ớt, lại thoải mái xuyên qua mấy pháp khí của Tống Hồng Sơn, pháp khí nứt ra theo, giống như pháo hoa nổ tung. Kình phong nối đuôi mà tới, chỉ trong chớp mắt đã đến trước người Tống Hồng Sơn. Rầm, chân khí hộ thể trên người Tống Hồng Sơn không có chút năng lực chống cự, giống như là giấy. Kình phong nhập vào cơ thể ông ta. Không, không, sư huynh cứu tôi. Trên mặt Tống Hồng Sơn hiện lên vẻ kỳ lạ, trong mắt vốn sáng lên sau đó hoàn toàn ảm đạm. Ngay sau đó thân thể ông ta trực tiếp nổ tung, bông tuyết văng khắp nơi. Tống Hồng Sơn chết. Trên sân có thất hồn quả, ngoại trừ Mạc Phàm ra, trong chớp mắt sắc mặt những người khác vô cùng khó coi. Nhất là Viên Trọng Dương, trên mặt lại càng không có chút huyết sắc. Vậy mà Cửu U Tử lại xuất hiện rồi. Người bọn họ phái vào không động đến thất hồn quả, cho nên không biết động vào thất hồn quả sẽ thế nào, có ai ngờ Cửu U Tử lại xuất hiện, còn giết Tống Hồng Sơn trong chớp mắt. Tôi đã nói rồi, các người lấy thất hồn quả như vậy sẽ hối hận. Mạc Phàm nhìn Cửu U Tử, lạnh nhạt nói. Có thể nói thất hồn quả là bảy hồn của người gieo xuống thất hồn thụ mà thành, nếu không phải người này chạm vào, còn không dùng pháp môn đặc biệt đi hái. Sẽ dẫn ra cấm hồn của thất hồn quả. Cấm hồn là một loại vô cùng đặc biệt, thứ này trải qua lục đạo trừng phạt, gần như là bất tử bất diệt, cho dù thất hồn quả tiêu tan, cấm hồn vẫn sẽ tồn tại. Người có thực lực càng cao, sau khi thất hồn chuyển hóa thành cấm hồn sẽ càng đáng sợ, hơn nữa. Đừng ở đó mà nói mát nữa, món nợ này, lát nữa chúng tôi sẽ tính với cậu. Viên Trọng Dương tức giận nói. Bọn họ đã nói chuyện tiên mộ cho sư phụ bọn họ, Tống Hồng Sơn sư đệ của ông ta chết ở đây, nhất định phải đổ hết trách nhiệm chuyện này lên người Mạc Phàm. Nếu các người không lập tức rời khỏi nơi này, các người mất mạng thì tính với tôi thế nào? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Đám Trương Huyền Lăng nhíu mày, nhìn thoáng qua thất hồn quả, lại nhìn Cửu U Tử ở trên đài cao đang nhìn từ trên xuống, lộ ra một chút do dự. Chỉ cần liều mạng một phen, có khả năng lấy được thất hồn quả. Đạt được truyền thừa của Cửu U Tử, nhưng cũng có khả năng sẽ chết. Vô Cực, Lưu Vân, Chiến Quốc Tiên Sinh, Cửu Luân Đại Sư, mọi người đối phó với đạo tàn hồn này cùng tôi, Buka Đại Sư, ông dựng trận đi, những người khác đợi cơ hội lấy thất hồn quả, người muốn rời đi, bây giờ có thể rời đi rồi. Trương Huyền Lăng do dự một lát, nghiêm túc nói. Nếu Cửu U Tử đích thân đến, bọn họ sẽ lập tức rời đi, nhưng chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Bọn họ vẫn có thể liều mạng một phen. Đám người nheo mắt lại, áo bào lập tức tung bay.
Tôi tới trước. Trương Huyền Lăng hừ lạnh một tiếng nói. Răng rắc một tiếng khiến mang tai người ta đau nhức vang lên, kinh lôi cỡ thùng nước từ trên trời giáng xuống, rơi lên người Trương Huyền Lăng. Lôi điện này không làm Trương Huyền Lăng bị thương, mà đan vào tạo thành một hư ảnh hình người mơ hồ, bao bọc Trương Huyền Lăng ở bên trong. Ông ta vươn hai tay ra, lôi điện khủng bố ngưng tụ thành hai thanh hàng ma kiếm, dưới chân vừa động, thân thể hóa thành một đạo điện quang đến bên cạnh cửu u tử, điện kiếm lập tức chém về phía cửu u tử. Cửu u tử khẽ nâng mí mắt, không có ý né tránh. Chính nhất ngũ lôi chính pháp đúng không? Ông lấy cảnh giới bán thần cảnh tu lôi pháp đến tình hình thần thông rất không tệ, một số tiền bối của ông cũng không bằng ông về phương diện lôi pháp, nhưng những thứ này vô ích với tôi. Cửu u tử lạnh lùng nói. Có tác dụng hay không, thử rồi mới biết. Trương Huyền Lăng lạnh lùng nói. Lôi điện là khắc tinh của quỷ vật, cửu u tử đã chết lâu như vậy rồi, có khả năng còn chưa biết mình đã là quỷ, không còn là người. Hai kiếm trong tay ông ta sắp chém đến trước người cửu u tử. Bỗng nhiên thay đổi, lôi điện đột nhiên bành trướng, lập tức biến thành hai lôi long, long há to miệng cắn cửu u tử. Cửu u tử vùng ống tay áo, một đạo màn màu xanh lóe lên, tia chớp hình rồng hùng hổ tới trên màn xanh này, lập tức bị màn xanh này cản lại, không thể tiến thêm nửa phân. Trương Huyền Lăng cũng không kích động, thân pháp như điện, điện kiếm lôi minh không ngừng, mỗi một kiếm đều như mà thế hàng lâm, vô cùng đáng sợ, cũng phát huy ngự lôi chi thuật tới mức tận cùng. Màn xanh trên người cửu u tử như quỷ mị, đỡ từng đợt lôi điện vội vã tới. Nếu Trương Thiên Sư ra tay, vậy tôi cũng muốn thử cửu u tiên sinh thần thoại bất bại trong truyền thuyết. Cửu Luân khẽ quát một tiếng, trên người xuất hiện từng vòng sáng, có tổng cộng 9 vòng, màu sắc mỗi vòng cũng không giống nhau. 9 vòng sáng đang ở phía sau cửu u tử, giống như vòng sáng sau lưng Phật. Hai bánh xe xuất hiện dưới chân ông ta đi thẳng đến bên cạnh cửu u tử. Ngoài ra cũng có hai bánh xe khác ở trong tay ông ta, giống như nắm giữ nhật nguyệt, quả đấm mang theo lực lượng trên vạn cân đánh về phía cửu u tử. Cửu u tử nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Người dị quốc cũng muốn chạm vào truyền thừa của tôi, chết. Cửu u tử lạnh lùng nói. Một trường của ông ta đánh ra, linh khí màu xanh giống như có thể rời núi lấp biển đẩy về phía cửu luân. Trong mắt cửu luân lóe lên vẻ nghiêm trọng. Quang luân trên hai tay từ một biến thành 9, lực lượng cũng lập tức tăng gấp 9 lần, bầu không khí xung quanh đều vì chuyện này mà chấn động. Cửu luân mở, nhật nguyệt tranh nhau phát sáng. Hai quyền tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt, không do dự đánh về phía cửu u tử. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa nổ ra, cự phong lan tràn ra xung quanh, cửu luân đại sư kêu lê thển đau đớn lùi về phía sau xa hơn 10 thước, sắc mặt âm tình bất định. Qua, có chút thú vị. Trình độ khai phá thân thể của ông mạnh hơn những cao thủ thể thuật khác mà tôi từng gặp. Cửu u tử vừa tránh lôi kiếm của Trương Huyền Lăng, vừa hơi bất ngờ nói. Một trường của ông ta hẳn là có thể đánh nát một cao thủ thần cảnh, nhưng chỉ khiến cửu luân đại sư bị thương nhẹ, vết thương này chỉ cần mấy hơi là khôi phục lại, giống như phần lớn uy lực bị một lực lượng quỷ dị tiêu hóa hết. Ông biết là tốt, tôi chắc chắn phải lấy được thất hồn quả. Ông ta cười lạnh lùng, lại tấn công cửu u tử. Ông ta có thể không chết dưới tay cửu u tử, chuyện này đủ để nói lên ông ta không kém đạo tàn hồn này quá nhiều, ông ta chắc chắn phải đạt được thất hồn quả. Cửu u tử hơi nhếch miệng, thân thể vừa động, thân pháp như sao băng tránh thoát quả đấm cửu luân đại sư đánh ra, một tay nắm lấy cổ áo cửu luân xách lên một cách dễ dàng, giống như xách một con gà con. Nhưng không đợi cửu u tử bóp chặt cửu luân, thân thể cửu luân nhanh chóng xẹp đi như khí cầu bị chọc thùng. Qua, là giả à? Cửu u tử nhướng mày nói. Đúng lúc này, cửu luân xuất hiện sau lưng cửu u tử, thân thể cửu luân cũng lộ ra. Cửu u tiên sinh, ông cũng thử một quyền của tôi xem. Một quyền vô cùng bá đạo của cửu luân đánh về phía cửu u tử. Cùng lúc đó, chiến quốc vẫn chưa ra tay di chuyển, quần áo cũng rách ra, lộ ra bắp thịt tràn ngập lực lượng, mái tóc dày màu vàng dài ra, chỉ trong chớp mắt đã đến bên hông, cả người giống như quái vật thân người đầu sư tử. Không chỉ mang theo lực lượng như núi cao, cũng khiến người ta có cảm giác rất cuồng dã. Cũng thêm cả tôi nữa. Chiến quốc nổi giận thét lên, kim quang trên người tỏa ra, một hư ảnh sư tử xuất hiện sau lưng ông ta. Chiến quốc vừa ra tay, năng lượng dao động điên cuồng lại lập tức tràn ra. Chuyện này còn chưa xong, Pháp sư Buka cũng đã chuẩn bị xong pháp thuật.
thêm cả tôi nữa, quỷ thần phược. Buka cười mỉa nói, ngón tay gầy khô chỉ cửu u tử bị mọi người đang bao vây tấn công. Một chấm đen xuất hiện trên đỉnh đầu cửu u tử, điểm đen di chuyển, từng đạo tỏa liên màu đen từ trên trời giáng xuống, bao vây cửu u tử. Hai tay Trần Vô Cực ấn xuống đất một cái, một đồ án thái cực xuất hiện dưới chân cửu u tử, hai chân cửu u tử nhanh chóng biến mất vào trong đồ án thái cực. Mấy người vừa ra tay, động tác của cửu u tử lập tức chậm lại. Mấy người còn thất thần làm gì, không nhanh ra tay đi. Trương Huyền Lăng nhíu mày nói với những người khác. Viên Trọng Dương thấy đám Trương Huyền Lăng khống chế được cửu u tử, trái tim buông lỏng hơn. Một đám người không do dự thi triển thân pháp đến mức tận cùng, vội vàng đi đến chỗ thất hồn quả. Cửu u tử thấy những người khác hái thất hồn quả, trên gương mặt lạnh lùng không chút thay đổi. Một trưởng của ông ta đánh về phía cửu luân đại sư, một quyền đánh về phía chiến quốc, phù văn màu xanh lóe lên ở dưới chân, cho dù là lôi kiếm, thái cực âm dương hay là tỏa liên màu đen nhìn thấy phù văn màu xanh này đều tản ra. Đám Trương Huyền Lăng cũng không sốt ruột, khóe miệng hơi nhếch lên. Tuy cửu u tử này chỉ là một tàn hồn, nhưng thực lực không kém cửu u tử bản thể bao nhiêu, sớm muộn gì bọn họ cũng không khống chế nổi cửu u tử. Nhưng chuyện này cũng không sao, bọn họ chỉ cần chống đỡ cửu u tử một thời gian là được. Chỉ trong chớp mắt, đám Viên Trọng Dương tránh thoát được cửu u tử, đến dưới thất hồn thụ. Mấy người liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười đắc ý, vừa định lấy thất hồn quả thì một màn đáng sợ đã xảy ra. Hư ảnh trên 6 thất hồn quả đều biến mất, 6 cửu u tử cùng mặc đồ xanh rời khỏi thất hồn quả, xuất hiện trước mặt mọi người. Các người muốn làm gì? Ánh mắt giống như có thể nhìn thấu luân hồi của 6 cửu u tử nhìn chằm chằm đám Viên Trọng Dương, lạnh giọng hỏi. Mắt đám Viên Trọng Dương mở to, bỗng nhiên thấy 6 cửu u tử xuất hiện, tất cả đều đứng ngây ra tại chỗ, giống như con gà nhìn thấy lão hổ. Tôi, chúng tôi. Một người trong đó sắc mặt tái nhợt, miệng cử động vài cái, nhưng không phát ra được âm thanh. Một tàn hồn của cửu u tử đã khiến đám Trương Huyền Lăng phải cùng đối phó, bỗng nhiên xuất hiện 6 người, bọn họ lại không có 6 đám Trương Huyền Lăng. Trong mắt đám người hiện lên tuyệt vọng, chậm rãi lùi về phía sau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ bọn họ, đám Trương Huyền Lăng nhìn thấy 6 cửu u tử đột nhiên xuất hiện, tươi cười trên mặt cũng cứng ngắc, cuối cùng không cười nổi. Một cửu u tử thì bọn họ còn có thể liều mạng, 7 người bọn họ dám tiến lên thì sẽ chết. Cuối cùng lúc này bọn họ cũng hiểu ý của Mạc Phàm, quả thật không thể hái thất hồn quả tùy tiện. Trốn! Không biết người nào kêu lên, mấy người trong đó không do dự lùi về sau. Còn muốn chạy, chỗ của tôi là nơi các người muốn tới thì tới, muốn chạy thì chạy sao? Cửu u tử lạnh giọng hỏi. 6 bóng người vừa động, mấy người xoay người chạy trốn giống như Tống Hồng Sơn, tất cả đều biến thành mảnh nhỏ. Những người khác đang định chạy trốn thì dừng lại, không dám động nửa bước, cửu u đại sư, chúng tôi xâm nhập cửu u cung, là chúng tôi mạo phạm ông, nhưng mong ông thông cảm cho chúng tôi vì nóng lòng cầu đạo, cho chúng tôi một con đường sống. Trương Huyền Lăng nghiêm túc nói, chắc chắn bọn họ không thể đối phó được 7 cửu u tử, trốn cũng chỉ có đường chết, chỉ có thể cầu xin cửu u tử tha cho. Nóng lòng cầu đạo, ha ha, muốn sống cũng được, chỉ cần bất luận một ai trong các người có thể đánh bại một cấm hồn của tôi không những tha thứ cho các người, cũng có thể cho các người thất hồn quả. Mặt cửu u tử không chút thay đổi nói. Chuyện này, mắt đám Trương Huyền Lăng đảo liên tục. Bọn họ đã thử thực lực của một cửu u tử rồi, tuyệt đối không phải người bất kỳ một ai trong số bọn họ có thể đối phó. Các người muốn thử không? 7 cửu u tử nhìn đám Trương Huyền Lăng, hỏi. Giọng nói cùng vang lên, khiến người ta có cảm giác áp bách khó mà hình dung. Trương Huyền Lăng nhíu mày, đang định suy xét nên làm thế nào, ánh mắt Viên Trọng Dương nhìn Mạc Phàm đang ở trong Đô Thiên Thần Ma Trận. Cửu u đại sư, người mở cửu u cung là cậu ta, người muốn lấy toàn bộ thất hồn quả cũng là cậu ta, chúng tôi không phải là vật hy sinh của cậu ta, cửu u đại sư muốn giết chúng tôi, mong ông qua cửa của cậu ta trước. Viên Trọng Dương chỉ Mạc Phàm lạnh lùng nói, giống như Mạc Phàm là chủ nhân của bọn họ, không phải là kẻ địch. Bọn họ bị tổn thất nặng, sao có thể chỉ để mình chịu thiệt, nhất định phải kéo Mạc Phàm nữa, ích. Không phải vừa rồi Mạc Phàm bảo bọn họ sẽ không hái được thất hồn quả dễ dàng sao, rõ ràng là đã sớm biết có 7 cửu u tử, vậy thì để Mạc Phàm đối phó cửu u tử.
Mạc Phàm bị vây ở trong Đô Thiên Thần Ma trận, nói không chừng có thể diệt được một cửu u tử, cho dù không đối phó được cửu u tử, ít nhất cũng phải kéo Mạc Phàm làm đệm lưng. Hả? Cửu u tử nhướn mày, nhìn theo ngón tay viên trọng dương, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm trong Đô Thiên Thần Ma trận. Vậy mà cậu mở được cửu u cung, còn kích hoạt Đô Thiên Thần Ma trận, có năng lực thi triển pháp thuật ở trong đây, cậu mạnh hơn những người khác rất nhiều, cậu muốn lấy hết thất hồn quả sao? Cửu u tử nói với vẻ đầy hứng thú. Đám Trương Huyền Lăng thấy lực chú ý của cửu u tử đều là Mạc Phàm, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tươi cười xuất hiện trên mặt bọn họ. Không ít người chậm rãi lùi về sau, rời xa cửu u tử đứng trên đài cao, đứng ở nơi thích hợp. Nhớ đâu cửu u tử giết chết Mạc Phàm, bọn họ vẫn chạy thoát được. Trái lại nếu hai người bị tổn hại, bọn họ có thể nhân cơ hội chém giết đoạt thất hồn quả. Trong Đô Thiên Thần Ma trận, Mạc Phàm hơi nhíu mày, lập tức lắc đầu. Viên trọng dương này vì mạng sống, chuyện gì cũng có thể nói được. Bọn họ là vật hy sinh, quá vũ nhục hai chữ hy sinh rồi. Hắn không để ở trong lòng, khóe miệng hơi nhếch lên. Thất hồn quả vẫn còn nguyên, hắn không cần phải để ý những chuyện khác. Là tôi muốn lấy tất cả thất hồn quả, cứu một người bạn của tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cứu bạn của cậu. Cửu u tử nhíu mày, trong mắt lóe lên bất ngờ. Hậu bối, cậu biết điểm thần kỳ của thất hồn quả, vậy mà vẫn dùng để cứu người. Thất hồn quả không chỉ có nhiều công hiệu, còn đồng nghĩa với truyền thừa của ông ta, theo ông ta biết có không biết bao nhiêu người liều chết tới đây, muốn đạt được thất hồn quả, vậy mà tiểu tử này tới vì cứu người. Tôi biết tác dụng của thất hồn quả còn nhiều hơn cả ông. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tuy cửu u tử có thể hoành hành bát phương ở Hoa Hạ, nhưng chỉ ở địa cầu, hiểu biết của cửu u tử về dược liệu có thể so được với y tiên bất tử hắn sao? Mạc Phàm mới mở miệng, đám Trương Huyền Lăng lắc đầu cười. Cao thủ đều có kiêu ngạo của mình, nhất là người giống như cửu u tử, lại càng kiêu ngạo đến nghịch thiên. Hả? Cửu u tử nheo mắt, sắc bén lóe lên trong mắt ông ta. Tiểu tử, lão phu sống 300 năm, 275 năm sau 300 năm đó không ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Bây giờ có. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Tuy cửu u tử lợi hại, phương diện luyện khí, trận pháp đều có thiên phú và tạo nghệ không thấp, nhưng ở trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một người thất bại. Được rồi, nếu cậu muốn thất hồn quả, vậy thì đánh bại một cấm hồn của tôi. Thất hồn quả đều là của cậu, nhưng cậu dùng thất hồn quả để cứu người, tôi chỉ có thể giết cậu rồi. Cửu u tử lạnh lùng nói. Vừa nói xong những lời này, thanh ảnh cửu u tử chớp lóe liền đến Đô Thiên Thần Ma trận, trước người Mạc Phàm. Đám viên trọng dương ở xung quanh thấy cửu u tử đến chỗ Mạc Phàm, lông mày đều nhướn lên, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Mạc Phàm ra tay với cửu u tử, không chỉ có thể đối phó Mạc Phàm, bọn họ còn có cơ hội đạt được thất hồn quả. Trong Đô Thiên Thần Ma trận, Mạc Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh, không có chút bối rối. Ông phải có bản lĩnh này mới được. Tiểu tử, tôi xem cậu có bản lĩnh gì, mà vẫn có thể bình tĩnh khi ở trong Đô Thiên Thần Ma trận của tôi như vậy. Cửu u tử lạnh lùng nói. Ba thanh ảnh nhoáng lên một cái, đến bên cạnh Mạc Phàm. Bên cạnh Mạc Phàm vốn có rất nhiều hư ảnh đang tấn công hắn, ba cửu u tử vừa đến, toàn bộ hư ảnh biến mất. Cửu u tử vươn một tay ra, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay bọn họ. Ăn một kiếm của tôi trước đi. Một kiếm đơn giản hoa phá trường không, đâm về phía Mạc Phàm, dễ dàng đâm thủng màn hào quang trên người Mạc Phàm mà những hư ảnh không phá được, đơn giản như đâm thủng một lớp giấy. Thấy ba thanh trường kiếm màu xanh sắp đâm chúng, Mạc Phàm khẽ ngẩng đầu, trong mắt chớp lóe tinh quang, một chữ thốt ra từ miệng hắn. Gì? Một chữ này vang lên. Phù văn như tỏa liên đang bơi lội quanh người hắn cũng dừng lại, kim quang chói mắt nhanh chóng bao phủ hắn. Cửu u tử, ông đợi ở đây, lát nữa tôi sẽ quay lại, Trương Huyền Lăng, các người có một phút để chạy trốn, đúng rồi, đừng có trốn ra cửa vào, chỗ đó được tôi bố trí vạn diệt lao lung rồi. Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Đô Thiên Thần Ma trận có thể khống chế hắn sao? Chỉ là cửu u tử cũng muốn ra tay giết hắn. Thất hồn quả hắn định rồi. Muốn dùng thế nào thì dùng, hắn muốn xem ai có thể cản hắn. Hắn vừa nói xong, kim quang đã bao phủ cả người hắn trước khi trường kiếm màu xanh đâm tới, kim quang chợt tắt, Mạc Phàm biến mất trong Đô Thiên Thần Ma trận, ba thanh trường kiếm màu xanh đâm hụt.
Đám Trương Huyền Lăng đều sửng sốt, nhìn chằm chằm nơi Mạc Phàm biến mất với vẻ kỳ lạ. Vậy mà Mạc Phàm thoát khỏi Đô Thiên Thần Ma Trận rồi. Vẻ lo lắng xuất hiện trên mặt bọn họ, Đô Thiên Thần Ma Trận không thể bao vây Mạc Phàm, cửa ra tiên mộ còn bị Mạc Phàm giam lại rồi. Chuyện này, Cửu U Tử cũng lộ ra chút bất ngờ, nhưng sắc bén trong mắt lại nhiều hơn. Đô Thiên Thần Ma Trận này là tâm huyết cả đời của ông ta, lại bị một tiểu tử chưa tới 20 tuổi phá được. Đôi mắt như ngôi sao của ông ta khép lại, sau đó lại mở ra, nhìn về phía ngoại cung tiên mộ. Lúc này ở nơi mà Cửu U Tử nhìn, Lam Điệp đang đấu với một con rắn vàng, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Bùa dịch chuyển trên ngực mà Mạc Phàm đưa cho cô tỏa ra ánh sáng màu vàng, trôi nổi ở nơi cách cô không xa. Đây là... Lam Điệp cảm thấy khó hiểu nói. Bùa di chuyển này ở trên người cô lâu như vậy, chưa từng xảy ra chuyện như thế. Cô còn chưa làm rõ là có chuyện gì xảy ra, kim quang trên bùa dịch chuyển lại đại phóng. Kim quang chớp lóe rồi biến mất, bóng dáng Mạc Phàm xuất hiện. Mạc tiên sinh, sao cậu có thể xuất hiện thông qua thứ này? Vẻ mặt Lam Điệp ngây ngốc hỏi. Cô không đi vào nội cung tiên mộ, cho nên không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, một đạo kinh khí bay ra, bay về phía con rắn vàng đang quấn lấy Lam Điệp. Con rắn vàng kia nhanh chóng nổ tung, chỉ để lại một viên yêu đan màu vàng, bay vào trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm đưa yêu đan cho Lam Điệp, lúc này mới mở miệng. Bên trong có một trận pháp giam tôi, chỉ có thể thông qua bùa dịch chuyển này mới rời đi được. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Có thể nhìn ra nơi có thất hồn thụ không phải nơi tốt lành gì, cho nên lúc này hắn không thu hồi bùa dịch chuyển đưa cho Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp, còn bảo bọn họ tiến vào tiên mộ tìm kiếm cơ duyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy Đô Thiên Thần Ma Trận chỉ có hai phần lực lượng của thập nhị Đô Thiên Thần Ma Trận, nhưng không thể khinh thường, hắn muốn ra khỏi đó thì phải tốn chút thời gian. Cho nên chỉ có thể rời đi thông qua cách này. Trận pháp có thể ra Mạc tiên sinh, trận pháp gì mà lợi hại như vậy, còn lợi hại hơn Vạn Diệt Lao Lung sao? Lam Điệp tò mò hỏi. Mạc Phàm vô cùng lợi hại trong phương diện phá trận, hộ sơn đại trận của Vu Thần Giáo tới lực càn khôn, cơ duyên của hai nhà Tống, Viên Hồng Công, cũng không thể làm gì Mạc Phàm. Trận pháp gì trong tiên mộ, có thể khiến Mạc Phàm chỉ thông qua bùa dịch chuyển rời đi? Một trận pháp do Cửu U Tử bày ra, bị đám Trương Huyền Lăng mở. Trái lại cũng không lợi hại mấy, chẳng qua Cửu U Tử xuất hiện, tôi không thể không ra nhanh một chút. Mạc Phàm nói, cho hắn chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể ra khỏi đó. Cửu U Tử, không phải ông ta đã chết lâu rồi sao? Mắt Lam Điệp mở to, ngạc nhiên nói. Cô vốn cũng không biết Cửu U Tử, nhưng lúc đám Trương Huyền Lăng đến tìm Hắc Thị, nói một số chuyện tiên mộ cho bọn họ. Hắc Thị bọn họ điều tra một số tài liệu. Mới biết Cửu U Tử nhân vật truyền kỳ này. Một người đã chết lâu như vậy lại xuất hiện, vậy đáng sợ rồi. Là đã chết, bây giờ xuất hiện là bảy cấm hồn của ông ta. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng tinh quang nhìn về phía nội cung. Lam Điệp hít một hơi khí lạnh, cô thân là người của Hắc Thị nên biết cấm hồn. Thứ này đã thoát khỏi lục đạo, rất khó bị hủy diệt, một khi bị thứ này quấn lấy, sẽ là không chết không ngừng. Bảy cấm hồn Cửu U Tử, vậy thì đáng sợ rồi. Bây giờ Mạc tiên sinh có tính toán gì không? Lam Điệp nhíu mày hỏi. Nội cung trong tiên mộ không chỉ có trận pháp, còn có cấm hồn Cửu U Tử chấn giữ, chỉ sợ không lấy được thất hồn quả dễ dàng như vậy. Tôi phải đi hái thất hồn quả. Mạc Phàm nhìn về phía nội cung, khóe miệng hơi nhếch lên cười khẽ. Giọng điệu hắn nói chuyện giống như nhìn thấy rất nhiều cây nho mọc ở phía trước, hắn nói muốn đi hái nho. Vậy bảy cấm hồn thì sao? Trong mắt Lam Điệp hiện lên vẻ lo lắng, nói một nửa thì dừng lại. Bảy cấm hồn không phải là đùa giỡn, còn là cấm hồn Cửu U Tử, tuyệt đối rất khó đối phó. Mạc Phàm đã trốn đi một lần, còn khinh địch như vậy, chỉ sợ sắp xảy ra chuyện rồi. Bảy cấm hồn kia nên ở đâu thì về đó đi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, thản nhiên nói. Quả thật mới đầu là hắn sơ suất, tiến vào trong Đô Thiên Thần Ma Trận. Bây giờ muốn dùng Đô Thiên Thần Ma Trận giam hắn còn khó hơn lên trời. Còn cấm hồn Cửu U Tử, sẽ trở thành truyền thừa của Dạ Tình, cũng trở thành hồn thủ hộ của cô, đời đời kiếp kiếp thủ hộ bên cạnh Dạ Tình. Cô đi theo tôi đi. Mạc Phàm nghiêng đầu nói với Lam Điệp.
như vậy không tốt lắm đâu, Mạc tiên sinh. Lam Điệp hơi sửng sốt nói. Cô ở ngoại cung, Mạc phàm bị giam giữ còn có thể dùng bùa dịch chuyển trốn thoát, nếu cô đi vào, nhớ đâu cùng bị nhốt với Mạc phàm, hai bọn họ sẽ đều bị nhốt ở bên trong. Yên tâm đi, không sao đâu. Nói xong tinh quang trong mắt hắn bắn ra bốn phía, đi vào trong nội cung. Lam Điệp do dự một lát, cuối cùng vẫn vội vàng theo sau. Không lâu sau, Mạc phàm và Lam Điệp tiến vào nội cung, đứng vững trên bia mộ. Mạc phàm vừa tiến vào nơi này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc phàm, bầu không khí căng thẳng hơn. Các người không đi, được lắm. Mạc phàm nhìn đám Trương Huyền Lăng vẫn còn ở đây, lạnh lùng nói. Nếu chúng tôi đến đây, là tới vì thất hồn quả. Trương Huyền Lăng trầm giọng nói. Cuối cùng thất hồn quả về tay ai, còn phải xem Mạc phàm chiến đấu với cửu u tử. Cho dù Mạc phàm hay cửu u tử thắng, bọn họ đều gặp nguy hiểm. Nhưng nếu hai bên đều tổn hại, bọn họ sẽ có cơ hội lấy được thất hồn quả, cho dù chỉ có 1/3 cơ hội, bọn họ cũng phải liều mạng. Cửu u tử là người thời trước, Mạc phàm có thể phá giải vạn diệt lao lung của cửu u tử, còn thoát khỏi đô thiên thần ma trận của cửu u tử nữa, thực lực cũng không kém cửu u tử. Hai người thực lực ngang nhau tranh đấu, khả năng lưỡng bại rất cao. Được rồi. Vẻ mặt Mạc phàm lạnh nhạt gật đầu. Những người này không đi là tốt nhất, đợi hắn giải quyết cửu u tử, không cần đi bắt từng người ở khắp nơi. Hắn nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía cửu u tử. Ánh mắt cửu u tử cũng nhìn về phía Mạc phàm, nheo mắt lại. Bùa dịch chuyển, đô thiên thần ma trận của tôi lại bị cậu phá như vậy, tiểu tử. Dựa vào thiên phú không tệ của cậu, tôi lại cho cậu một cơ hội nữa, luyện hóa thất hồn quả, tiếp nhận truyền thừa của tôi. Cửu u tử thản nhiên nói. Ông ta sống 300 năm, từng gặp không ít thiên tài, cũng từng giết không ít thiên tài, nhưng trong đám thiên tài đó không có một ai giống như Mạc phàm. Mười mấy tuổi đã có tu vi và thần thông cỡ này, cho dù ông ta là thiên tài ngàn năm khó gặp, cũng kém Mạc phàm rất nhiều. Chỉ có người như vậy mới có tư cách đạt được thất hồn quả của ông ta, kế thừa truyền thừa của ông ta. Cửu u tử vừa nói những lời này, sắc mặt đám Trương Huyền Lăng khó coi. Nếu nói như vậy, bọn họ hoàn toàn vô duyên với thất hồn quả rồi. Từng đôi mắt nhìn về phía Mạc phàm với vẻ lo lắng. Mạc phàm cười khinh thường, đi đến chỗ cửu u tử trên đài cao. Cửu u tử, tam mệnh căn của ông ở trong đây đúng không? Mạc phàm chỉ đài cao dưới chân cửu u tử nói. Gương mặt lạnh lùng của cửu u tử hơi khó coi, lập tức khôi phục như thường. Tiểu tử, sao cậu biết tam mệnh căn? Thất hồn thụ có 3 gốc, tên là tam mệnh căn này đại biểu cho 3 mệnh hồn thiên địa nhân của con người. Lúc thất hồn thụ nở hoa kết thất hồn quả, tam mệnh căn cũng lớn dần lên. Nếu một người luyện hóa thất hồn quả, tam mệnh căn sẽ cắm vào trong cơ thể người này. Lúc thất hồn quả được luyện hóa hoàn toàn, cũng là lúc người này bị đoạt xác. Ông ta gieo xuống thất hồn quả tất nhiên không phải vì truyền thừa của mình, mà muốn tìm được vật dẫn có đủ thiên phú, lại sống thêm một đời. Nếu không sao ông ta có thể tam hồn đốt kinh cửu u, thất phách trải qua lục đạo luân hồi nghiền áp thập thế, tam hồn thất phách tiến thân vào trong một gốc cây. Vì thế những thông tin liên quan đến tam mệnh căn của thất hồn thụ này, đã bị ông ta tiêu hủy trước khi ông ta đóng cửa. Không để lại chút gì, chỉ để lại thông tin thất hồn quả có thể đột phá thần cảnh, truyền thừa. Tin tức này hẳn là không có ai trên địa cầu biết, sao tiểu tử này lại biết? Sao tôi biết ông không cần biết, ông chỉ cần biết người gieo thất hồn thụ muốn sống tạm bợ, hiếm có thể thành công. Mạc phàm thản nhiên nói. Chỉ là thất hồn thụ mà thôi, hắn thân là y tiên bất tử, từng thấy rất nhiều loại cây này, thất hồn quả và tam mệnh căn cũng có vô số. Loại thứ này 10 cây được gieo xuống, 10 cây đều dùng để chuyển thế sống tạm bợ. Nhưng ở tu chân giới, chuyện này rất ít khi thành công, phần lớn đều được người ta hái xuống, coi là địa bảo chữa trị hồn phách, cho nên từ lúc bắt đầu, lúc hắn biết trong tiên mộ có thất hồn quả, hắn đã biết đó là một cạm bẫy. Cửu u tử chơi như vậy trước mặt hắn, giống như nghịch đại đao trước mặt quan lão gia, không biết tự lượng sức mình. Hắn cần truyền thừa của một phàm nhân như cửu u tử sao? Trên người hắn có vô số truyền thừa tiên giới, bất luận là lấy thứ nào ra, cũng có thể chấn động tiên giới, mấy thứ của cửu u tử đều không tính là đồ bỏ đi trước mặt hắn. Cậu là ai? Cửu u tử nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng có thêm vài phần nanh sắc,
giống như con sói khoác da dê bị vạch trần bộ mặt thật. Năm đó tu vi của ông ta gần như không ai địch nổi, nhưng không thể đột phá hư không, đạt tới thiên ngoại thiên trong truyền thuyết. Bất đắc dĩ, lúc này mới chọn thất hồn thụ trong rất nhiều phương pháp sống tạm bợ. Chỉ có loại phương pháp này, có thể khiến tu vi của ông ta không chỉ thấp đi, còn giữ lại trí nhớ kiếp trước. Ai biết ván cờ ông ta dựng bao nhiêu năm bị người ta vạch trần. Tôi là ai, ông chỉ là một gốc cây tôi tiện tay có thể kéo lên thì không cần phải biết. Tôi cho ông một cơ hội nữa, nếu ông chém nứt mệnh căn của mình, thất hồn quay về trong thất hồn quả, chữa trị bảy hồn cho bạn tôi, cũng bảo hộ cô ấy trăm năm, sau trăm năm tôi sẽ thả ông nhập chân giới luân hồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, tam mệnh căn bị chém nứt, sẽ không có nguy hiểm bị đoạt xác. Nếu cửu u tử tự nguyện chém nứt tam mệnh căn, có thể giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Không muốn, hắn cũng có không ít biện pháp chém nứt tam mệnh căn của cửu u tử. Bảo tôi tự chém tam mệnh căn, thủ hộ người khác giúp cậu sao? Cửu u tử nhíu mày, cười lạnh lùng. Ông ta đường đường là cửu u tử, cho dù bị người ta vạch trần âm mưu cũng là thần thoại bất bại, hoành thôi thiên lý một thế hệ, không ai có thể làm gì ông ta. Cho dù là người của tông môn ẩn thế phái ra, cũng phải nể mặt ông ta một chút. Một tiểu tử sinh muộn hơn ông ta mấy trăm năm, vậy mà muốn dùng ông ta làm nô, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Tiểu tử, cậu đã không chịu luyện hóa thất hồn quả, tôi sẽ luyện hóa thất hồn quả cho cậu. Mắt bảy cửu u tử cùng phát lạnh, thân thể xông về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm biết quá nhiều, chắc chắn không phải người bình thường. Nếu có thể luyện hóa thất hồn quả vào trong cơ thể Mạc Phàm, không chỉ có được cơ thể của Mạc Phàm, nói không chừng còn có được thứ mà ông ta chưa từng có, ví dụ như phương pháp đến thiên ngoại thiên. Cơ hội tốt như vậy, ông ta đã đợi lâu đến thế sao có thể bỏ qua. Mạc Phàm thấy cửu u tử xông tới, lắc đầu. Hắn nheo mắt lại, đồng tử biến hết thành màu bạc, bên trong giống như có phủ văn đang chớp lóe. Năm ngón tay nắm chặt, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Hắn đang định động thân, có chấn động vang lên dưới chân. Ba tiếng rầm 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 vang lên, mặt đất vừa rồi còn hoàn hảo không tổn hao gì, trong chớp mắt nứt ra thành đại động sâu cỡ một người, rễ cây như cầu long chui từ dưới đất ra. Rõ ràng là rễ cây, nhưng mỗi cái đều cỡ thùng nước, bên trên mọc đầy cái miệng giống như miệng của yêu thú, nhìn làm người ta sởn gai ốc. Không chỉ như vậy, một số rễ cây rất nhỏ cũng xuất hiện theo, mỗi cái đều to bằng ngón tay, bên trên đều là miệng đầy răng nanh. Chỉ trong chớp mắt, những rễ cây nhỏ này ở khắp nơi xung quanh Mạc Phàm, trong đó có một cái quấn lấy chân Mạc Phàm, nhanh chóng quấn lên trên người hắn. Trong lúc này, bảy cửu u tử, tam mệnh căn như yêu vật, toàn bộ đều đánh về phía Mạc Phàm, giống như muốn muốn sạch Mạc Phàm. Giữa rễ cây chi chít, Mạc Phàm nhíu mày. Phá! Hắn khẽ quát một tiếng, ngân quang trong hai mắt chớp lóe, những sợi dây nhỏ quấn lên trên chân hắn hóa thành mảnh nhỏ. Xung quanh không ít rễ cây cực nhỏ như gặp phải khắc tinh, e sợ vội vàng lùi về sau. Dưới chân Mạc Phàm chớp lóe hào quang, thân thể lập tức bay lên trời. Nhưng mà, tam sinh tam thế tam mệnh hồn, định thiên định địa định nhuân luân, xuống cho tôi. Tay bảy cửu u tử dựng thẳng thành kiếm, mở miệng nói mấy chữ này. Những rễ cây này, mặc kệ kích thước bắn ra vô số tế thi màu trắng, tất cả đều bắn về phía Mạc Phàm, giống như con nhện nhả tơ. Chỉ trong chớp mắt, nửa người dưới Mạc Phàm đã bị tế thi màu trắng bao bọc. Những tế thi này không phải quấn bên ngoài người Mạc Phàm, mà trực tiếp biến mất vào trong cơ thể Mạc Phàm, giống như sinh trưởng bên trong. Sắc mặt Mạc Phàm khẽ đổi, nhìn thoáng qua hai chân hắn. Hào quang trên người hắn gặp phải những tia trắng này thì tắt đi, cơ thể hắn như chim nhỏ gãy cánh rơi xuống đất. Định hồn thuật. Mạc Phàm nhướng mày, nhưng lập tức khôi phục như thường. Thế nào, tư vị linh hồn bị định trụ rất khổ sở đúng không? Một người trong bảy cửu u tử cười mỉa nói. Định hồn thuật có thể định trụ linh hồn con người, một khi linh hồn bị định trụ. Cho dù Mạc Phàm muốn sử dụng pháp thuật cũng không dùng được, giống như linh hồn bị định trụ, cơ thể không làm được gì. Khi nói chuyện, thân thể ông ta nhoáng lên một cái đến bên cạnh Mạc Phàm, bảy cửu u tử đều đánh Mạc Phàm một chưởng. Rõ ràng chỉ là một chưởng, nhưng giống như cả tiên mộ đều động, lực lượng như sóng to gió lớn đánh về phía Mạc Phàm. Trong lực lượng dao động cường đại, vẻ mặt Mạc Phàm vẫn vô cùng lạnh nhạt, trong mắt không có chút gợn sóng.
lực linh hồn của ông đã rất cường đại. Bình thường tam mệnh căn chỉ có 3 gốc, theo tam mệnh căn lớn dần sẽ tạo ra một số rễ cây, bình thường số lượng sẽ không quá nhiều. Cửu U Tử có thể khiến tam mệnh căn tạo ra nhiều nhánh như thế, nói lên hồn lực của ông ta rất mạnh. Vậy sao, cậu chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của tôi chưa? Một trường của Cửu U Tử hơi chậm lại, lạnh lùng nói. Mạc Phàm là vật dẫn tốt như vậy, nếu có thể không có bất luận tổn hại gì là tốt nhất. Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý, tôi sẽ để linh hồn cậu nhập luân hồi, sẽ không khiến cậu hồn phi phách tán. Cửu U Tử nói tiếp. Mạc Phàm lắc đầu cười, tay cầm trường kiếm màu bạc của hắn buông lỏng, trường kiếm màu bạc biến mất trong không trung. Hai tay hắn nắm chặt, mắt nheo lại. Không đợi một trường của Cửu U Tử đánh vào người hắn, hồng liên nghiệp hỏa huyết sắc xuất hiện trong mắt hắn. Chỉ chưa tới một phần ngàn giây, hồng liên nghiệp hỏa đã lan ra khắp người Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm giống như hỏa thần đang trôi nổi giữa không trung. Tí tách, những tia trắng bám vào người Mạc Phàm gặp hồng liên nghiệp hỏa, lập tức bị đốt sạch. Hồng liên nghiệp hỏa màu đỏ từ tia trắng, cháy lan lên những rễ cây thật nhỏ, cơ thể Mạc Phàm khôi phục tự do theo, rừng rơi xuống, lúc này giọng nói của hắn cũng vang lên. Quả thật lực linh hồn của ông rất mạnh, nhưng không là gì trước mặt tôi. Chỉ mạnh hơn người bình thường chút thôi, xem tôi phá tam hồn thất phách, giết thất hồn của ông thế nào đi. Lực linh hồn của Cửu U Tử mạnh thật, nhưng chỉ là tương đối. Trong đám cao thủ mà hắn gặp trên địa cầu, lực linh hồn của Cửu U Tử tuyệt đối là mạnh nhất, nhưng còn kém xa hắn. Linh hồn của hắn trải qua diễn thiên thần quyết rèn luyện, Cửu U Tử có thể so sánh được sao? Lúc nói chuyện, hắn làm như không thấy bảy đạo trưởng kình như rời núi lấp biển kia. Hai tay nắm chặt, pháp kiếm màu bạc trước đó biến mất lại xuất hiện trong tay hắn. Cổ tay hắn rung lên, bảy phù hiệu màu bạc khác nhau xuất hiện trước bảy trường kiếm, chém về phía Cửu U Tử. Cửu U Tử nhíu mày, hung quang trong mắt lại xuất hiện, giống như một con rồng bị chọc giận lại bị người ta tát một cái. Ông ta đường đường là Cửu U Tử, truyền kỳ bất bại, lại bị Mạc Phàm nhục nhã như thế. Tiểu tử, trái lại tôi muốn xem lực linh hồn của cậu mạnh đến mức nào. Nói xong bảy bàn tay của ông ta đánh mạnh xuống, dùng toàn lực đánh về phía Mạc Phàm, kình phong nổi lên. Chỉ trong chớp mắt, bùm bùm bùm, vài tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trường phong của Cửu U Tử đụng vào bảy pháp ấn của Mạc Phàm. Trong chớp mắt năng lượng dao động như nước lũ nổ tung, giống bão thổi tới cuốn sạch bốn phương tám hướng. Đất đá xung quanh hai người vỡ ra, tấm bia đá và mấy tu sĩ trong đó không cẩn thận bị đánh bay về phía xa. Cả tiên mộ vừa rồi còn vô cùng yên tĩnh, theo âm thanh này vang lên, trận pháp hộ sơn tỏa ra ánh sáng chói mắt, cố gắng bảo vệ tiên mộ không bị năng lượng dao động này hủy diệt. Dưới sự bảo vệ của trận pháp trong tiên mộ, trái lại nội cung không bị Mạc Phàm và Cửu U Tử hủy diệt, mọi thứ nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Nhưng tiên mộ giống như thả một quả bom vào trong dương, run rẩy điên cuồng. Trong tiếng nổ mạnh mãnh liệt, đám Trương Huyền Lăng nhìn giữa khu nổ mạnh. Sắc mặt cả đám khó coi. Chỉ thấy bảy pháp ấn của Mạc Phàm biến mất hết, trong bảy Cửu U Tử cũng có một người không thấy tung tích. Trên thất hồn thụ, một quả màu vàng trên cây cũng rơi xuống đất, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đó là Cửu U Tử à, không phải bị. Có người dụi mắt, khó có thể tin nói. Phải biết rằng tuy Cửu U Tử chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng có thể giết bất cứ ai trong số bọn họ dễ dàng. Vừa rồi Cửu U Tử giết chết đám Tống Hồng Sơn. Chỉ là chuyện giơ tay chỉ. Đám Trương Huyền Lăng dùng toàn lực cũng chỉ có thể vây khốn Cửu U Tử tạm thời, không làm gì được ông ta. Mạc Phàm đi lên lấy một địch bảy, không chỉ không bị sao, còn lập tức khiến một Cửu U Tử biến mất. Bọn họ biết Mạc Phàm rất lợi hại, nếu không sẽ không có nhiều người vứt bỏ thân phận, trăm phương ngàn kế tính kế Mạc Phàm. Nhưng đối thủ của Mạc Phàm là Cửu U Tử cao thủ số 1000 năm, nơi này còn là địa bàn của Cửu U Tử. Cửu U Tử giơ tay nhấc chân đều có thể điều động lực lượng trong tiên mộ một cách tùy ý. Cho dù là trong tình huống như vậy, Mạc Phàm vẫn có thể chém một hồn của Cửu U Tử. Tiểu tử này cũng quá đáng sợ rồi. Chỉ sợ lần này chúng ta tới vô ích rồi, còn mất luôn cả cái mạng này. Trong đám Trương Huyền Lăng, Trần Vô Cực nhìn thất hồn quả rơi xuống, mất mát nói. Thất hồn quả này cách bọn họ không xa, bọn họ chỉ cần qua đó là lấy được. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn họ đi qua tuyệt đối sẽ chết. Bởi vì chỉ sợ không giống như bọn họ nghĩ,
không phải thế lực của Cửu U Tử ngang với Mạc Phàm, mà kém Mạc Phàm rất nhiều. Đứng đối diện Mạc Phàm không xa, vẻ mặt Cửu U Tử sửng sốt. Một kiếm của Mạc Phàm không mạnh bao nhiêu thì không nói, nhưng đụng vào cấm hồn của ông ta, cấm hồn vốn ngũ hành bất xâm lại bị kiếm phủ của Mạc Phàm chém một cái. Một khi thất hồn quả bị chém rụng, thật sự sẽ như thông tin mà ông ta cố ý để lại, có thể đột phá đến thần cảnh và đạt được truyền thừa gì đó. Tiểu tử, bản tôn sẽ liều mạng với cậu. Mắt Cửu U Tử nheo lại, giận dữ hét. Ông ta không chống chọi với Mạc Phàm, mà lùi đến trước rễ cây lớn nhất trong ba cái, giọng nói kinh thiên động địa vang lên. Phách Quy Hồn. Giọng của ai vậy? Ở ngoại cung tiên mộ, một tăng nhân đầu chọc nghe thấy giọng Cửu U Tử, thì dừng chuyện trong tay, nhìn nơi phát ra âm thanh. Không chỉ ông ta, mọi người ở bên ngoài tiên mộ đang suy nghĩ biện pháp tiến vào cũng vậy. Đây chính là tiên mộ, nơi chôn giấu cơ duyên, tuy cửa vào bị Mạc Phàm che kín, sao bọn họ có thể cam tâm như vậy? Nhưng nghe thấy tiếng giống giận dữ truyền từ trong tiên mộ ra, một đám người dừng lại. Ai vậy, là ra tay với Mạc Phàm sao? Có người hỏi. Ở trong tiên mộ, có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có một mình tiểu tử Mạc Phàm. Lần này hay rồi, vậy mà tên khốn nạn Mạc Phàm che tiên mộ lại, một mình độc chiếm tiên mộ. Bây giờ đã phải khối sắt rồi nhé. Một người đàn ông vui sướng khi người khác gặp họa nói. Tiên mộ rộng lớn, ít nhất cũng phải mấy chục vạn mét vuông, tương đương với một thành phố nhỏ. Tuy bọn họ không biết người này là ai, nhưng có thể truyền âm ra xa như vậy, lại dám hét lớn với Mạc Phàm, tuyệt đối không phải là người bình thường. Mạc Phàm quá càn rỡ, bây giờ có thể hoành hành không sợ, sau này càng nguy hiểm, có người thu thập Mạc Phàm thì không còn gì tốt hơn. Tốt nhất là đánh chết tiểu tử này ở trong tiên mộ, thế giới sẽ bình yên hơn nhiều. Một người khác âm dương quái khí nói. Khi Mạc Phàm chưa xuất hiện trên thế giới, một cao thủ trúc cơ kỳ đều có thể hoành hành một phương. Nhưng từ khi Mạc Phàm xuất hiện, những cao thủ bình thường ít lộ diện lập tức chui ra hết. Nhiều cao thủ như vậy, vô cùng bất lợi với bọn họ, phá cân bằng từ trước tới nay. Người khác loại như thế, đừng sống thì tốt hơn. Tia! Ông nội cung tiên mộ, theo Cửu U Tử quát to. Trên tam mệnh căn to lớn kia, những cái miệng chi chít bên trên khiến da đầu người ta run lên mở ra hết. Trên người sáu cấm hồn còn lại của Cửu U Tử chớp lóe thanh quang, sau đó bắn vào trong mệnh căn. Miệng to nhấm nuốt vài cái, lúc này mới đóng lại hoàn toàn, thanh quang nhàn nhạt sáng lên trên rễ cây màu khô vàng. Cùng lúc đó, trên đài cao khắc hai chữ Cửu U, sáu thất hồn quả còn lại nhanh chóng thu nhỏ. Từ to bằng nắm tay, biến trở về to bằng ngón tay cái, sau đó biến thành một đóa hoa, cuối cùng liên hoa cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại một cây thất hồn thụ nhỏ, giống như quá trình nở hoa, kết quả chín bị đảo ngược nhanh chóng. Đám Trương Huyền Lăng thấy không còn thất hồn quả, vẻ mặt lập tức sửng sốt, trong mắt lóe lên phẫn nộ. Chuyện này là sao thế? Chỉ còn lại một quả sao? Thất hồn quả đang còn nguyên, bị Mạc Phàm làm thành như vậy. Bây giờ chỉ còn lại một quả. Vốn là vô duyên với bọn họ, bây giờ hoàn toàn không còn chuyện của bọn họ nữa rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn tam mệnh căn một cái. Trái lại ông rất thông minh. Hắn giết thất hồn, mỗi lần chém một cấm hồn của Cửu U Tử, chém tất cả thất hồn chỉ là chuyện vấn đề thời gian. Nhưng Cửu U Tử biết được vấn đề này, thì thu lục phách còn thừa lại, lấy tam mệnh căn bảo hộ thất hồn quả. Không những chống lại được chuyện hắn giết thất hồn, cũng có thể tăng uy lực. Tiểu tử, lão phu sống 300 năm, nếm muối còn nhiều hơn cậu nếm gạo, thân thể của tôi, hôm nay tôi phải lấy được, kha kha. Trên tam mệnh căn to lớn, tất cả cái miệng đều cười nói. Âm thanh vang lên cùng lúc, tiếng cười ngạo mạn khiến toàn thân người ta nổi da gà. Khi nói chuyện, những rễ cây đang cười đùa lùi về phía tam mệnh căn như thủy triều rút. Kéo kẹt, tam mệnh căn giống như trụ thông thiên nhanh chóng thu nhỏ lại thành một người, ngưng tụ thành hình người. Chỉ trong phút chốc, liền biến thành ba bóng người màu xanh. Ba bóng người này giống hệt Cửu U Tử lúc trước, nhưng bất luận là thần quang trong mắt hay khí tức lạnh lẽo trên người đều cường đại hơn đâu chỉ một chút, hung ác nham hiểm hiện lên trên mặt Cửu U Tử, nhìn thẳng vào Mạc Phàm, giống như con sói đói ngàn năm nhìn chằm chằm con cừu béo. Ông ta tốn nhiều sức lực như vậy. Không chỉ không thể làm gì Mạc Phàm, trái lại mình còn bị tổn thất một phách.
Từ khi ông ta tu thành công tới nay, chưa từng thất bại như vậy. Nhưng ông ta cũng không tức giận. Mạc Phàm càng khiến ông ta bực bội, chuyện này càng nói lên tư chất Mạc Phàm càng cao, sau khi chiếm được cơ thể của Mạc Phàm, thu hoạch của ông ta sẽ càng nhiều. Mấy năm chờ đợi cũng đáng giá. Mạc Phàm lắc đầu, một người chỉ sống 300 năm, mà dám so với người sống hơn 500 như hắn, đúng là buồn cười. Hắn chẳng muốn so đo chuyện này với cửu u tử, bỗng nhiên mắt hắn nheo lại, con người vốn màu bạc của hắn lập tức biến thành bán kim bán ngân, nhìn vô cùng quái dị. Cửu u tử, ông cảm thấy tôi có thể sử dụng bí pháp kiếm chém cấm hồn của ông, thì bí pháp kiếm không thể chém dụng tam mệnh căn của ông à? Cửu u tử khẽ cau mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra. Nếu cậu có bí pháp chém nứt tam mệnh căn của tôi, cho dù lão phu tôi chết trên tay cậu, cũng không có nửa câu oán hận. Cửu u tử lắc đầu cười nói. Tam hồn là dấu hiệu độc nhất vô nhị của một người, thất phách là xác định người này mạnh hay yếu về phương diện thất tình lục dục. Cho nên thất phách yếu hơn tam hồn một chút. Có thể mất đi một phách, nhưng không thể mất hồn. Thất phách của ông ta trải qua ngũ hành trừng phạt, siêu thoát ngũ hình, thoát thai lục đạo, cuối cùng mới thành cấm hồn. Nhưng tam mệnh căn của ông ta không chỉ tiếp nhận siêu thoát ngũ hình, thoát thai lục đạo trừng phạt, còn cắm rễ bên trong hoàng tuyền, có thể chịu được bị hoàng tuyền ăn mòn và suy bại. Cho nên tam mệnh căn mạnh hơn cấm hồn vô số lần. Nếu cấm hồn là một chiếc đũa, vậy tam mệnh căn là một cây gậy sắt cao chọc trời, sao có thể bị Mạc Phàm chém nứt? Nhưng nếu không chém được, tôi sẽ lấy cơ thể của cậu rồi. Ba cửu u tử hơi nhếch miệng đi về phía Mạc Phàm, vừa đi vừa nói chuyện. Cậu đã bức lão phu tới mức này, lão phu nên trừng phạt cậu thế nào mới tốt đây, ví dụ như tự tay giết cha mẹ, anh em, chị em, chơi người phụ nữ của cậu, sau đó đưa tất cả phụ nữ nhà cậu tới Thanh Lâu, để ai cũng làm chồng bọn họ được, cậu cảm thấy thế nào, hay là để bọn họ tàn sát lẫn nhau, để xem ai có thể sống sót cuối cùng, có phải như vậy càng hay hơn không? Nếu cậu cảm thấy còn chưa đủ, thì không cần giết bọn họ, dù sao bọn họ cũng là người thân nhất của cậu, tôi chiếm cơ thể của cậu làm của tôi, vậy nên để bọn họ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Cửu u tử cười nói, những lời tàn nhẫn này khiến đám Trương Huyền Lăng cũng phải nhíu mày, nhưng không ai dám mở miệng nói gì. Từ 6 biến thành 3 quả thật cửu u tử mạnh hơn nhiều, Mạc Phàm có thể chém được tất cả cửu u tử sao? Đối diện cửu u tử, Mạc Phàm nheo mắt lại. Ánh mắt trong veo mà lạnh lùng giống như trời đông giá rét, đến chỗ nào chỗ đó đóng băng, hơi lạnh bức người. Cửu u tử, tôi vốn định để ông lưu lại chút tàn hồn tiến vào luân hồi, bây giờ, không lưu một chút nào. Nói xong trong tay Mạc Phàm xuất hiện một thanh trường kiếm hai màu kim ngân, trường kiếm xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung, chém về phía cửu u tử ở phía xa. Trương Huyền Lăng nhíu mày nói với những người khác. Hừ, chỉ vậy đã muốn chém tôi, tiểu tử. Cậu quá coi thường cửu u tử tôi rồi. Cửu u tử hừ lạnh một tiếng nói. Tam hồn thất phách của ông ta trải qua lễ rửa tội của ngũ hành, lục đạo và hoàng tuyền, đã gần như bất tử bất diệt, muốn diệt tất cả hồn phách của ông ta gần như là không thể. Nhất là ở trong thiên mộ, lại càng khó hơn lên trời. Nghĩ như vậy, ba bóng người của ông ta cùng vươn tay ra, thanh quang mang theo năng lượng dao động khiến tim người ta đập nhanh lập tức xuất hiện trên đầu ngón tay bọn họ. Không đợi thanh quang này tỏa ra, trong thân thể ba cửu u tử, trên mặt một người trong đó lộ ra vẻ kỳ lạ, vội vàng nhìn về phía ngực mình. Chỉ thấy chỗ ngực ông ta, không biết xuất hiện vết thương hai màu kim ngân từ lúc nào. Đạo vết thương này vừa xuất hiện, phù văn hai màu kim ngân lan tỏa sang hai bên. Phù văn hai màu kim ngân này lan đến đâu, cơ thể cửu u tử như sắt gặp axit sulfuric nhanh chóng bị ăn mòn. Chỉ trong chớp mắt. Cửu u tử này đã biến thành hai đoạn. Không, không. Vẻ mặt cửu u tử bối rối, giận dữ hét. Ông ta vội vàng vận khởi pháp thuật, thanh quang đại phóng từ trên người ông ta, lan đến phủ văn hai màu kim ngân. Nhưng cửu u tử không vận khởi thanh quang thì không sao, vừa vận khởi thanh quang giống như hắt thêm dầu vào lửa, trong chớp mắt màu xanh biến thành hai màu kim ngân. Quang mang hai màu kim ngân này trực tiếp bao phủ cửu u tử ở bên trong. Tiếng kêu thê lương phát ra từ miệng cửu u tử. Ở đây, sắc mặt đám Trương Huyền Lăng thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm rất kỳ lạ. Một kiếm vừa rồi của Mạc Phàm không thấy chút kiếm khí, chỉ khẽ vung về phía cửu u tử, giống như không làm gì, lại có thể chém cửu u tử, còn đơn giản hơn vừa rồi.
Chuyện này, không ít người nhìn về phía Mạc Phàm đang lạnh nhạt đứng một bên, trên tay Mạc Phàm không có thứ gì khác, vẫn là trường kiếm cũ. Lúc này trong lòng không ít người xuất hiện hối hận. Nếu cửu u tử mạnh hơn có thể thương tổn được Mạc Phàm, hay đấu được mấy chiêu của Mạc Phàm, bọn họ sẽ không hối hận, như vậy nói lên ít nhất Mạc Phàm cũng có mức độ. Nhưng hiện thực là Mạc Phàm như đầm nước sâu không thấy đáy, người 1m7 nhảy vào không thấy bóng người, 1m8 cũng có kết cục như thế, 2m cũng như vậy. Chuyện đáng sợ là thực lực của Mạc Phàm không có login, ít nhất bọn họ không có biện pháp nhìn thấy login của Mạc Phàm. Bọn họ đắc tội một người như vậy, đúng là đáng sợ. Cách đó không xa, vừa rồi cửu u tử còn cười rất đắc ý, lúc này tươi cười trên mặt cứng đờ, cuối cùng không thể cười nổi nữa, sắc mặt âm trầm như trời sắp mưa. Tam mệnh căn của ông ta, cho dù là cửu u hỏa cũng không thể làm gì được, lại bị Mạc Phàm chém như vậy. Hai tay ông ta vũ động, từng đạo thanh quang rơi xuống, quang mang hai màu kim ngân bao phủ mệnh căn. Những thanh quang này đến trên người mệnh căn kia, không chỉ không thể dập tắt quang mang hai màu kim ngân kia, trái lại quang mang hai màu kim ngân mang theo thanh quang lan tràn sang hai mệnh căn khác của cửu u tử. Sắc mặt cửu u tử thay đổi, không dám quan tâm hai mệnh căn kia nữa. Chỉ trong phút chốc, quang mang hai màu kim ngân đã hòa tan hoàn toàn cửu u tử kia. Cửu u tử này chết, 1/3 trạc cây thất hồn thụ trên đài cao mất đi sức sống, 2TQ rơi xuống sân. Tiểu tử, cậu làm thế nào vậy, vậy mà có thể chém mệnh căn của tôi. Hai cửu u tử còn lại không quan tâm thất hồn quả, một người trong đó kêu lên. Lúc ông ta cường thịnh đã từng tìm kiếm tất cả thuật pháp hoa hạ, trong đó tuyệt đối không có thuật pháp như vậy, một kiếm cách không có thể chém mệnh căn của ông ta. Nói cho ông cũng không biết, một người sắp chết như ông, vẫn không nên biết thì hơn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn sử dụng thuật pháp trong diễn thiên thần quyết, tên là thiên thần tuyệt. Đừng nói là cửu u tử trải qua rèn luyện mệnh căn, cho dù là linh thú vạn năm thời viễn cổ cũng có thể chém được, cho dù nói với cửu u tử loại thuật pháp này, với mắt ông ta cũng không thể lý giải được. Kim ngân trong hai mắt hắn lại chớp lóe, một kiếm muốn tiếp tục chém về phía cửu u tử. Cửu u tử hơi híp mắt, ngoan độc lóe lên trong mắt. Tiểu tử, một kiếm này không cần cậu tới chém, để tôi tự chém. Trường kiếm trong tay cửu u tử khẽ đảo qua, cửu u tử đứng bên cạnh ông ta lập tức bị chém thành hai, ông ta vỗ mạnh vào đầu cửu u tử này. Cửu u tử này lập tức như bị tháo nước, nhanh chóng héo đi. Chỉ trong chớp mắt, cửu u tử kia đã biến thành cây khô hình người, không có chút sức sống. Trên người cửu u tử còn sót lại giống như bảo thạch màu xanh, thanh quang lượn lờ. Khí tức vô cùng cường đại tỏa từ người cửu u tử ra bốn phía, mạnh hơn vừa rồi đâu chỉ một chút. Cả tiên mộ đều không tự chủ được run rẩy hơn, không biết là hưng phấn khi cảm nhận được khí tức của chủ nhân, hay sợ hãi lực lượng đáng sợ này. Mạc Phàm nhìn một cửu u tử còn sót lại, lông mày nhướn lên. Tôi muốn giết ông cảm thấy tự chém có tác dụng sao? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lạnh giọng hỏi. Tự chém không giống tự sát, mà là vứt đi một phần của mình, để khiến mình càng cường đại tinh thuần hơn. Giống như chém tam thi trong truyền thuyết, chém thiện thi, ác thi và tự ngã thi trong tam thi, tiêu trừ toàn bộ chấp niệm, chém ra hóa thân, cũng chém ra pháp lực vô biên. Cửu u tử làm như vậy, là sử dụng một mật pháp tương tự chém tam thi. Khóe miệng cửu u tử hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên điên cuồng. Có tác dụng hay không, cậu sẽ biết ngay thôi. Lời này vừa vang lên, ánh mắt ông ta phát lạnh quát trong hư không. Chiến giáp kiếm của tôi, chủ nhân của các ngươi đã quay lại, còn không nhanh xuất hiện. Giọng nói trầm thấp truyền đến chỗ sâu nhất trong tiên mộ. Ở sâu trong tiên mộ có âm thanh leng keng vang lên, giống như có thứ gì không ngừng đụng vào tường. Âm thanh này vừa vang lên, chỉ nghe bùm một tiếng thật lớn. Hai ngọn núi nhỏ trong tiên mộ rầm rầm nghiền nát, hai đạo quang mang bay từ trong núi ra, như sao băng rơi xuống chỗ cửu u tử. Chỉ trong chớp mắt, hai đạo ánh sáng đã tới đỉnh đầu cửu u tử. Hai luồng sáng này không giảm tốc độ, hóa thành hai đạo quang trụ rơi xuống chỗ cửu u tử. Bùm, đất đai run rẩy, núi sông dao động, cột sáng bao phủ cửu u tử ở bên trong, rất lâu sau lúc này mới tán đi. Trong cột sáng, không thấy cửu u tử mặc đồ xanh nhìn hào hoa phong nhã nữa. Thay vào đó là một người đàn ông cao lớn mặc chiến giáp và mũ giáp màu đỏ sậm,
cầm đại kiếm đỏ sậm trong tay. Không biết chiến giáp, mũ giáp và đại kiếm của người đàn ông này do thứ gì tạo thành, bên trong màu đen lộ ra màu đỏ như dung nham núi lửa. Màu đen khiến người ta có cảm giác rất nặng, đường vân như nham thạch nóng chảy thì khiến người ta cảm nhận được lực hủy diệt. Ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt mặt ngoài chiến giáp và đại kiếm, khí tức khủng bố trước nay chưa từng có tỏa từ người cửu u tử ra, cường đại khiến người ta khó có thể hô hấp. Tiểu tử, đây mới là thứ tôi muốn. Trong khôi giáp, cửu u tử cười mỉa nói. Áo giáp và chiến kiếm này là ông ta dùng trung tâm của vẫn tinh thiết tạo ra tiên mộ, có thể khiến lực cấm chế trong tiên mộ tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng chỉ có một chút, vì chiến giáp và chiến kiếm này quá cường đại, không phải bất cứ ai cũng có thể sử dụng, khi ông ta ở đỉnh phong mới đủ lực lượng khống chế chiến giáp và thanh kiếm này. Với hình thái này của ông ta, chỉ có thể tự chém để thăng lực lượng, mới có thể khống chế hai thứ này. Không thể không thừa nhận, lúc trước ông ta quá khinh thường Mạc Phàm, thực lực của Mạc Phàm không chỉ không kém hơn ông ta, có khả năng chỉ khi ông ta còn sống, mới có thể so được với Mạc Phàm. Nhưng hai thứ này là trung tâm của vẫn tinh thiết, có hai thứ này ở đây, ông ta có thể giết chết Mạc Phàm. Tiểu tử, bây giờ cậu có thể để lại cơ thể cậu, đi tìm chết rồi. Cửu U Tử cười hung dữ, trong mắt chớp lóe sắc bén, ngọn lửa trên người nhoáng lên một cái, ông ta đã đến trước người Mạc Phàm, chiến kiếm như lực phách hoa sơn chém về phía Mạc Phàm với tốc độ rất nhanh, rất nhiều người đều không phản ứng kịp, chiến kiếm đã nhấc lên một trận cuồng phong, chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn lướt qua cửu U Tử tràn đầy kiêu ngạo, nhướng mày. Chiến giáp và chiến kiếm trên người cửu U Tử đều do vẫn tinh thiết tạo ra, nhưng không phải là vĩnh tinh thiết bình thường, mà là vĩnh tinh thiết tâm. Loại nguyên liệu này là trung tâm của vĩnh tinh thiết, có thể khống chế các vĩnh tinh thiết khác trên khối vĩnh tinh thiết đồng nhất, nói cách khác, chỉ người cầm vĩnh tinh thiết tâm mới chân chính cầm được cả tiên mộ. Ý niệm của hắn khẽ động, trường kiếm hai màu kim ngân trong tay muốn chém về phía cửu U Tử. Mặt đất dưới chân hắn do vẫn tinh thiết tạo ra lập tức biến thành chất lỏng, không chỉ bao lấy trường kiếm hai màu kim ngân trong tay hắn, tầm mắt của hắn cũng bị chất lỏng vẫn tinh thiết ngăn cản. Đúng lúc này, một kiếm của cửu U Tử đánh tới. Mạc Phàm nhíu mày, hắn buông trường kiếm màu kim ngân ra, một quyền như sao băng không do dự đánh về phía đại kiếm của cửu U Tử. Bùm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, Mạc Phàm lùi về sau. Hai bên chân của hắn có gợn sóng màu đen cao hơn 3 thước được nhấc lên, hắn lại đứng ở nơi cách 10 thước. Bỗng nhiên biến cố tới, lập tức khiến sắc mặt đám Trương Huyền Lăng thay đổi. Cửu U Tử mặc chiến giáp cầm chuôi chiến kiếm này, lập tức giống như biến thành một người khác, một kiếm chém lui về Mạc Phàm, mạnh hơn vừa rồi đâu chỉ một chút. Như vậy thắng bại khó mà nói được. Trần Vô Cực thận trọng nói. Vốn là Mạc Phàm đã thắng chắc. Nhưng lần này có thể là Mạc Phàm thua, bởi vì cửu U Tử mặc chiến giáp mạnh hơn trước nhiều. Viên Trọng Dương thì vui vẻ trong lòng trước. Cách đó không xa, Mạc Phàm nhìn tay mình hơi run lên, lại nhìn thoáng qua chiến kiếm trong tay cửu U Tử, sắc mặt hơi đổi. Thế nào, vừa rồi không được, bây giờ có thể lấy thân thể của cậu rồi chứ? Cửu U Tử cười đắc ý nói. Vừa rồi ông ta không bằng Mạc Phàm. Chiến giáp và chiến kiếm này có thể khiến lực lượng cả tiên mộ tăng lên gấp 10 lần, Mạc Phàm có thể đỡ nổi vẫn tinh thiết gấp 10 lần sao? Không đợi Mạc Phàm trả lời, dưới chân ông ta khẽ động, lại đến trước người Mạc Phàm, lần này đại kiếm màu đen chém lên đỉnh đầu Mạc Phàm, giống như muốn chém Mạc Phàm ra thành hai khúc. Mạc Phàm nhíu mày, dưới chân vừa động thì phát hiện mặt đất như chất lỏng dưới chân hắn lại ngưng kết, hơn nửa chân hắn bị nhốt ở bên trong. Không chỉ như vậy, áp lực vô hình cũng xuất hiện theo, giống như có một ngọn núi to đang đè lên người hắn, còn đáng sợ hơn hắn ở trong đô thiên thần ma trận lúc trước, hắn muốn cử động ngón tay cũng không dễ dàng. Tiểu tử, có phải chơi rất vui không? Cửu U Tử thấy Mạc Phàm không thể nhúc nhích, cười hưng phấn nói, không lập tức chém về phía Mạc Phàm. Cầm lấy thanh kiếm này, mặc bộ chiến giáp này, toàn bộ tiên mộ đều là của ông ta là vương của nơi này. Chỉ cần ông ta nguyện ý. Ông ta có thể khiến lực lượng trong cả tiên mộ đều ở trên thanh kiếm này, cũng hoàn toàn có thể dùng cả tiên mộ làm lá chắn, những chuyện này đều phải nghe theo ông ta. Quả thật chiến giáp và chiến kiếm này của ông rất lợi hại. Mạc Phàm nói từ tận đáy lòng. Tuy chiến giáp và chiến kiếm trên người cửu U Tử do vẫn tinh thiết tâm tạo ra, nhưng phần lớn mọi người có thể khiến lực lượng vẫn tinh thiết tăng gấp 1-2 lần đã không tệ,
cửu u tử lại khiến uy lực của vẫn tinh thiết tăng lên 10 lần, chỉ dựa vào điểm này, cửu u tử có thể tự hào cả đời. Cậu đây là chuẩn bị cầu xin tôi tha thứ à, tuy cậu khiến tôi hơi tức giận, nhưng tôi có thể tiếp nhận xin lỗi của cậu, nếu cậu quỳ xuống mà nói. Cửu u tử cười đắc ý nói. Nếu có thể không ra tay với Mạc Phàm, ông ta vẫn không muốn ra tay. Cầu xin tha thứ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Cửu u tử, trong từ điển của tôi chưa từng có hai chữ tha thứ. Cửu u tử chỉ phát huy uy lực của vẫn tinh thiết tới mức cực hạn, còn dùng cả tiên mộ chiến đấu với hắn mà thôi, ngoại trừ những chuyện này ra thì không còn thứ gì khác. Một người dựa vào ngoại vật như vậy, có thể khiến hắn cầu xin tha thứ à? Trái lại tiên mộ này hắn muốn rồi. Khi hắn nhìn tiên mộ này đã có ý định nắm trong tay, chỉ là không biết vẫn tinh thiết tâm khống chế tiên mộ ở đâu, bây giờ hắn biết ở đâu rồi. Hắn nheo mắt lại, ánh sáng ngũ sắc nở rộ trên người hắn. Chân hắn hơi dùng chút lực, khiến vẫn tinh thiết ngưng tụ trên hai chân hắn vỡ ra. Không đợi những vẫn tinh thiết này lại quấn tới, cơ thể hắn hóa thành một đạo lưu quang bay về phía cửu u tử. Cửu u tử thấy Mạc Phàm bay tới thì nheo mắt lại, sắc bén xuất hiện trong mắt ông ta. Không có hai chữ này, vậy hôm nay tôi ghi vào giúp cậu. Hai tay ông ta nắm chặt chiến kiếm, lực đạo rót vào bên trong chém về phía Mạc Phàm. Một kiếm chém ra, cả tiên mộ phân ra một đạo xúc tua màu đen, vồ lấy Mạc Phàm ở trong không trung. Mạc Phàm làm như không nhìn thấy những xúc tua màu đen này, ánh sáng ngũ sắc trên người đại phóng, ánh sáng ngũ sắc chiếu xuống, những xúc tua này lập tức dừng lại. Chỉ là dừng lại trước chiến kiếm của cửu u tử. Mạc Phàm không dùng mật pháp như trong tưởng tượng, giơ tay bay thẳng đến chộp lấy kiếm, thậm chí còn thu lại ánh sáng ngũ sắc hộ thể. Cửu u tử thấy Mạc Phàm xích thủ không quyền mà tới thì nhíu mày. Tiểu tử, cậu muốn chết à? Tiểu tử này dùng tay không đối kháng với chiến kiếm do vẫn tinh thiết tâm tạo ra, giống như dùng tay nắm lấy than đỏ, quả thực là muốn chết. Ông ta cũng không lưu tình, lực đạo trên tay mạnh hơn, ngọn lửa đỏ sậm trên thân chiến kiếm dấy lên, giống như một đạo cầu vồng ở trong không trung chém về phía Mạc Phàm. Người giống như Mạc Phàm, không ăn chút thiệt sẽ không quay đầu, phế một tay của Mạc Phàm trước, đợi chiếm được cơ thể của Mạc Phàm chữa trị là được. Phốc, chiến kiếm chém lên tay Mạc Phàm. Máu tươi lập tức trào từ lòng bàn tay Mạc Phàm ra. Khóe miệng cửu u tử hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười đắc ý. Cổ tay ông ta chấn động, muốn chém bay cánh tay Mạc Phàm nhưng sắc mặt lập tức kỳ lạ. Tiểu tử, cậu đang làm gì đó? Cửu u tử nhíu mày tức giận nói. Chiến kiếm này của ông ta chém lên tay Mạc Phàm, chiến kiếm không thể chém sâu xuống được nữa, hơn nữa ông ta có cảm giác sắp không khống chế được chiến kiếm này rồi. Không làm gì. Chỉ là tôi nhìn chúng tiên mộ này của ông, nên muốn lấy đi, không hơn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giọng điệu bình tĩnh, nhưng khiến người ta có cảm giác vô cùng bá đạo. Chỉ cần lấy được vẫn tinh thiết tâm, luyện hóa thứ này thì là chủ nhân của tiên mộ. Vô thiên vô địa vô nhân, vô pháp vô quy vô cực, lấy huyết của tôi, lấy tâm làm khóa, vô tâm tỏa ấn. Những lời này vừa vang lên, trên tay tràn đầy máu tươi của hắn lóe lên phù văn như khóa. Khắc lên trên thân kiếm. Phù văn này vừa khắc lên trên chiến kiếm chỉ chấn động mấy cái, hơi kháng cự thì dừng lại, máu tươi trên tay Mạc Phàm lập tức lao vào trong chiến kiếm. Quang mang màu hồng sáng lên trên phù văn trên chiến kiếm, bơi về những nơi khác trên thân kiếm. Trên mặt cửu u tử lập tức hiện lên tái mét, trong mắt tràn đầy lửa giận. Có chiến kiếm và chiến giáp trên người ông ta ở đây, ông ta hoàn toàn có thể cướp được cơ thể của Mạc Phàm. Nhưng có ai ngờ tới ông ta còn chưa cướp được cơ thể của Mạc Phàm đã đoạt chiến kiếm của ông ta. Nếu chiến kiếm này bị Mạc Phàm đoạt đi, có khả năng ông ta thật sự xong rồi. Dù sao Mạc Phàm có thể đoạt chiến kiếm của ông ta, thì có thể đoạt chiến giáp. Đây là hai thứ nòng cốt khống chế tiên mộ, không có những thứ này, ông ta muốn khống chế tiên mộ phải gắng sức rất nhiều, ông ta muốn cướp cơ thể Mạc Phàm thì càng không có khả năng. Tiểu tử, kiếm của tôi thì là kiếm của tôi. Cậu đừng mơ lấy được. Cửu u tử giận dữ hét. Thanh quang trong mắt ông ta tăng vọt, trên chiến kiếm lập tức nở rộ thanh quang thế như trẻ tre, đánh về phía huyết quang của Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười khinh thường. Nếu tôi nói muốn, thì là của tôi, ông muốn lấy cũng không lấy được. Ý niệm của hắn vừa động, ngọn lửa huyết sắc trong mắt như tia laser bắn nhanh mà ra,
bắn thẳng vào trong mắt cửu u tử, sắc mặt cửu u tử thay đổi, một tay vội vàng chắn phía trước. Người khác không nhìn ra ngọn lửa này của Mạc Phàm, nhưng ông ta lại biết rất rõ, tuyệt đối là tiên hỏa trong truyền thuyết. Trừ phi chiến giáp trên người ông ta có thể chắn được, nếu không cơ thể ông ta sẽ bị đốt sạch. Cửu u tử nhoáng lên một cái, huyết quang trên thân kiếm bao phủ lấy thanh quang, cả chiến chiếm sáng lên hào quang huyết sắc tràn đầy sát ý. Ra đây! Mạc Phàm khẽ quát một câu, tay chấn động. Cửu u tử kêu lên đau đớn, chiến kiếm ông ta cầm rất dễ dàng, bỗng nhiên nặng như một ngọn núi. Mạc Phàm vừa ra tay, ông ta như bị sét đánh lùi lại theo bản năng, chiến kiếm cũng đến tay Mạc Phàm. Một tay Mạc Phàm nắm chiến kiếm, huyết quang trên thân kiếm tắt đi, chiến kiếm to lớn biến thành trường kiếm dài rộng hơn kiếm bình thường một chút, tràn đầy phù văn. Trường kiếm vừa động dưới tay dưới chân hắn, trong chớp mắt đã đánh tới chỗ cửu u tử. Cửu u tử giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bay ngược về phía sau. Bùm, một tiếng thật to, cửu u tử đập vào trên đài cao khắc hai chữ cửu u dưới tảng cây thất hồn thụ. Trong chớp mắt, sắc mặt cửu u tử vô cùng khó coi. Chiến kiếm bị Mạc Phàm cướp đi, ông ta hoàn toàn xong rồi. Mạc Phàm có được kiếm do Vẫn Tinh Thiết Tâm tạo ra, đều có thể nắm giữ lực lượng tiên mộ như ông ta, không có ưu thế này, ông ta không phải đối thủ của Mạc Phàm. Một kiếm chém bay cửu u tử, một tay Mạc Phàm cầm kiếm đi tới chỗ ông ta, trường kiếm ma sát với mặt đất tạo ra tia lửa. Bây giờ ông còn muốn cướp cơ thể của tôi không? Mạc Phàm đứng trước mặt cửu u tử, trường kiếm chĩa về phía ông ta hỏi. Tôi. Cửu u tử nắm chặt tay, lửa giận bắt đầu dấy lên trong mắt. Từ khi ông ta thành danh tới nay, chưa từng chật vật như vậy, có không biết bao nhiêu người gặp ông ta như gặp chân long thần tiên, cho đến bây giờ đều là người khác ngã dưới chân ông ta, chưa từng giống như hôm nay, bị người ta dùng kiếm chỉ. Nhất là khi người này còn nhỏ hơn ông ta nhiều, điều này làm ông ta không thể nuốt trôi cục tức đó. Ông ta đứng dậy, hơi nhíu mày liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, chỉ do dự mấy giây. Cộp một tiếng, ông ta bay thẳng đến chỗ Mạc Phàm quỳ xuống. Mạc tiên sinh, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mơ ước cơ thể của cậu, hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội, để tôi trở thành nô lệ của cậu, tôi tự nguyện chém mệnh căn, dùng thất hồn quả cứu bạn của cậu. Nói xong ông ta dập mạnh đầu trên đất, lại Mạc Phàm liên tục. Ông ta vừa cúi đầu, sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong mắt đều là tuyệt vọng. Người quỳ lạy Mạc Phàm không phải ai khác, mà là cửu u tử từng danh chấn thiên hạ, tu vi trên người thì khỏi phải nói, gần như đã đến tình hình quỷ thần khó lường. Cho dù là chính nhất giáo đạo giáo số một Hoa Hạ, hay là thiếu lâm đứng đầu Phật môn, đều từng thua dưới tay cửu u tử này. Mạc Phàm chỉ là một tiểu tử chưa tới 20 tuổi, ở địa bàn của cửu u tử, vậy mà có thể khiến một cao thủ tung hoành ở Hoa Hạ 300 năm phải quỳ xuống. Chuyện này, ở đây cho dù là Trương Huyền Lăng, cửu luân đại sư, hay là đám tam tiên Đông Bắc, tất cả chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, có kích động muốn quỳ xuống. Lúc trước bọn họ còn tin tưởng sẽ cướp được thất hồn quả dưới tay Mạc Phàm và cửu u tử, bây giờ thì xong hết rồi. Nếu cho bọn họ cơ hội lựa chọn lần nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không đứng về phía đối nghịch Mạc Phàm. Quá mạnh rồi. Đối diện cửu u tử, trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, nhìn cửu u tử quỳ trước mặt. Ông muốn trở thành nô lệ của tôi sao? Đúng vậy, đây là thất hồn quả còn lại, mong Mạc tiên sinh nhận lấy. Một tay ông ta vươn ra, bốn thất hồn quả khác xuất hiện trong tay ông ta cung kính đưa cho Mạc Phàm, trong đáy mắt xuất hiện tàn nhẫn. Nếu là lúc ông ta còn sống, quỳ xuống cầu xin tha thứ sẽ là Mạc Phàm. Ông ta hiện giờ tuyệt đối không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nhưng chỉ cờ có thể sống sót dưới tay Mạc Phàm, ông ta vẫn còn cơ hội báo thù. Nhưng phải nén giận một thời gian, mấy chục năm dày vò ông ta còn nhịn được, huống chi là những chuyện này. Một khi thực lực của ông ta khôi phục, sẽ là lúc giết Mạc gia. Trái lại tôi có thể khiến ông khôi phục thân thể, còn không phải chỉ có một biện pháp, thậm chí có thể dẫn ông tới tiên giới nơi mà ông chưa từng đến. Mạc Phàm giơ tay nhận lấy bốn thất hồn quả kia, thản nhiên nói. Chuyện khôi phục thân thể, căn bản không là vấn đề với y tiên bất tử hắn. Nếu Mạc tiên sinh có thể khôi phục thân thể giúp tôi, mang tôi đến tiên giới, cửu u tử tôi nhất định sẽ thủ hộ Mạc gia đời đời kiếp kiếp, làm trâu ngựa cho Mạc gia. Cửu u tử nhếch miệng cười nham hiểm, thề son sắt.
nhưng ông uy hiếp người nhà tôi cảm thấy vẫn nên giết ông thì hơn. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, trường kiếm hai màu kim ngân xuất hiện trong tay hắn, không để cửu u tử phản ứng kịp, trường kiếm hai màu kim ngân đã chém về phía cửu u tử. Xoẹt, âm thanh như lụa bị xé rách vang lên, một đạo vết thương xuất hiện trên ngực cửu u tử, nhanh chóng biến to. Không, tiếng thét không cam lòng vang lên, thân thể cửu u tử biến mất hoàn toàn, chỉ để lại chiến giáp. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Cửu u tử thần thoại một thế hệ, cứ thế chết rồi hả? Trần Vô Cực nhìn khôi giáp đung đưa trên không, khó có thể tin nói. Thanh Khâu nuốt nước bọt, thở cũng không dám thở mạnh, chậm rãi lùi về sau, tránh để Mạc Phàm nhìn thấy. Mạc Phàm có thể giết cửu u tử, càng có thể giết bọn họ. Có khả năng lần này xong rồi. Mạc Phàm thu hồi trường kiếm hai màu kim ngân và khôi giáp trên đất, một tay cầm bốn thất hồn quả, một tay cầm trường kiếm màu xanh, đi đến chỗ thất hồn thụ trên đài cao. Đi đến dưới tàng cây thất hồn thụ hắn mới dừng lại, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn đám Trương Huyền Lăng. Thất hồn quả đều ở đây, các người còn muốn không? Mạc Phàm hỏi. Mọi người liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, sau đó cúi đầu. Mãi mà không có ai dám nói chuyện. Mạc Phàm thấy không ai nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, lắc đầu cười. Trương Huyền Lăng, tôi cầm quỷ tỷ ở loạn tàng sơn, ông có ý kiến gì không? Không dám, quỷ tỷ vốn là vật vô chủ, Mạc tiên sinh đạt được thì là của Mạc tiên sinh, tôi không có ý kiến. Trương Huyền Lăng cúi người với Mạc Phàm, cung kính nói. Đã đến nước này, nếu ông ta tìm Mạc Phàm gây phiền phức chuyện quỷ tỷ, tuyệt đối là tìm chết. Mạc Phàm không truy cứu ông ta đã không tệ rồi. Vậy chính nhất giáo các ông mượn lý do này, tới Mạc gia tôi gây chuyện, ông nói xem chuyện này nên làm sao bây giờ. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi hỏi. Nếu chính nhất giáo không so đo với hắn, hắn phải nói chuyện này với chính nhất giáo mới được. Sắc mặt Trương Huyền Lăng khó coi, mắt đảo liên tục, lại cúi đầu với Mạc Phàm. Không biết chính nhất giáo tôi đặt ấn thiên sư ở Mạc gia, Mạc gia sử dụng. Có thể đền tội chuyện này không? Trương Huyền Lăng dọ dự, lấy một tỷ ấn hoàng ngọc ra, đưa cho Mạc Phàm nói. Trương Huyền Lăng vừa nói vậy, sắc mặt không ít người thay đổi. Mỗi đạo sĩ ở chính nhất giáo đều có ấn của mình, dùng bùa để vẽ, chỉ cầm theo ấn phủ mới có tác dụng. Có thể nói ấn là tượng trưng cho thân phận ở chính nhất giáo, cũng là pháp lực, số mệnh. Ấn thiên sư mà ông ta nói không phải là ấn của ông ta. Mà là tỷ ấn của Trương Đạo Lăng Thiên Sư số 1 chính nhất giáo, đại biểu cho chính thống và số mệnh của chính nhất giáo, là mặt ngoài của chính nhất giáo, cũng tượng trưng cho quyền lợi, được các thế hệ Thiên Sư chính nhất giáo mang theo bên mình. Trương Huyền Lăng đưa ấn Thiên Sư cho Mạc gia, không thể không nói chuyện này không lớn. Có thể, tôi cho ông 3 cơ hội, cứ 10 năm tới Mạc gia tôi một lần, nếu chính nhất giáo ông đủ đức hạnh, tôi sẽ trả ấn Thiên Sư cho chính nhất giáo ông. Một tay Mạc Phàm vươn về phía ấn thiên sư bay vào trong tay hắn. Cảm ơn Mạc tiên sinh, chính nhất giáo tôi nhất định sẽ tăng đức hạnh, 10 năm sau sẽ lấy lại về chính nhất giáo. Lông mày Trương Huyền Lăng giãn ra, cảm kích lùi sang một bên. Thanh Khâu, không phải Tam Tiên Đông Bắc ông sẽ cho Mạc gia tôi biết tay sao, vì sao lại trốn sau những người khác thế? Mạc Phàm cười lạnh lùng nói. Thân thể ba người Thanh Khâu mặc đồ xanh. Hoàng Thiên Bá mặc đạo bào màu vàng, Trúc Cửu Âm lão giả hung ác nham hiểm mặc đồ xám chấn động, giống như bị sét đánh. Tam Tiên Đông Bắc không có lá gan này, Tam Tiên Đông Bắc tôi nguyện ý hàng năm phái một người tới Mạc gia chôn cửa, nếu ăn ở hai lòng Tam Tiên chúng tôi sẽ hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh, mong Mạc tiên sinh tha thứ. Trúc Cửu Âm tiến lên trước một bước, ôm quyền cúi đầu với Mạc Phàm. Trương Huyền Lăng đã lấy ấn thiên sư ra mới tránh thoát một kiếp. Bọn họ mạo phạm Mạc Phàm sâu hơn, trừ phi ba bọn họ trông cửa cho Mạc gia, nếu không có khả năng hôm nay Đông Bắc không còn Tam Tiên. Nếu là những người khác bảo Tam Tiên bọn họ trông cửa, cho dù chết bọn họ cũng không đồng ý. Nhưng lúc này Thanh Khâu và Hoàng Bá Thiên đều nhìn Mạc Phàm với vẻ chờ mong, đợi mệnh lệnh của Mạc Phàm. Mạc Phàm do dự một lát, gật đầu. Có thể, tuy chính nhất giáo và Tam Tiên bất kính với hắn, nhưng chưa chân chính ra tay với Mạc gia. Không phải không thể tha thứ. Lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm, giống như mới dạo một vòng ở quỷ môn quan. Cảm ơn đại ân đại đức của Mạc tiên sinh. Ba người quỳ trên đất, bái lạy Mạc Phàm, Mạc Phàm vẫy tay với ba người,
rời mắt nhìn đám Cửu Luân đại sư, Kabu và Chiến Quốc. Mấy người này bị Mạc Phàm nhìn chăm chú, thân thể lập tức cứng đờ, giống như bị người ta nắm lấy. Tôi nhớ tôi từng nói, người dị quốc không thể tiến vào tiên mộ rồi nhỉ? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Sắc mặt Cửu Luân vô cùng âm trầm, gian nan nói. Các người đã nhớ rõ chuyện này, vậy tôi cho các người một cơ hội, đỡ một chiêu của tôi, sống sót các người có thể bình yên rời khỏi tiên mộ, hay là tôi phong tu vi các người 10 năm, 10 năm này không được phép tiến vào Hoa Hạ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vẻ mặt mấy người sửng sốt, vội vàng cúi người với Mạc Phàm. Chúng tôi nguyện ý phong ấn tu vi 10 năm. Cửu Luân đại sư nói. Bọn họ không dám đỡ một chiêu của Mạc Phàm, ngay cả Cửu U tử cũng không đỡ được một chiêu, bọn họ thì càng không phải nói, phong ấn 10 năm tu vi thì 10 năm, tốt hơn là chết dưới tay Mạc Phàm. Mạc Phàm vươn tay ra vẽ trên không trung, chỉ trong chốc lát, một phụ lục màu xanh xuất hiện trong không trung, khí tức cổ xưa, tang thương tỏa ra bốn phía. Đi! Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, phụ lục biến thành ba, bay về phía mi tâm ba người. Chỉ trong giây lát, phù lục biến mất vào trong mi tâm ba người, khí tức trên người ba người nhanh chóng thu lại như thủy triều rút, cuối cùng không khác gì người bình thường. Vẻ mặt ba người tái nhợt như người chết lùi sang một bên, hối hận muốn chết. Bọn họ vốn tới lấy thất hồn quả, kết quả không lấy được thất hồn quả, còn bị phong tu vi 10 năm, có thể nói là bắt gà không được còn mất nắm thóc. Xử lý những người này xong, ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn về phía Viên Trọng Dương. Viên Trọng Dương chau mày. Không dám nhìn Mạc Phàm, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trán ông ta xuống. Viên Trọng Dương, ông còn muốn thất hồn quả không? Sắc mặt Viên Trọng Dương khó coi, quả đấm nắm chặt lại, không biết lấy đâu ra sức mạnh. Tiểu tử, nếu cậu muốn nhục nhã lão phu, thì cứ việc nhục nhã đi, lão phu đều đỡ được, nhưng sư phụ tôi sẽ xuất hiện trước mặt cậu nhanh thôi, đến lúc tất cả vũ nhục cộng thêm thù của sư đệ tôi sẽ đòi lại gấp bội trên người cậu. Sắc mặt Viên Trọng Dương âm trầm, tức giận nói. Sư đệ ông ta đã chết, ông ta lại là ông ngoại Tiểu Tuyết, có hai tầng quan hệ này, chắc chắn Mạc Phàm sẽ không ra tay với ông ta. Bây giờ ông ta chỉ cần đợi sư phụ xuất hiện, đến lúc đó thất hồn quả vẫn là của ông ta. Cửu U tử không phải đối thủ của Mạc Phàm, bởi vì Cửu U tử chỉ là một đạo tàn hồn, Mạc Phàm cũng chỉ là một cây nhỏ đang nhanh chóng tăng trưởng, còn chưa kết quả, mà sư phụ ông ta là cao thủ đỉnh phong. Tuyệt đối có thể bắt Mạc Phàm. Mạc Phàm nhướng mày cười nhạt. Vậy sao? Cậu thử thì biết. Viên Trọng Dương hừ lạnh một tiếng nói. Được rồi, tôi đợi sư phụ ông tới. Mạc Phàm thu hồi thất hồn quả, muốn rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vang lên. Không cần đợi ông ta đến đây, giao thất hồn quả ra, bảo ông ta tới tìm tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.